để thiên sĩ tuyết sư tiến vào thú nang là do Lục Lâm Thiên lo sợ, giống như lời lão độc vật nói, lúc tiến vào vụ tinh hải sẽ có một cỗ lực lượng đẩy vô cùng mạnh mẽ, hắn sợ sẽ thất lạc nó. Thủ ấn được thu lại, Lục Lâm Thiên đưa mắt tiếp tục nhìn vào đám sương mù dày đặc kia. Mấy ngày trước nghịch lân yêu bằng và thái âm yêu thỏ đã được Lục Lâm Thiên thu vào thú nang. Vì không muốn để cho người khác chú ý, nếu như bên người hắn có nhiều yêu thú có huyết mạch cao như vậy, không hấp dẫn sự chú ý của người khác mới là lạ. Mà không chỉ hấp dẫn sự chú ý của người khác, yêu thú lục giai và linh thú lục giai muốn tiến vào vụ tinh hải đều cần ngọc giản thông quan giống như vũ giả và linh giả. Yêu thú có thể đi vào, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có ngọc giản thông quan. Mà điều này cũng khiến cho không ít người phải dùng chung một đầu yêu thú phi hành. Không phải vũ tướng phong hệ, vũ phách, còn có linh giả đều không thể lăng không phi hành. Trong vụ tinh hải, khắp nơi đều là biến khỏi và hải đảo mênh mông. Muốn đi một bước trừ khi là ngây ngốc ở trên một hải đảo không rời đi, bằng không thì vô cùng khó khăn. Đương nhiên Lục Lâm Thiên không phải tiếc ngọc giản thông quan. Gần đây trong sơn mạch vụ hải hắn đánh chết không ít linh tướng, trên người những kẻ này cũng có không ít ngọc giản thông quan. Loại ngọc giản này cũng không có công năng lấy máu nhận chủ. Chỉ cần đưa chân khí hoặc linh lực, thậm chí là yêu nguyên của yêu thú vào là có thể sử dụng được. Lục Lâm Thiên chỉ không muốn người khác chú ý cho nên mới để đám nghịch lân yêu bằng tiến vào trong không gian thú nang. Nhìn vào đám sương mù dày đặc đang chấn động, vô số ánh mắt của đám người trên núi đều vô cùng yên lặng, thậm chí còn một bộ phận nhỏ ho hấp cũng trở nên dồn dập, dường như vô cùng khẩn trương. Khí tức này quá kinh khủng. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, đám sương mù này truyền ra khí tức quả thực quá mạnh mẽ. So với khí tức ở cửa vào mật địa của Vân Dương Tông còn mạnh mẽ hơn. Sau một lát, trên đám sương mù dày đặc đột nhiên truyền ra ba động kỳ dị. Ngay lúc này, đám sương mù đang chấn động kia đột nhiên run lên tạo thành từng âm hưởng kỳ dị. Đột nhiên có một dòng nước trước trên trút xuống, dòng nước này giống như là từ trên trời trút xuống, thuận tiện xuyên qua đám sương mù dày đặc này vậy. Đám sương mù dày đặc đột nhiên bị dòng nước vây quanh. Cảnh tượng lúc này mọi người đều thấy được. Dòng nước đột ngột xuất hiện này giống như là một thác nước khổng lồ cắt ngang thiên địa khiến cho cả không gian run rẩy. Trước dòng nước, sóng gợn trong không gian trực tiếp khuếch tán ra chung quanh. Quả thực quá chấn động. Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Cảnh tượng này quả thực quá chấn động, không phải là lực lượng của một người có thể tạo ra được. Khí tức thật mạnh mẽ. Trong lúc bất chi bất giác, dưới cảnh tượng chấn động này, Lục Tâm Đồng đã nắm chặt tay Lục Lâm Thiên. Vụ tinh hải đã mở ra, mọi người có thể tiến vào. Trong bầu trời vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, quanh quẩn ở trong bầu trời. Siêu siêu. Trên ngọn núi có mấy trăm thân ảnh dẫn đầu phóng lên cao. Trong đó có không ít thân ảnh trên lưng yêu thú phi hành. Mấy trăm yêu thú phi hành toàn thân được bao bọc bởi một tầng quang mang, mang theo tiếng xé gió bắn vào trong dòng nước. Vụ tinh hải đã mở ra, mọi người cùng nhau tiến vào. Rốt cuộc cũng đã mở ra. Ha ha. Trong ngọn núi, từng tiếng xé gió vang lên tạo thành thanh âm phô thiên cái địa vang lên không ngừng. Từng đạo thân ảnh không ngừng bắn vào trong dòng nước đột nhiên xuất hiện trong thiên địa kia. Nhìn vào cảnh này, Lục Lâm Thiên vẫn đứng từ xa nhìn từng thân ảnh tiến vào dòng nước trong không gian không khỏi sợ hãi than liên tục. Khí tức từ đám người tiến vào kia có không ít vũ xuất, linh xuất, còn có không ít khí tức đã cực kỳ mạnh mẽ. Lực hấp dẫn của vụ tinh hải này quả thực không phải bình thường. Tâm Đồng, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, thủ ấn được kết, phong chi rực phía sau lưng hiện lên, hai cánh rung động, lập tức thân hình hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía dòng nước. Dòng nước kia chính là vụ tinh hải, điểm này lão độc vật đã nói qua. Siêu siêu, chu vi chung quanh lúc này có vô số thân ảnh nhanh chóng bắn tới. Lục Lâm Thiên ở giữa không trung cũng không khỏi cười khổ. Trong đám người này có không ít cường giả mạnh mẽ. Chỉ sợ tới vụ tinh hải mới chân chính là hỗn loạn. Tâm Đồng, Tiểu Long, hai người mau móc ra ngọc giản thông quan, nắm chặt vào ta. Lục Lâm Thiên nói, trước dòng nước kia có một cỗ áp lực vô cùng mạnh mẽ khuếch tán. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đem ngọc giản thông quan nắm trong tay, chân khí rót vào bên trong, tức thì trên ngọc giản thông quan có một đạo bạch quang bao phủ thân thể, vừa vặn bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Lúc này, Lục Tâm Đồng cũng rót linh lực vào trong ngọc giản thông quan. Lập tức một đạo quang mang bao phủ thân thể nàng. Lúc này trong miệng Tiểu Long cũng ngậm một cái ngọc giản,
một đạo quang mang nhanh chóng bao vây thân thể nhỏ bé của nó. Thân thể tiểu long lúc này vẫn ở trên vai Lục Lâm Thiên. Chân khí vận chuyển, tốc độ Lục Lâm Thiên dường như còn nhanh hơn vài phần rồi đột nhiên bắn về phía trước. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên cũng thấy được giữa không trung có vô số thân ảnh được bao phủ bởi một đạo bạch quang hóa thành từng đạo thân ảnh mờ ảo trực tiếp bắn vào trong dòng nước. Lục Lâm Thiên không chút do dự, trực tiếp tiến vào trong dòng nước. Chu vi chung quanh dòng nước lúc này không gian lắc lư, thân ảnh hắn lập tức tiến vào. Mà lúc này, Lục Lâm Thiên vô cùng lo lắng không biết Bạch Linh ở trong không gian thú nang có thể bình yên vô sự đi vào trong vụ tinh hải hay không. Lập tức Lục Lâm Thiên cảm giác được có một cỗ hấp lực vô cùng lớn thôn vệ hắn vào bên trong. Mà cỗ hấp lực này vô cùng cường hãn, khiến cho hắn hầu như không thể khống chế thân thể. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng bạo phát ra, lúc này thân thể Lục Lâm Thiên mới ổn định được một chút. Trong lòng thầm nghĩ, may mà Thiên Sí Tuyết Sư đã thu vào trong thú nang, bằng không có lẽ nó sẽ bị tách ra với hắn. Vào được rồi. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Xem ra có không gian thú nang hắn có thể thuận lợi mang theo Bạch Linh tiến vào vụ tinh hải. Có Bạch Linh ở đây hắn ở trong vụ tinh hải sẽ bớt được khá nhiều nguy hiểm. Trong vụ tinh hải này không có Vũ Vương là Linh Vương, đến lúc đó hắn có Bạch Linh bên cạnh thì không cần e ngại bất luận kẻ nào. Nghĩ vậy Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn vào bốn phía, lọt vào tầm mắt của hắn là một phiến không gian ba động. Thông qua quang mang ngoài ngọc giản có thể thấy được. Bên ngoài toàn bộ đều là nước. Lúc này giống như hắn đang ở trong một thủy vực, chỉ là trong cỗ quang mang từ ngọc giản phát ra dường như còn có một cỗ lực lượng cuồng bạo ba động. Chu vi chắc quanh lúc này có vô số thân ảnh đang nhanh chóng lao về phía trước. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, tay kéo Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng phóng về phía trước. Trong dòng nước này có không ít thân ảnh lần lượt nhanh chóng lao đi, Lục Lâm Thiên cũng ở trong đám người này. Sau 6 chung trà, Lục Lâm Thiên có cảm giác sương mù dày đặc trong dòng nước dường như đã có chút loãng đi, năng lượng áp chế trong dòng nước cũng dần yếu bớt. Siêu siêu. Mãi đến khi năng lượng áp chế quanh người biến mất, phía trước có một đám tia sáng chói mắt. Phía trước mặt hắn lúc này có không ít người nhảy khỏi dòng nước rồi biến mất không thấy. Lục Lâm Thiên cũng không có chút do dự nào, thân ảnh trực tiếp nhảy ra khỏi dòng nước. Mà trong nháy mắt này, trước mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên sáng lên. Một hải vực vô cùng lớn xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Lăng không đứng giữa không trung nhìn về phía xa, lúc này trước mặt hắn là một mảnh trắng xóa. Đây là một hải vực vô biên, nước biển và bầu trời tạo thành một thể, không phân biệt được rõ ràng là nước hay là trời. Phía sau hắn lúc này là một mảnh thác nước liên miên tới tận chân trời, cao vót như trụ trống trời, vô cùng to lớn đổ sộ, sóng nước dập dờn. Phía dưới là hải vực vô biên, xa xa có vô số hải đạo. Sóng nước dập vào những dải đá ngầm trên hải đảo tạo thành một cột sóng cao mấy thước phát ra tiếng ào ào đinh tai nhức óc. Trên không trung hải vực cũng có sương trắng lượn lờ. Thế nhưng so với đám sương trắng sơn mạch vụ hải quả thực nhạt hơn không ít. Nhìn biển rộng vô biên mênh mông kia, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé. Siêu siêu. Dòng nước giống như một thác nước khổng lồ trong bầu trời lúc này vẫn còn không ít người nhảy ra. Nhìn vào cảnh vật trước mặt. Đám người vừa mới nhảy ra không khỏi kinh ngạc. Lúc này mấy vạn người đông nghịt có người lăng không đứng, có người thi triển vũ kỹ phi hành của phong hệ, còn có người cưỡi yêu thú phi hành. Phanh phanh. Ngay lúc này, thác nước bàng bạc phía sau mọi người chấn động. Thác nước từ trên trời trút xuống tạo thành từng sơn sóng cao vài trăm thước, giống như có một loại quả bom nổ tung dưới biển khiến cho toàn bộ hải vực run lên. Siêu siêu. Đồng thời lúc này thác nước biến mất. Phía sau mọi người hiện ra một đám sương trắng ngập tràn. So với đám sương trắng trước khi tiến vào vụ tinh hải giống nhau như đúc, không thể nhìn thấy tận cùng, giống như là màn ngăn cách giữa hai thế giới vậy. Siêu siêu. Trên không trung lúc này có không ít người cưỡi yêu thú phi hành đi về phía trước, không có một ai dừng lại. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước. Những người phía trước mặt hắn có lẽ là đệ tử nhất tông nhất giáo nhất trang, những người này cũng không dừng lại một chút nào. Cả đám lập tức biến mất trong không trung. Khẽ nhíu mày, Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ đệ tử của nhất tông nhất giáo nhất trang đều có một lộ tuyến nhất định trong vụ tinh hải, không giống như những người khác cần phải tìm kiếm hồi lâu. Vị trí tinh hải đại điện tuy rằng ở ngay trong vụ tinh hải, thế nhưng trong vụ tinh hải rộng lớn thế này, không có lộ tuyến cố định thì quả thực chính là tìm kim đáy bể, muốn tìm được đại điện vụ tinh quả thực không dễ dàng. Siêu!
không ít người cũng nhanh chóng bay về phía trước, có người cưỡi yêu thú phi hành, đoàn người khổng lồ nối tiếp nhau tiến về phía trước, trong nháy mắt phân tán trong hải vực mênh mông này. Từng đạo thân ảnh bắn về phía trước giống như một con chim lướt qua, càng chứng minh vụ tinh hải này rộng lớn bao nhiêu. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Lâm Thiên kéo tay Lục Tâm Đồng, hai cánh phía sau chấn động, lập tức đi về phía trước. Một lát sau, trên một hải đảo phụ cận, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở đó. Bên ngoài tuy rằng là mùa đông, thế nhưng trong vụ tinh hải này cây cối trên hảo đảo xanh tươi tùm, vô cùng khác biệt với bên ngoài. Sau khi xem xét chung quanh một lát, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên chợt kết, trong không gian thú nang đột nhiên có mấy đạo lưu quang bắn ra. Giống giống. Mấy tiếng thú giống vang lên, nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu dao, còn có tòa kỵ phi thiên ngô công của Lục Tâm Đồng cũng từ trong thú nang nhảy ra. Không gian thú nang của ngươi quả thực bất phàm, không ngờ có thể đi qua đại trận của nhất tông nhất môn nhất trang bố trí. Thân ảnh Bạch Linh đáp xuống đất nhìn thú nang bên hông Lục Lâm Thiên rồi nói. Có thể đi qua đại trận là được rồi. Lục Lâm Thiên khẽ cười. Không gian thú nang này hắn chỉ dựa theo phương thức luyện chế lưu lại trên thiên linh lục của sư phụ thánh thủ linh tôn mà thôi. Có Bạch Linh bên người thì trong vụ tinh hải này sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vũ Vương, Linh Vương đều không thể đi vào. Bạch Linh là yêu thú thất giai, trong vụ tinh hải này không cần cố kỵ một ai cả. Cảnh sắc ở đây không tồi. Nếu như có một ngày có thể bình tĩnh sinh hoạt ở đây mấy nghìn năm có lẽ cũng không tồi chút nào. Bạch Linh nhìn vào hải đảo rồi nói. Cảnh sắc quả thực yên bình. Lục Lâm Thiên khẽ đáp, trên hải đảo này một màu xanh ngắt, phía xa còn có bãi biển, sóng biển dập dờn đánh vào khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, vui vẻ. Nói xong, Lục Lâm Thiên nhanh chóng móc ra một chiếc ngọc giản. Hai mắt nhắm nghiền, tâm thần rót vào trong ngọc giản. Tức thì một đạo quang mang chui vào trong mi tâm hắn, đây chính là ngọc giản vẽ lộ tuyến mà Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cấp cho hắn. Một lát sau, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong đầu đã có lộ tuyến do Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lưu lại. Muốn tìm được đại điện vụ tinh cũng không dễ, dù sao ngọc giản này chỉ ghi lộ tuyến đại khái mà thôi. Đông lão, người từng học vẽ bản đồ chưa? Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài. Ca ca, huynh làm sao vậy? Lục Tâm Đồng hỏi. Không có gì, sư phụ muội giao cho chúng ta lộ tuyến khá rõ ràng, cần phải xem xét kỹ mới được. Lục Lâm Thiên cười khổ nói, lộ tuyến do Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lưu lại quả thực khiến cho hắn không hiểu, cũng may Lục Lâm Thiên có thể nhìn rõ phương hướng đại khái. Lão đại, nơi này dường như cũng có không ít yêu thú. Tiểu Long nhìn vào hải vực rồi nói, không có yêu thú thất giai là được rồi. Lục Lâm Thiên nói, di chuyển trong đám yêu thú ở đây chính là một trong những chuyện nguy hiểm nhất. Lục Lâm Thiên đã sớm nghe nói qua. Mỗi một lần vụ tinh hải mở ra không biết sẽ có bao nhiêu người vì nó mà chết trong miệng yêu thú. Đặc biệt là một ít yêu thú dưới mặt nước, căn bản cực kỳ khó truy sát. Một khi nó lặn xuống sâu, nhân loại nhiều ít sẽ bị áp chế. Tuyết sư, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói xong hai cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên rồi thân thể bành trướng thành hơn 10 trượng, đủ cho ba người cưỡi. Một đường tiến về phía trước, Lục Lâm Thiên tạm thời không vội tìm kiếm đại điện vụ tinh. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, Lữ Tiểu Linh có lẽ cũng đã tới vụ tinh hải, hiện tại có lẽ đang ở chung với cường giả linh thiên môn. Có cường giả linh thiên môn ở đó có lẽ nàng cũng không gặp nguy hiểm gì. Huống chi, linh thiên môn là một trong bốn chủ nhân của vụ tinh hải. Trong hải vực vô biên, mấy vạn người phân tán cho nên lúc này cũng hiếm khi gặp được thân ảnh người khác. Trong bầu trời thi thoảng mới thấy có thân ảnh yêu thú phi hành bay qua. Rát. Ngay lúc này, có một yêu thú phi hành đột nhiên hoảng hốt lo sợ rồi xoay quanh bầu trời, không dám tiếp tục tiến về phía trước. Làm sao vậy? Trên lưng yêu thú phi hành lúc này có tám đạo thân ảnh, sắc mặt cả đám trầm xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn về bốn phía. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc đột nhiên toàn bộ hải vực run rẩy. Mặt nước phía dưới bỗng nhiên cuồn cuộn tạo thành cơn sóng cao trăm thước. Trong sóng biến đột nhiên vang lên thanh âm sắc bén. Trong nháy mắt một con quái vật từ trong sóng biển lao ra. Ánh mắt tám người trên lưng yêu thú phi hành kia tức thì giật mình. Tám người này ngẩng đầu nhìn con quái vật lớn phía chân trời, sắc mặt không khỏi biến đổi. Một con sa ngư khổng lồ thân thể chừng 500 thước từ trong sóng biển bắn lên.
Cái vây hai bên của con sa ngư lúc này hóa thành hai chiếc cánh lớn không đồng nhất. Chiếc cánh phía trước so với cái phía sau thì lớn hơn nhiều. Thân thể đầu sa ngư này hiện lên trên không trung, cái miệng lớn như bồn máu mở ra, hàm răng sắc bén bắn ra hàn mang, trên thân thể to lớn có tầng tầng lớp lớp lân phiến bao bọc phát ra lưu quang yếu ớt. Trên thân thể có một cái đuôi đang khẽ lắc lư, trên cái đuôi lớn kia lại có từng cái vẩy vô cùng sắc bén, hàn mang bắn ra. Chết tiệt, là tứ dực yêu sa ngũ giai hậu kỳ. Trên lưng yêu thú phi hành, sắc mặt tám người tỏ ra căng thẳng cực độ. Sao chúng ta ngay từ đầu lại gặp phải đầu tứ dực yêu sa này cơ chứ, vận khí quả thực con mẹ nó quá kém. Sắc mặt mọi người cực kém, đồng thời cũng đề phòng. Đã lâu không được thưởng thức qua thịt của nhân loại, các ngươi chịu chết đi. Tứ dực yêu sa này mở miệng nói ra ngôn ngữ nhân loại. Thân thể to lớn lập tức rung lên, cái miệng lớn đỏ như bồn máu kia phun ra một cột nước bắn về phía yêu thú phi hành. Nhiệt xúc, chúng ta sợ ngươi sao? Trên lưng yêu thú phi hành, tám người này cũng không phải là kẻ yếu, cả đám đều ngưng tụ công kích. Từng đạo quang trụ, trưởng ấn, quyền ấn lập tức phóng lên cao. Phanh phanh, tiếng nổ tức lên trong không trung, cột nước ngập trời chút xuống, một cỗ kình phong cường hãn khuếch tán. Chi chi, tứ dự yêu xa phát ra một âm hưởng kỳ dị, bốn cánh khổng lồ đột nhiên chấn động. Thân thể lúc này giống như một hòn đá bắn thẳng về phía yêu thú phi hành kia. Tứ dực yêu sa này đã tới ngũ giai hậu kỳ, trí tuệ không hề thua kém nhân loại. Nó biết tám người trên yêu thú phi hành kia không thể phi hành cho nên muốn đánh chết yêu thú phi hành trước tiên. Rát rát, yêu thú phi hành tứ giai kia đã sớm bị tứ dực yêu sa áp chế, lúc này thấy tứ dực yêu sa tiến tới, thân thể to lớn trực tiếp run rẩy. Nhiệt xúc, muốn chết. Trên lưng yêu thú phi hành, có mấy người hét lớn. Trong đó có một người đánh ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang xé rách không gian tạo thành tiếng rít gào lập tức hung hăng đánh về phía tứ dực yêu sa kia. Siêu siêu. Tứ dực yêu sa kia hiển nhiên cũng không dám trực tiếp chống lại một kiếm này. Cái đuôi khẽ run lên, lưu quang lập tức xuất hiện, cái đuôi trực tiếp đánh vào đạo kiếm quang khiến cho kiếm quang bị văng ra. Phanh phanh. Hầu như cùng lúc đó, trong hải vực rộng lớn đột nhiên rung động. Một cột nước chừng trăm thước phóng lên cao. Một đầu quái vật to lớn mở cái miệng dữ tợn xuất hiện phía dưới yêu thú phi hành. Một ngụm trực tiếp cắn vào thân thể yêu thú phi hành, trong nháy mắt thôn vệ yêu thú phi hành kia. Chạy mau! Lúc này, tám người trên lưng yêu thú phi hành nhanh chóng nhảy ra, cả đám chạy trối chết. Siêu! Yêu thú tứ giai kia cũng không dãy giụa, lập tức bị đầu yêu thú đột nhiên xuất hiện kia nuốt chừng. Đầu yêu thú vừa mới xuất hiện lúc này cũng hiện ra nguyên hình, cũng là một đầu tứ dực yêu sa. Cũng là yêu thú ngũ giai hậu kỳ, hai đầu tứ dực yêu sa ngũ giai hậu kỳ lúc này đang xoay quanh không trung, khí tức hung hãn tỏa ra. Siêu siêu. Mà lúc này, tám người vừa từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy ra nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí. Chân khí dưới chân bạo phát dựa thế đứng trên mặt nước. Hoàn toàn là dựa vào chân khí của bản thân để không bị chìm xuống. Trong bầu trời lúc này chỉ có một người thi triển vũ kỹ phong hệ ngưng tụ thành đôi cánh phi hành giữa không trung mà thôi. Sắc mặt tám người này đều vô cùng khó nhìn. Yêu thú phi hành đã bị đánh chết, bọn họ căn bản không thể đi tới đại điện vụ tinh, không phải là không muốn đi tới, hai đầu tứ dực yêu xa trước mắt này cũng sẽ không để cho bọn họ đi. Tám người này đều có tu vi vũ tướng, trong đó còn có một linh tướng, thực lực mạnh nhất chính là vũ tướng bát trọng. Nếu như ở trên mặt đất thì bọn họ cũng không để hai đầu tứ dực yêu sa vào mắt, lúc này ở trong hải vực thì lại không giống như trước nữa. Cảm nhận kình phong sắc bén từ trên người hai đầu tứ dực yêu sa, tám người không khỏi cho mày. Nhân loại, để ta xem các ngươi chạy thế nào. Hai đầu tứ dực yêu sa khổng lồ dường như vô cùng đắc ý. Ánh mắt nhìn tám người này giống như là nhìn điểm tâm của mình vậy. Mau lui lại, chạy tới hải đảo phía trước. Vũ giả phong hệ trong bầu trời quát lên, quang mang trên chân bảy người chợt lóe, thân hình mạnh mẽ thối lui, mục tiêu chính là hải đảo phía trước. Tới hải đảo kia sinh cơ của bọn họ sẽ lớn hơn không ít. Còn muốn chạy sao, lưu lại đi. Mọi người đã nhanh, thân hình hai đầu tứ dực yêu xa kia cũng nhanh không kém, thân thể to lớn chấn động mang theo kình phong sắc bén, bắn về phía trước, dùng thân thể làm vũ khí công kích. Nhận thấy kình phong sắc bén phía sau. Bảy người cuống cuồng chạy trốn, căn bản không dám chống lại. Chi chi.
đầu tứ dực yêu xa trong bầu trời đang đuổi theo vũ giả phong hệ kia đột nhiên kêu lên mấy tiếng quái dị, thân thể to lớn nhìn về phía trước đồng thời nhanh chóng chui xuống mặt nước. Phanh phanh, đầu tứ dực yêu xa còn lại lúc này cũng nghe thấy tiếng của đồng bạn, thân thể lập tức chui vào trong mặt nước. Thân thể to lớn đập vào mắt nước tạo thành một cơn sóng lớn khiến cho 7 người đang chạy trối chết trên mặt nước lảo đảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt 8 người nghi hoặc, hai đầu tứ dực yêu xa này không hiểu sao lại không thấy đâu nữa, trong lòng mấy người không khỏi cảnh giác. Lão đại, hai đầu tứ dực yêu xa kia chạy thật nhanh nha, lại chạy thoát mất rồi. Phía xa, Tiểu Long chớp mắt nhìn vào hải vực phía trước rồi nói. Đệ và nghịch lân yêu bằng hôm qua dọa cho chúng nó chết khiếp, chúng nó sao dám xuất hiện trước mặt đệ nữa. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, tiến vào trong vụ tinh hải này đã được 3 ngày thì ngày nào hắn cũng bị yêu thú tập kích. Trên hải vực này thi thoảng sẽ có yêu thú đột nhiên đánh lén nhân loại, thế nhưng yêu thú dám xuất thủ với thiên sĩ tuyết sư quả thực không nhiều lắm. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên đã chứng kiến không ít nhân loại bị yêu thú trong nước đánh chết, trong vụ tinh hải này là thiên hạ của thủy yêu thú. Mà ngày hôm qua có hai đầu tứ dực yêu xa ngũ giai hậu kỳ ỷ vào thực lực đánh lén thiên sĩ tuyết sư. Kết quả lại bị nghịch lân yêu bằng thực lực tương đương vũ xuất và tiểu long truy sát, sau đó để cho hai đầu yêu thú này chạy trốn. Lục Lâm Thiên cũng không có ý tứ truy sát cho nên cũng mặc kệ chúng nó. Hừ, tha cho chúng nó một mạng, ngay cả đệ cũng dám động vào, đúng là muốn chết mà. Tiểu long phun ra nuốt vào, ánh mắt đắc ý. Hai đầu tứ dực yêu xa này nó không đặt vào trong mắt. Là thiên sĩ tuyết sư tứ giai hậu kỳ. 8 người vừa nhặt lại được cái mạng khi bị tứ dực yêu xa truy sát lúc này nhanh chóng nhìn thấy một đầu yêu thú phi hành bay tới. Lại là thiên sĩ tuyết sư huyết mạch cực cao, sắc mặt đều vô cùng kinh ngạc, đây không phải là tọa kỵ bình thường nha. 8 người nhìn chăm chú vào 3 người trên lưng thiên sĩ tuyết sư, một thanh niên, một tiểu cô nương, còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, 8 người này lập tức nhìn nhau. Tiểu tử, lưu lại thiên sĩ tuyết sư, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giữa không trung, vũ giả phong hệ kia chắn trước mặt thiên sĩ tuyết sư rồi nói. Lão đại, không ngờ lại có kẻ dám đi cướp chúng ta kìa. Thân thể thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng dừng lại, Tiểu Long nhìn về phía trước rồi nói với Lục Lâm Thiên. Linh tướng thất trọng kia giao cho ta, những kẻ khác một người cũng không để lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, một cỗ hàn ý nhàn nhạt xuất hiện. Vâng, chủ nhân. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ lập tức nhảy xuống, phi thiên ngô công của Lục Tâm Đông cũng theo đó nhảy xuống. Siêu siêu. 8 người này vốn đang muốn cướp một đầu yêu thú phi hành, bằng không 8 người bọn họ căn bản không thể tiếp tục đi tìm đại điện vụ tinh. Trong lúc đang chờ câu trả lời thuyết phục của đối phương thì đột nhiên trong không trung vang lên tiếng xé gió, 3 đầu yêu thú kinh khủng lập tức xuất hiện trong không trung. Một đầu yêu thú màu đen như đại bàng, một đầu cự thỏ màu xanh, một con rết lớn vài trăm thước. Phía sau con rết này có 8 cái cánh lớn, phía dưới có vô số cái chân, trên miệng có những cái răng sắc bén dài ngắn không đồng nhất. Hàn mang từ đó bắn ra nhìn qua vô cùng dữ tợn. 3 đầu yêu thú lớn xuất hiện, 3 cỗ uy áp nhanh chóng tạo thành 3 động trong hải vực khiến cho vô số yêu thú xung quanh tức thì chạy trốn. Yêu thú lục giai, 3 đầu yêu thú lục giai. Sắc mặt 8 người vừa mới vui mừng vì nhặt được về một cái mạng lúc này trong nháy mắt lại xám giống như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Đám người này vốn vừa rồi vẫn đang suy nghĩ tại sao hai đầu tứ dực yêu xa ngũ giai hậu kỳ kia lại biến mất. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đã biết được đáp án. Hóa ra hai đầu yêu thú tứ dực yêu xa kia bởi vì những người này xuất hiện cho nên mới chạy trốn. Chỉ tiếc bọn họ mắt mù không nhận ra được điều này, còn tưởng rằng người thanh niên kia dễ bắt nạt. Phanh phanh. Trong lúc 8 người đang kinh ngạc, 3 đầu yêu thú khổng lồ nhanh chóng triển khai công kích. Lợi chảo của thái âm yêu thỏ trực tiếp xuyên qua ngực của một vũ tướng, sau đó nuốt hắn vào bụng. Một đám phong nhận từ trên hai cánh của nghịch lân yêu bằng phóng ra, không để ý tới vũ giả phong hệ trên không trung đang bố trí hộ thân cương khí. Phong nhận xuất ra tức thì thân thể vũ giả phong hệ này đột nhiên bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Phi thiên ngô công vô cùng dữ tợn kia cũng phun ra một đạo khói độc. 3 vũ tướng trong nháy mắt có 2 người thân thể cứng ngay, sau đó thân thể bắt đầu thối rữa, chỉ có vũ tướng bát trọng kia nhanh chóng nhảy ra được. Rát rát. Giữa không trung, một đạo phong nhận nhanh như thiểm điện đánh xuống, vũ tướng bát trọng này cũng không thể né tránh được nữa. Tên linh tướng thất trọng còn lại vẻ mặt kinh hãi,
không biết bọn họ đụng phải người phương nào, không ngờ bên người lại có ba đầu yêu thú lục giai. Qua đây, một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện trước người linh tướng thất trọng này, phía sau thân ảnh màu xanh có hai cánh bằng chân khí chớp động. Tha cho ta một mạng, chúng ta mắt mũi không tròng, lần sau không dám thế nữa. Linh tướng thất trọng này ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Chu vi chung quanh hắn là ba đầu yêu thú lục giai, chỉ bằng vào hắn căn bản không có cách nào chạy thoát. Là các ngươi tự mình muốn chết, cũng không thể trách ta được. Lục Lâm Thiên nói xong, năm ngón tay khẽ động, từ lòng bàn tay có một cỗ hấp lực lớn tuôn ra. Lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện đánh vào thiên linh cái của linh tướng thất trọng này. Linh tướng thất trọng này hét thảm một tiếng, chỉ trong nháy mắt đã bị thôn phệ thành một cỗ thây khô. Tất cả chuyện này cũng không mất bao nhiêu thời gian, thiên sĩ tuyết sư lập tức rời khỏi bầu trời, một lát sau mới có không ít yêu thú trong hải vực lộ đầu ra rồi lập tức lặn sâu xuống mặt nước không thấy đâu nữa. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chậm rãi tu luyện. Linh tướng thất trọng tuy rằng hiệu quả đối với hắn không lớn, thế nhưng cũng có không ít tác dụng. Góp gió thành bão, đối với vụ tinh hải Lục Lâm Thiên vô cùng có lòng tin. Trong 3 tháng nhất định hắn có thể đột phá tới vũ xuất và linh xuất. Rời khỏi vụ tinh hải, muốn tìm linh tướng để thôn phệ sẽ khó khăn hơn không ít. Tại một không trung khác lúc này có 4 đạo thân ảnh đang lăng không lướt qua không trung. Thiếu tông chủ chúng ta cần phải nhanh hơn một chút nữa. Cũng không thể để cho đám người nhất tông nhất giáo nhất trang kia giành trước được. Muốn tiến vào đại điện vụ tinh chỉ có thể dựa vào vận khí, không phải ai muốn đi vào trước cũng được, còn cần có cơ duyên. Chúng ta không vội, không biết mấy người lần trước đào tẩu có tới vụ tinh hải không, nếu như để ta gặp được nhất định phải chém hắn thành 2 mảnh. Trong 4 người, lúc này có một thanh niên lạnh nhạt nói. Nói xong, 4 người nhanh như thiểm điện xẹt qua không trung. Trên một đảo nhỏ, hơn 10 đầu yêu thú phi hành đáp xuống. Phía trước có một thân ảnh xinh đẹp đang nhìn về phía sau, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, chính là Lữ Tiểu Linh. Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Số lượng yêu thú cao giai phía trước sẽ nhiều hơn không ít, tất cả phải cẩn thận, trên hải đảo phụ cận cũng có không ít dược liệu, nếu như vận khí tốt còn có linh quả. Mọi người chú ý nhiều hơn một chút. Trong đoàn người một lão giả Lục Tuần nói, trên người lão giả này mặc một trường sam màu xanh, trên mặt có không ít nếp nhăn, thế nhưng trong mắt lại có tinh quang chợt lóe. Vương trưởng lão, bằng vào tốc độ nhanh nhất của chúng ta thì mất bao lâu mới tới đại điện vụ tinh? Lữ Tiểu Linh hỏi vương trưởng lão bên người. Hẳn là 20 ngày, bằng vào tốc độ nhanh nhất, không ngừng lại một chút nào. Vương trưởng lão bên người Lữ Tiểu Linh đáp. Chúng ta có thể đi chậm một chút được không? Lữ Tiểu Linh nhìn về phía sau, ánh mắt khẽ đổi rồi nói. Tiểu thư, không phải tiểu thư muốn chờ tiểu tử Lục Lâm Thiên đó chứ? Vương trưởng lão nhìn Lữ Tiểu Linh rồi nói. Tông chủ từng nói qua, chúng ta phải nhanh chóng tiến về phía đại điện vụ tinh, tuy rằng muốn nhận được cơ duyên trong đại điện phải dựa vào vận khí, thế nhưng thời gian cũng vô cùng quý ân trọng, người tới đại điện vụ tinh trước thì cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, Lữ Tiểu Linh nói. Tiểu thư, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đó. Lão giả mặc trường sam kia nói. Tiểu hỗn đản, người có bị lạc đường không? Nhìn lên không trung phía sau, Lữ Tiểu Linh lẩm bẩm nói. Siêu siêu. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí. Hai mắt mở ra nhìn về hải vực vô biên, còn có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, quả thực hắn rất khó tưởng tượng ra trong sơn mạch vụ hải lại có một nơi như vậy. Lâm Thiên, hải đảo phía trước mặt có chút động tĩnh. Bạch Linh nói, ánh mắt lập tức nhìn về một hải đảo lớn phía trước. Diện tích của hải đảo này so với những hải đảo khi trước còn lớn hơn rất nhiều. Từ không trung nhìn xuống chỉ sợ chỉ ít cũng có đường kính mấy trăm dặm. Chúng ta qua đó xem một chút. Có Bạch Linh bên người, Lục Lâm Thiên không hề cố kỵ chút nào. Trên hải đảo, dưới một ngọn núi khổng lồ lúc này có một mùi hương tràn ngập. Trong đó có một cỗ năng lượng mạnh mẽ khuếch tán. Toàn bộ không trung hải đảo đều được bao phủ bởi cỗ năng lượng nồng nặc này. Dưới ngọn núi lúc này có không ít người tụ tập, chu vi chung quanh còn có không ít người lăng không mà đứng. Không ngờ lại là cường giả linh xuất và vũ xuất. Mọi người đều đang nhìn kỹ vào một cái dây leo màu đỏ, dây leo này kéo dài từ dưới chân núi lên. Dây leo màu đỏ cuốn chung quanh một tảng đá khổng lồ,
Trên mặt tảng đá lúc này có một trái cây nhỏ như nắm tay trẻ con. Trái cây này trong suốt, cả vật thể màu xanh tràn ngập quang mang. Không gian chung quanh nó lúc này lắc lưng, mùi hương đậm đặc kia là từ trái cây này tỏa ra, khiến không biết bao nhiêu người có mặt ở đây âm thầm nuốt nước miếng. Giống. Một tiếng thú giống trầm thấp vang lên. Lúc này trên núi cũng có hai đầu yêu thú khổng lồ vô cùng dữ tợn đang thủ hộ hai bên tảng đá này. Yêu thú bên trái chính là một đầu đại mãng vô cùng lớn, cả người tràn ngập lân phiến, thân thể to lớn chí ít cũng phải trên 600 thước, đường kính chừng 6-7 trước đang xoay quanh tảng đá. Thân thể của nó so với tảng đá kia còn lớn hơn gấp mấy lần, yêu thú bên phải, thân thể khổng lồ cũng giống như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân được bao bọc bởi một tầng thịt dày, chính là một con gấu màu trắng. Khí tức cường hãn trên người nó khuếch tán, hai mắt dữ tợn nhìn vào đầu cự mãng trước mắt, hai đầu yêu thú này dường như đang đối đầu với nhau khiến cho tất cả những vũ giả chung quanh cũng không dám tới gần. Hạt thổ yêu mãng lục giai trung kỳ, còn có hàn băng yêu hùng lục giai trung kỳ. Lúc ba người Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng xuất hiện thì ánh mắt đã sớm nhìn về phía hai đầu yêu thú khổng lồ kia. Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vừa tới Vụ Tinh Hải vài ngày lại có thể gặp được hai đầu yêu thú lục giai trung kỳ. Hai đầu yêu thú lục giai trung kỳ này dường như với mới đột phá tới lục giai chưa được bao lâu, thế nhưng đủ để đối phó với vũ xuất tứ trọng và vũ xuất ngũ trọng. Không ngờ là hồn quả, không nghĩ tới trong Vụ Tinh Hải này lại có bảo vật bực này. Khi Lục Lâm Thiên nhìn vào trái cây màu xanh trên tảng đá kia, trong lòng không khỏi ngẩn ra, sắc mặt lập tức vui mừng. Trên hồn quả này có một mùi hương như có như không cùng với năng lượng tràn ra, khí tức này khiến cho linh hồn trong đầu Lục Lâm Thiên khẽ chấn động. Là hồn quả, đã sắp thành thục rồi. Thanh âm của Bạch Linh vang lên, ánh mắt nàng cũng nhìn về phía trái cây màu xanh, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hẳn sẽ nhanh thôi. Lục Lâm Thiên gật đầu, màu sắc của hồn quả đang chậm rãi biến hóa, chờ sau khi màu sắc nó biến thành trắng tức thì đã thành thục. Căn cứ theo ghi chép trên ngọc giản của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên đối với hồn quả này cũng có không ít lý giải. Hồn quả này là chủ tài liệu luyện chế đan dược thất phẩm. Nếu như cứ thế mà dùng thì hiệu quả cũng cực lớn, đồng thời cũng giúp linh lực đề thăng cực cao. Thứ tốt nha! Lục Lâm Thiên khẽ cười. Hồn quả này không phải là thứ tầm thường, bản thân hắn gặp được cũng coi như có vận khí không tồi. Ánh mắt mắt lập tức đảo qua đám người chung quanh. Lúc này chung quanh đã tụ tập hơn 100 người, có 2 linh suất, 4 vũ suất. Thực lực mạnh nhất là linh suất ngũ trọng. Cả đám người này đương nhiên đều đến vì hồn quả. Thế nhưng có lẽ bởi vì có sự tồn tại của hạt thổ yêu mãng và hàn băng yêu hùng cho nên mọi người cũng không dám tùy ý lộn xộn. Siêu siêu. Giữa không trung, bởi vì mùi hương và năng lượng tràn ra ngày càng đậm cho nên có không ít người cũng bị hấp dẫn tới. Phía xa, sóng nước cuồn cuộn, lúc này cũng có không ít yêu thú tới đây. Dường như bởi vì bị hạt thổ yêu mãng và hàn băng yêu hùng áp chế cho nên yêu thú trong hải vực không dám tới gần, thế nhưng chúng nó đều đứng ở phía xa nhìn vào hồn quả kia. Xem ra tới lúc hồn quả thành thục sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, hiện tại hồn quả còn chưa thành thục. Một khi nó thành thục phỏng chừng mọi người sẽ không nhịn được mà xuất thủ tranh đoạt. Bảo vật như vậy coi như là cường giả vũ vương cũng có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Mà đối với linh suất mà nói, lực hấp dẫn còn lớn hơn nhiều. Đến lúc đó không ra tay đoạt mới là lạ, mà hắn có Bạch Linh bên người, lần này nhất định phải thu hồn quả vào trong túi mới được. Lúc này tất cả mọi người đều đang không ngừng nghĩ cách trong lúc chờ hồn quả thành thục. Đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người mình, hắn không khỏi nhíu mày lại. Quay đầu nhìn vào phía sau, lúc này phía sau hắn có 4 người đang lăng không mà tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn khi nãy là của một người thanh niên nhìn qua vô cùng âm lệ. Người thanh niên này tuổi chừng 20, ánh mắt âm hàn, mặc một bộ trường bào, vóc người gầy gò. Thiếu tông chủ Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, quả thực là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở nơi này cũng gặp phải mấy người này. Đối với thân phận của mấy người này Lục Lâm Thiên cũng đã sớm biết được từ trong đầu linh tướng ngũ trọng của Thiên Quỷ Tông bị hắn thôn phệ. Người thanh niên này chính là thiếu tông chủ của Thiên Quỷ Tông, người trung niên gầy gò có thực lực linh suất tứ trọng phía sau hắn và 2 vũ suất ngũ trọng còn lại đều là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông. Thực lực của 4 người này đều không tồi, chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên cũng không quá để trong lòng.
Mặc kệ là thực lực của bốn người này hay Thiên Quỷ Tông mạnh mẽ thế nào, thế nhưng hắn cũng không cần quá để ý. Thứ duy nhất hắn cần để ý là thế lực của Thiên Quỷ Tông rất mạnh, quả thực cũng không phải dễ chọc. Thanh niên âm lệ kia đáp xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, sau đó cũng bị năng lượng bên trên hồn quả hấp dẫn. Lúc này năng lượng bàng bạc kia bắt đầu ba động, màu sắc hồn quả bắt đầu chuyển thành màu trắng. Lão đại, là mấy người kia, có nên diệt bọn hắn hay không? Ánh mắt của Tiểu Long rơi vào mấy người này, thanh âm vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Tạm thời không vội, đừng gây thêm phiền phức, hồn quả kia quan trọng hơn, trước tiên nên đoạt hồn quả rồi mới tính sau. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long. Thiếu tông chủ, là hồn quả, chính là linh quả cực kỳ khó gặp. Sau khi trực tiếp ăn vào đối với linh hồn có chỗ tốt cực lớn. Trong mấy người, lúc này có một đại hán tuổi chừng 40, thân hình gầy gò nói với người thanh niên này. Trước tiên chúng ta đoạt hồn quả, ba vị trưởng lão cũng xem xét mấy người kia, đừng để bọn họ chạy thoát. Người thanh niên này chính là Tùng Bách Đào, thiếu tông chủ của Thiên Quỷ Tông. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên hàn ý trong mắt hắn không khỏi lạnh lẽo. Thế nhưng hiện tại có hồn quả xuất hiện, lại có không ít cường giả chung quanh cho nên hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, miễn bị người khác chiếm tiện nghi. Thiếu tông chủ yên tâm đi, tiểu tử không biết sống chết này cũng dám đoạt vật của Thiên Quỷ Tông chúng ta, quả thực là muốn chết. Phía sau Tùng Bách Đài, một lão giả vũ xuất ngũ trọng kia nói. Chờ sau khi chúng ta đoạt được hồn quả rồi đánh chết hắn cũng không muộn. Tiểu tử này chờ lát nữa thu thập, trước tiên đoạt hồn quả trước. Hàn ý trong mắt Tùng Bách Đào bắn ra rồi nói. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, ánh mắt hắn đã sớm thu hồi từ trên người bốn người này. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được sát ý trên người bốn người này, trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo. Tới lúc thích hợp đánh chết bốn người này cũng không muộn. Chết ở trong vụ tinh hải, đến lúc đó Thiên Quỷ Tông cũng không biết là hắn gây nên. Hồn quả ngày càng thành thục. Không gian chung quanh đột nhiên cũng xuất hiện một cảm giác áp lực. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, thần kinh căng thẳng. Ai cũng biết tuy rằng hiện tại có mặt hơn trăm người, không ai liên quan tới ai, thế nhưng chỉ một lúc nữa sẽ không ai khách khí với ai. Hồn quả trên tảng đá kia lúc này đã bắt đầu chuyển thành một màu trắng tinh thuần, cả vật thể trong suốt, một mùi hương mê người tràn ngập chung quanh. Trong hồn quả nho nhỏ này có một cỗ năng lượng bàng bạc to lớn mà bất kỳ ai cũng cảm nhận được. Lúc này, khí tức trong không trung cũng âm thầm tăng lên. Hai bên tảng đá, Hà Thổ Yêu Mãng và Hàn Băng Yêu Hùng lúc này cũng nhìn chăm chú về phía hồn quả trên tảng đá. Thành thục rồi. Lục Lâm Thiên nhìn vào hồn quả, chân khí âm thầm vận chuyển trong cơ thể. Người tranh đoạt hồn quả này cũng không ít, muốn đạt được nó tuyệt đối không dễ dàng. Siêu siêu. Trên hồn quả đột nhiên có một cỗ quang mang màu trắng khuếch tán ra. Quang mang màu trắng kia khiến cho con mắt tất cả đám người ở đây không khỏi đau đớn, khí tức từ đó tràn ra khiến cho linh hồn mọi người run lên. Hai bên tảng đá, ngay khi quang mang từ trong hồn quả tràn ra. Hà Thổ Yêu Mãng khổng lồ trong nháy mắt mở cái miệng lớn của mình ra, nhanh chóng đớp về phía hồn quả kia, tốc độ giống như thiểm điện. Giống. Tiếp theo, Hàn Băng Yêu Hùng kia cũng rít lên một tiếng, cánh tay khổng lồ nhanh chóng đập về phía Hà Thổ Yêu Mãng. Bàn tay mang theo khí tức lạnh lẽo đóng băng không khí không gian, nhiệt độ chung quanh tức thì giảm xuống. Hồn quả thành thục, đoạt cho ta. Trong chớp mắt, vô số chân khí, linh lực từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát ra. Siêu siêu. Trong bầu trời, mấy vũ xuất và linh xuất lúc này đã động thủ trước. Một cỗ khí tức mênh mông khuếch tán. Khí tức cường hãn này tạo thành uy áp khiến cho một ít vũ tướng và rất ít vũ phách đang muốn tiến lên tranh đoạt hồn quả tức thì ngưng lại. Có nhiều cường giả vũ xuất ở đây như vậy, hồn quả này sao lại tới phiên bọn họ cơ chứ? Tùng Bách Đào lúc này dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Sau đó lập tức xoay người nói với ba người phía sau. Ba vị trưởng lão, động thủ, nhất định phải đoạt được hồn quả. Siêu siêu. Thân ảnh ba người nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Một linh xuất tứ trọng, hai vũ xuất ngũ trọng, ba cỗ khí tức mạnh mẽ vô cùng. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt vang lên, hai yêu thú khổng lồ lúc này đã đánh nhau, kinh khí khuếch tán, tảng đá lớn kia trực tiếp bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Siêu siêu, tảng đá vỡ nát, hồn quả màu trắng trên dây leo màu đỏ kia lập tức bị bắn lên không trung. Đoạt, trong nháy mắt mấy cường giả linh xuất, vũ xuất trực tiếp xuất thủ,
thân thể lao thẳng về phía hồn quả. Cút ngay, nó là của ta. Phanh phanh. Từng âm thanh bạo liệt truyền tới. Lúc này không một ai nhân nhượng nữa, trong nháy mắt đều tự công kích lẫn nhau. Thanh âm bạo liệt, hỗn loạn từ không trung truyền ra. Một vũ xuất nhất trọng vô cùng xui xẻo, bản thân đang tranh đoạt hồn quả không biết vì sao lại có hai đạo công kích trực tiếp đánh vào trên người hắn, tức thì thân thể hắn bị đánh bay xuống hải vực phía sau, tạo thành một cột sóng cao mấy thước. Siêu! Hồn quả tức thì bị kình khí cuồng bạo bắn lung tung. Một vũ xuất nhị trọng vừa với nắm được hồn quả vào trong tay thì phía sau có một đạo trưởng ấn đánh tới, lực lượng cuồng bạo khiến cho cả không gian run rẩy. Cảm nhận lực lượng cuồng bạo phía sau mình, thân thể vũ xuất nhị trọng này đột nhiên hạ xuống, một đạo trưởng ấn trực tiếp được đánh về phía sau. Tính mạng hắn vẫn quan trọng hơn một chút cho nên hắn cũng không dám mạnh mẽ đối kháng một trưởng này. Phanh phanh! Một đạo trưởng ấn đánh xuống, cũng chính là trưởng ấn của Hàn Băng Yêu Hùng kia. Tức thì thân thể của vũ xuất nhị trọng này bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ, máu cùng với chân khí trong cơ thể dường như đóng băng, miệng phun ra một ngụm máu. Thực lực của Hàn Băng Yêu Hùng này hắn không thể chống lại. Nhân loại đáng chết, chúng ta đã chờ 20 năm, không thể tiện nghi cho các ngươi được. Trong bầu trời, lúc này Thổ Hạt Yêu Mãng và Hàn Băng Yêu Hùng rít lên một tiếng. Hai đầu yêu thú nhìn thấy nhân loại muốn nhúng tay vào. Dường như nhất thời bọn chúng đạt được hiệp nghị trước tiên ngăn cản nhân loại tranh đoạt linh quả của bọn chúng. Đi chết đi! Hai yêu thú khổng lồ bắt đầu triển khai công kích, thân thể to lớn của Hạt Thổ Yêu Mãng khẽ giấy, cái đuôi to lớn trực tiếp quất về giữa không trung, công kích một linh suất tam trọng. Thứ này là của chúng ta, các ngươi tránh ra! Thân ảnh của một vũ suất tứ trọng nhanh như thiểm điện trong lúc này trực tiếp dùng một đạo chảo ấn bắt được hồn quả. Vốn hắn đang mừng thầm thì phía sau trong nháy mắt có một tiếng hừ lạnh vang lên, hai khí tức mạnh mẽ tức thì bao trùm hắn. Siêu siêu. Đồng thời, hai đạo trưởng ấn trực tiếp được đánh ra khiến cho không gian rung động. Nhị lão đoạt hồn, đoạt mệnh, là các ngươi. Sắc mặt vũ xuất tứ trọng này biến đổi, chân khí điên cuồng tuôn ra, bàn chân khẽ điểm một cái rồi lập tức bắn lên cao, thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời đi. Coi như ngươi chạy nhanh. Trưởng ấn hai người thu lại, hai người này chính là hai lão giả trưởng lão của Thiên Quỷ Tông, hai người không chút đình trệ nào, mắt thấy hồn quả trước mặt liền lập tức lao về phía hồn quả. Phì phì, Hạt Thổ Yêu Mãng và Hàn Băng Yêu Hùng đánh văng hai vũ xuất nhị trọng. Thân thể Hạt Thổ Yêu Mãng trong nháy mắt đi tới bên cạnh dây leo màu đỏ hung hăng giật một cái, dây leo màu đỏ lại từ giữa không trung rơi xuống. Nghiệt xúc, sắc mặt hai trưởng lão Thiên Quỷ Tông trầm xuống. Trong nháy mắt đều lao về phía Hạt Thổ Yêu Mãng và Hàn Băng Yêu Hùng, một người quát to. Mã trưởng lão, hồn quả giao cho ngươi, hai nghiệt xúc này chúng ta cùng đối phó. Được, hai vị trưởng lão đoạt hồn, đoạt mệnh cứ yên tâm, hồn quả giao cho ta là được. Trong Thiên Quỷ Tông lúc này thân ảnh của tên linh xuất tứ trọng còn lại nhanh chóng lao về phía trước, mục tiêu là hồn quả hiện tại đang bị mắc ở trên một tảng đá khác. Giống, nhân loại đáng chết. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hạt Thổ Yêu Mãng, Hàn Băng Yêu Hùng rít gào Pahas nộ, thân thể to lớn hung hăng công kích về phía hai vũ xuất ngũ trọng của Thiên Quỷ Tông, thế nhưng cũng bị hai người này ngăn cản. Siêu! Một tiếng phá phong vang lên, một thân ảnh trực tiếp hóa thành lưu quang bắn về phía hồn quả trên tảng đá, chính là một vũ xuất nhị trọng thuộc tính phong, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Dám ngăn cản ta sao? Chết đi! Linh xuất tứ trọng của Thiên Quỷ Tông quát lên một tiếng, trên khuôn mặt hiện lên sự dữ tợn. Linh lực trên người bạo phát, thủ ấn trong tay được kết, một cỗ linh hỏa nóng bỏng bắn ra trong nháy mắt bao phủ không gian chừng nghìn thước, trực tiếp bao phủ không gian, linh hỏa nóng bỏng khiến cho không gian gợn sóng. Sắc mặt vũ xuất nhị trọng này tức thì trầm xuống, quanh thân trong nháy mắt bố trí một khải giáp phòng ngự, khải giáp này giống như khôi giáp, cả vật thể một màu trắng, một cỗ năng lượng thuộc tính phong tràn ra. Sau đó hắn lại cắn răng đánh ra một đạo phong nhận, nhanh chóng va chạm với linh hỏa ngập trời kia. Lập tức kình phong nóng bỏng giống như một cơn lốc quét ngang tất cả, hỏa diễm bắn ra bốn phía, rơi xuống mặt nước rồi biến mất không thấy. Khục khục. Hai cỗ lực lượng va chạm, khải giáp màu trắng do vũ xuất nhị trọng kia ngưng tụ ra lập tức vỡ tan. Ít hầu cảm thấy ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi, không ngờ lại trọng thương sau khi chống lại một kích của linh xuất tứ trọng. Sắc mặt đang tái nhợt của vũ xuất nhị trọng này trầm xuống, thân thể lao thẳng về phía hồn quả.
Mắt thấy vũ xuất nhị trọng kia sắp động vào được hồn quả thì đột nhiên lúc này có một thân ảnh xinh đẹp vô cùng quỷ dị đột nhiên hiện lên trên tảng đá. Cũng không ai nhìn rõ thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện thế nào. Đây là một nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ, ánh mắt kia khẽ liếc nhìn mọi người cũng khiến cho mọi người run lên. Siêu! Trong nháy mắt, hồn quả trực tiếp bị nữ tử này thu vào trong tay, tiếp theo không gian quanh thân nữ tử này gấp khúc, lập tức biến mất trong không trung. Mau đuổi theo, hồn quả bị đoạt. Mọi người vừa rồi đang ngạc nhiên, thất thần vì nữ tử xinh đẹp này. Lúc này cả đám mới phát hiện ra hồn quả đã bị nữ tử tuyệt mỹ này lấy mất, tức thì không ít người nhanh chóng đuổi theo. Đẹp quá! Vũ xuất nhị trọng phong thuộc tính kia lúc này còn chưa phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi thân ảnh tuyệt mỹ kia xuất hiện ở bên cạnh hắn, quá đẹp, hoàn mỹ khiến cho hắn thất thần. Chết tiệt, ba vị trưởng lão, mau đuổi theo. Tùng Bách Đào hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức dẫn đầu đuổi về phía trước. Vừa rồi hắn thấy rõ, nữ tử tuyệt mỹ kia là người bên cạnh thanh niên áo xanh. Hai trưởng lão vũ xuất ngũ trọng của Thiên Quỷ Tông cũng không dây dưa với hai yêu thú lục giai nữa, lập tức đuổi theo. Nhân loại đáng chết. Hai yêu thú rít gào liên tục, thân thể to lớn hơi thu nhỏ lại, nhanh chóng đạp không đuổi theo. Siêu siêu. Không gian tức thì rung động, trên trăm khí tức phóng lên cao. Một đám cường giả phóng về phía trước đầu tiên, còn có hai yêu thú khổng lồ cũng đuổi theo sau. Phía sau cũng có không ít người cưỡi yêu thú phi hành đuổi theo, dưới ngọn núi khổng lồ lúc này chỉ trong cốc lát đã có hơn 20 cỗ thi thể, còn có không ít người bị thương nặng vẫn còn ở đây. Đại bộ phận mọi người vừa rồi bị thương nặng hoặc chết là do dư ba lực lượng của hai yêu thú và vũ xuất ngũ trọng đại chiến tạo thành. Vốn bọn họ có thể tránh đi, thế nhưng sự mê hoặc của hồn quả quá lớn, thế nên sẽ có người liều mạng trông chờ vào vận khí của mình. Tại một chỗ giữa không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng phi hành, Lục Lâm Thiên nhàn nhã nhìn về phía trước, khóe miệng xuất hiện nụ cười quỷ dị. Ca ca, Bạch Linh Tỷ xuất thủ những người đó liệu có giết Bạch Linh Tỷ hay không? Lục Tâm Đồng nhìn vào phía sau, dường như vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, Tâm Đồng. Bạch Linh Tỷ xuất thủ những người đó cũng không thể giết được Bạch Linh Tỷ đâu. Tiểu Long cũng không chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đương nhiên Bạch Linh sẽ không có việc gì. Hơn trăm người kia cho dù tới đây quả thực Bạch Linh giết còn chưa được đã tay, cho nên việc đoạt hồn quả tuyệt đối không có vấn đề gì. Mà vừa rồi sau khi đại chiến Lục Lâm Thiên lập tức rời đi. Có Bạch Linh ở đây hắn cũng không cần ở gần quá, điều quan trọng là không để cho những kẻ khác chú ý. Lục Lâm Thiên vừa nói xong lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sau, lúc này có mấy đạo lưu quang đang nhanh chóng xuất hiện trong bầu trời. Để ta dẫn bọn chúng tới một hướng khác để tiện đối phó với bọn chúng. Thân ảnh Bạch Linh đáp xuống lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, một đạo bạch quang bao vây lấy hồn quả. Năng lượng bàng bạc tản mát ra khiến cho không gian gợn sóng. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức thu lấy hồn quả, cảm nhận năng lượng bàng bạc từ trên hồn quả toát ra khiến cho linh hồn hắn không khỏi nhảy nhót theo. Phải dùng nhanh một chút, hồn quả này ăn càng sớm càng tốt, nếu như để càng lâu, năng lượng tiêu hao càng nhiều. Bạch Linh nói, Tâm Đồng có thể ăn vào được không? Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn hồn quả trong tay. Lúc này năng lượng bàng bạc khiến cho không gian gợn sóng đang không ngừng tản mát ra. Sợ là không được, thực lực của Tam Đồng quá yếu, chỉ sợ sau khi ăn vào hồn quả khó có thể hấp thu, vô cùng mạo hiểm. Bạch Linh do dự một chút rồi nói. Ca ca, huynh nhanh ăn vào đi, muội là độc thể cũng đủ tu luyện rồi. Lục Tâm Đồng nói. Vậy ta ăn vào trước. Lục Lâm Thiên không chút do dự khoanh chân ngồi xuống rồi trực tiếp nuốt hồn quả vào bụng. Tuy rằng hồn quả này là tài liệu luyện chế một ít đan dược thất phẩm, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cho rằng nên lập tức ăn vào hồn quả. Hồn quả này đối với linh hồn mà nói có tác dụng tăng cường linh hồn lực, đồng thời cũng có thể đề cao một ít linh lực, nếu hắn trực tiếp ăn vào có thể nhận được chỗ tốt khá lớn. Sau khi ăn hồn quả vào, tức thì có một cỗ linh dịch tinh thuần từ cổ tiến vào trong bụng. Mà lúc này, linh dịch kia lập tức hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc rồi khuếch tán. Năng lượng này cực kỳ đậm đặc, cũng không chạy ào ào trong kinh mạch toàn thân hắn mà trực tiếp thông qua kinh mạch trong đầu trực tiếp chạy vào trong đầu khiến cho đầu Lục Lâm Thiên lúc này truyền tới cảm giác đau đớn. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Tuy rằng Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng trong lòng không khỏi hoảng sợ. Năng lượng này vô cùng kinh khủng, sau khi tiến vào trong đầu lập tức chạy loạn.
năng lượng đầu đá lung tung, lập tức nhằm vào phía sâu trong đầu mà đi. Tức thì đầu hắn lại càng thêm đau đớn, Lục Lâm Thiên thật không ngờ cỗ năng lượng này lại cường hãn như vậy, dường như có thể trong nháy mắt phá hủy không gian trong đầu hắn vậy. Không xong. Không gian chỗ sâu trong đầu chính là địa bàn của hồn đan, đương nhiên không thể để cỗ năng lượng này chạy ào ào vào như vậy, sắc mặt Lục Lâm Thiên tức thì trầm xuống. Năng lượng cuồng bạo này chạy ào ào vào bên trong, hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi hoảng hốt, linh lực trong đầu tức thì bạo phát. Siêu siêu. Thế nhưng năng lượng do hồn quả biến thành vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, cỗ năng lượng này giống như một cơn hồng thủy trút xuống trực tiếp tiến vào không gian trong đầu Lục Lâm Thiên. Không tốt. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Bạch Linh cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng và kinh ngạc. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng có chút bối rối, năng lượng bàng bạc của hồn quả này quả thực quá kinh khủng. Sớm biết năng lượng kinh khủng như vậy Lục Lâm Thiên tuyệt đối không dám trực tiếp ăn vào rồi, quả thực chính là tự sát mà. Siêu siêu. Trong đầu, Lục Lâm Thiên nhanh chóng cố gắng khống chế cỗ linh lực bàng bạc kia không cho nó tiến thêm vào không gian trong đầu. Hai cỗ năng lượng tức thì dây dưa với nhau, điều này khiến cho đầu Lục Lâm Thiên vô cùng đau đớn. Sự đau đớn trong đầu đã tới tình trạng hắn khó có thể chịu được, sắc mặt tức thì trắng bệch. Bạch Linh tỷ, ca ca muội làm sao vậy? Lục Tâm Đồng vô cùng sốt ruột, lo lắng hỏi Bạch Linh. Năng lượng hồn quả đối với hắn mà nói vô cùng khổng lồ, hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân hắn chống đỡ mà thôi. Bạch Linh nói, có biện pháp nào giúp ca ca không? Lục Tâm Đồng sốt ruột nói, lúc này nàng cũng không khó nhìn ra Lục Lâm Thiên đang chịu sự đau đớn vô cùng. Biện pháp thì có, chỉ cần hấp thu cỗ năng lượng do hồn quả biến thành là được. Thế nhưng như thế lại lãng phí hồn quả này. Bạch Linh nói, đừng, ta chịu được. Lục Lâm Thiên mở hai mắt nói với Bạch Linh, đau đớn khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch, Lục Lâm Thiên cắn răng đánh ra thủ ấn, âm dương linh vũ quyết vận chuyển liên tục. Lãng phí năng lượng hồn quả Lục Lâm Thiên cũng không muốn. Năng lượng này quả thực cuồng bạo, thế nhưng sau khi hắn luyện hóa xong, chỗ tốt đối với hắn sẽ vô cùng lớn. Luyện hóa cho ta. Trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Linh lực trong đầu năng cản năng lượng bàng bạc kia đấu đá lung tung, đồng thời nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết để luyện hóa. Cứ như vậy, một mặt ngăn cản năng lượng cuồng bạo đấu đá, một mặt vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Quá trình luyện hóa cũng không quá thuận lợi, điều này khiến cho đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Tiểu Long trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư vô cùng khẩn trương. Mãi tới hai ngày sau, Bạch Linh mới thở dài một hơi rồi nói. Được rồi. Đã không có việc gì rồi. Cỗ năng lượng này quả thực quá mức cuồng bạo, ca dùng hai ngày mới làm nó bình ổn trở lại. Lục Tâm Đồng không khỏi líu lưỡi nói. May mà muội không ăn vào hồn quả. Bạch Linh nói. Chỉ là sức chịu đựng của Lâm Thiên quả thực rất mạnh, nếu như là vũ xuất nhị trọng bình thường, tuyệt đối khó có thể chịu đựng được cỗ năng lượng này. Lão đại của đệ không phải là người bình thường nha. Tiểu Long nháy mắt nói. Đau đớn hai ngày rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng tiến vào trong trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa cỗ năng lượng cuồng bạo trong đầu, tốc độ luyện hóa cỗ năng lượng này cũng cực kỳ nhanh chóng. Theo sự luyện hóa, cỗ năng lượng này lại hóa thành ba cỗ năng lượng vô cùng kỳ lạ, một cỗ năng lượng sau khi luyện hóa từ không gian trong đầu về tới kinh mạch rồi trở thành chân khí trong đan điền, cỗ năng lượng này chừng 1/10 sau khi luyện hóa. Ba phần còn lại thì trở thành linh lực. Dung hợp với linh lực của bản thân Lục Lâm Thiên trước đó tạo thành một thể. Còn 6 phần năng lượng còn lại thì trực tiếp bị hồn đan trong người Lục Lâm Thiên hấp thu, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, linh hồn của hắn lúc này lại càng thêm ngưng thực, loại cảm giác này khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Hồn quả quả thực là thứ kỳ dị. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được chỗ tốt đối với linh hồn của mình lúc này. Linh hồn lực vốn là thứ hư vô mờ mịt, vô hình. Tuy rằng lúc này Lục Lâm Thiên đã ngưng tụ thành hồn đan, cũng có thể nói hồn đan là do linh hồn lực ngưng tụ ra, thế nhưng trong cảm giác Lục Lâm Thiên đối với hồn đan của bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng mờ ảo. Mà việc tu luyện linh hồn lực cũng chính là một nan đề của tất cả linh giả. Tất cả linh giả đều hy vọng linh hồn lực của mình trong lúc tu luyện cường hãn thêm một chút. Linh hồn lực cường hãn, vậy thì đối với việc luyện khí, luyện đan đều có tác dụng vô cùng lớn. Đối với thực lực mà nói, không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn nhiều. Hai linh giả đồng cấp giao thủ, thường thường cuối cùng sẽ dùng linh hồn liều mạng với nhau.
kẻ có linh hồn lực mạnh mẽ hơn thì sẽ chiến thắng. Mà điều quan trọng nhất chính là linh hồn lực mạnh mẽ đối với linh giả mà nói, điều này có thể chứng minh thực lực sau này cũng tiến được xa hơn một chút. Thế nhưng nếu muốn tăng cường linh hồn lực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy tất cả linh giả đều hy vọng có thể tăng cường linh hồn lực, thế nhưng chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là dựa vào một ít đan dược có thể tăng cường linh hồn lực. Loại đan dược này không giống như đan dược bình thường. Đan dược có thể tăng cường linh hồn lực cũng chỉ có thể tăng cường một tia cực nhỏ, mà giá trị lại xa xỉ, không phải một người bình thường có thể mua được. Tuy rằng linh giả có thể luyện chế, thế nhưng giá cả dược liệu cũng không phải số lượng nhỏ. Linh giả tuy rằng cũng không quá nghèo, thế nhưng khi mua thứ gì đó cũng phải lưu ý giá cả. Có một ít dược liệu không phải là thứ mà linh giả bình thường có thể mua được. Chờ sau khi linh giả có đủ tài phú để mua thì tu vi của bản thân lúc bấy giờ cũng không cần dùng tới những tài liệu này nữa. Tất cả chuyện này khiến cho có không ít linh giả đi tìm linh dược. Có một ít linh dược đối với tu luyện giả có không ít chỗ tốt. Ví dụ như loại bảo vật như hồn quả này, có thể trực tiếp tăng cường linh hồn lực, đối với linh giả mà nói chính là mê hoặc chí mạng. Đối với vũ giả mà nói, hồn quả này có thể tăng cường linh hồn lực cũng là điều mà tất cả vũ giả đều cần. Vũ giả yếu nhất chính là linh hồn, nếu như linh hồn có thể lớn mạnh, không thể nghi ngờ chính là việc có lợi nhất với bản thân mình. Lúc này, Lục Lâm Thiên đang chìm đắm trong linh hồn được tẩm bổ, đồng thời cũng vô cùng phiền muộn. Hồn đan vừa trải qua tẩm bổ, tiểu đao màu vàng bên cạnh hồn đan lúc này lại hấp thu linh hồn lực càng thêm mạnh mẽ. Coi như linh hồn lực hắn được tăng cường 10 phần thì tiểu đao kia hấp thu 7 phần, linh hồn lực chân chính của hắn chỉ được tăng cường 3 phần mà thôi. Đối với tiểu đao màu vàng này, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng bất đắc dĩ, không biết lai lịch của nó, cũng không biết công dụng của nó. Càng không thể lay động nó dù chỉ nửa phân, hoàn toàn chính là một tên thổ phỉ không ngừng hấp thu linh hồn lực trong đầu hắn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng rõ ràng, tiểu đao màu vàng này tuy rằng giống như thổ phỉ hấp thu linh hồn lực trong đầu hắn, thế nhưng vì có tiểu đao hấp thu cho nên linh hồn lực của hắn lại được rèn giũa càng thêm mạnh mẽ. Mà dường như tiểu đao này còn cứu hắn một mạng, đối với hắn có hại không lợi, lần này lại hấp thu hơn phân nửa linh hồn lực, quả thực hắn bị lỗ to. Trong vụ tinh hải mốt màu xanh biếc, liếc mắt nhìn từ hải đảo ra chính là thủy vực. Tại một hải đảo có bốn đạo thân ảnh lúc này đứng đó, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt lắm. Thiếu tông chủ, tốc độ nữ nhân áo trắng kia vô cùng nhanh chóng, chúng ta đuổi hai ngày rồi ngay cả bóng người cũng không gặp, có lẽ nàng ta đã đi xa rồi. Bốn người này chính là ba trưởng lão và Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông, lúc này có một đại hán linh xuất tứ trọng dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mấy người kia rốt cuộc có địa vị gì? Vũ khí huyền cấp sơ giai bị đoạt, lần này hồn quả cũng rơi vào trong tay bọn họ. Một lão giả vũ xuất ngũ trọng bên trái nói. Ta đã sớm nói chú ý tới tiểu tử kia, chết tiệt. Mặc kệ bọn chúng là ai, lần sau để ta gặp được tuyệt đối không buông tha cho bọn chúng. Tùng Bách Đào oán hận không ngớt, lúc tranh đoạt hồn quả hắn đã nhìn thấy thanh niên áo xanh kia cưỡi thiên sĩ tuyết sư rời đi, vốn định ngăn cản thế nhưng lại nhìn thấy hồn quả đang được người của hắn tranh đoạt, cũng không có biện pháp ngăn cản. Không nghĩ tới lần này hồn quả lại rơi vào trong tay mấy người kia. Thiếu tông chủ, chúng ta nhanh chóng đi tới đại điện vụ tinh di. Nếu như có thể thu được cơ duyên thì tổn thất hồn quả này cũng có thể bù được. Cơ duyên trong đại điện vụ tinh chính là thứ khó thể cầu. Linh xuất tứ trọng nói. Đi, chúng ta chạy tới đại điện vụ tinh trước. Tùng Bách Đào bất đắc dĩ lạnh nhạt nói. Bốn người lập tức thả người rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên sĩ tuyết sư dựa theo phương hướng Lục Lâm Thiên nhanh chóng bay về phía trước. Trong hải vực vô biên này, một khi đi sai hướng một chút vậy thì toàn bộ phương hướng sẽ bị lệch, muốn tìm đại điện vụ tinh sẽ càng thêm khó khăn. Trong hải vực thi thoảng có thể nhìn thấy có mấy người bị yêu thú vây công. Thế nhưng cũng không có yêu thú nào dám tấn công đám người Lục Lâm Thiên. Chỉ cần có yêu thú tới gần Bạch Linh chỉ cần thả ra chút khí tức sẽ khiến cho tất cả yêu thú nhanh chân bỏ chạy. Phù! Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra một cỗ tinh quang rồi lập tức thu liễm. Ánh mắt lúc này càng thêm thâm thúy. Linh tướng cửu trọng đỉnh phong. Cảm nhận linh lực tràn ngập trong cơ thể. Lục Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi luyện hóa hồn quả tu vi linh lực của hắn đã tiếp cận tới linh tướng cửu trọng đỉnh phong. Nếu như là linh tướng bình thường có thể bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá linh xuất.
thế nhưng hiện tại hắn lại không thể làm như vậy được. Phương diện tu vi chân khí của hắn vẫn còn kém tu vi linh lực một chút. Hồn quả này tuy rằng cũng có thể tăng một chút chân khí, thế nhưng so với chỗ tốt về linh lực thì yếu hơn phân nửa. Vốn tu vi linh lực và chân khí đều ở cửu trọng trung kỳ. Thế nhưng lúc này tu vi linh lực đã là cửu trọng đỉnh phong. Còn tu vi chân khí thì miễn cưỡng tới sát biên giới cửu trọng trung kỳ đỉnh. Còn chưa đủ để đột phá tới vũ xuất. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, có lẽ hắn phải thôn vệ một vũ tướng cửu trọng thì mới có thể đột phá vũ xuất. Có thể còn chưa đủ, từ vũ tướng đột phá tới vũ xuất, năng lượng cần cực kỳ khổng lồ. Ca ca, khí tức của huynh dường như lại mạnh hơn không ít, lẽ nào lại đột phá sao? Cảm giác thấy Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng thu lại, một cỗ hắc mang quanh thân được thu vào trong cơ thể rồi mở miệng hỏi. Còn một đoạn một thời gian nữa. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong đầu không khỏi nghĩ tới lộ tuyến mà thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cung cấp, quan sát một hồi lâu, lúc này hắn mở thở dài một hơi, lộ tuyến hiện tại cũng không có sai sót gì. Lão đại, có phải chúng ta sắp tới rồi không? Tiểu Long hỏi, đôi mắt nhỏ tràn ngập tinh mang nhìn về phía chung quanh. Trong hải vực to lớn lúc này một màu xanh ngắt toàn bộ đều là biển cả khiến cho Tiểu Long có chút buồn chán. Có lẽ còn mấy ngày nữa. Lục Lâm Thiên tính toán thời gian, thầm nghĩ theo lời thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, nếu như không dừng lại mà nói, bằng vào tốc độ của thiên sĩ tuyết sư hẳn sẽ mất 16-17 ngày là tới đại điện vụ tinh, thế nhưng dọc theo đường đi hắn đã dừng lại không ít. Thời gian dừng lại cũng không ngắn. Luyện hóa hồn quả mất 7 ngày, trước đó lại có 4 ngày dừng lại, tổng cộng là 11 ngày. Nếu như lộ tuyến không sai thì chỉ cần mấy ngày nữa là có thể tới đại điện vụ tinh. Nơi này quả thực đúng là quỷ dị. Bạch Linh nhìn chung quanh đột nhiên nói. Bạch Linh, có phải nàng cảm giác được cái gì rồi không? Lục Lâm Thiên hỏi, một khi Bạch Linh có dự cảm vậy thì chứng minh nơi này cực kỳ không bình thường. Không biết. Bạch Linh lắc đầu nói. Cụ thể ta cũng không cảm giác ra được cái gì, chỉ là trong lòng mơ hồ nghĩ tới, nơi này không giống như những nơi khác, yêu thú phụ cận càng lúc càng mạnh. Có bao nhiêu yêu thú mạnh mẽ gần đây? Lục Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi, trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được thỉnh thoảng trong hải vực cũng có một ít khí tức mịt mờ xuất hiện. Yêu thú lục giai không ít, ngay cả yêu thú lục giai hậu kỳ cũng có không ít, thế nhưng cho tới bây giờ ta còn chưa gặp qua yêu thú thất giai. Bạch Linh nói. Được rồi, người có biết lai lịch của đại điện vụ tinh này không? Bạch Linh nói xong nhìn Lục Lâm Thiên lại hỏi. Có người nói đại điện vụ tinh này tồn tại đã lâu, không ai biết lai lịch chân chính của nó. Đại điện vụ tinh 30 năm mở ra một lần, vì vậy vụ tinh hải trong tay nhất tông nhất môn nhất giáo cũng 30 năm mở ra một lần. Mỗi một lần đại điện vụ tinh mở ra sẽ có 10 người thu được cơ duyên mỗi người không giống nhau. Đồn rằng có người thu được công pháp tu luyện, có khả năng là vũ khí, linh khí, còn có khải giáp hộ thân, đan dược, có thể khẳng định mỗi một thứ từ trong đại điện vụ tinh xuất ra đều là bảo vật tuyệt đối, nghe nói còn có người nhận được linh khí. Lục Lâm Thiên nói, tất cả chuyện này Lục Lâm Thiên đã nghe qua từ trong miệng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh, còn có tin tức mà ám đường thu thập được. Vậy chủ nhân của đại điện vụ tinh này là nhất tông nhất giáo nhất trang sao? Bạch Linh hỏi. Không phải. Nhất tông nhất giáo nhất trang không phải là chủ nhân của đại điện vụ tinh. Lục Lâm Thiên nhanh chóng khẳng định, nếu như đại điện vụ tinh này là của nhất tông nhất giáo nhất trang mà nói thì bốn đại sơn môn này cũng không để cho người khác chiếm tiện nghi. Bảo vật từ trong đại điện đi ra đều là bảo vật khó có được, bốn đại sơn môn này sao có thể dễ dàng chắp tay dâng cho người khác được. Vậy thì bảo vật của đại điện vụ tinh này từ đâu mà ra? Bạch Linh nháy mắt hỏi, dường như nàng vô cùng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu nói. Ta cũng không biết, dù sao đi nữa đại điện vụ tinh này 30 năm mới mở ra một lần, về phần lai lịch của mấy bảo vật này có lẽ không có ai biết. Nói chung ta cảm giác được trong vụ tinh hải này rất là quỷ dị, người phải cẩn thận một chút. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên rồi nghiêm túc nói. Mỗi lần bị nàng nhìn khiến ta thiếu chút nữa thất thần. Bị Bạch Linh nhìn, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi run lên. Ánh mắt kia của Bạch Linh giống như là một cái vực sâu khiến cho hắn không tự chủ mà rơi xuống. Từ bao giờ mà ngươi cũng trở nên như vậy rồi? Bạch Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thế nhưng trong mắt lại không có ý tứ trách cứ. Lão đại, bên kia có chút tình huống.
thanh âm của Tiểu Long truyền đến, đôi mắt nhỏ lúc này mang theo sự cảnh giác nhìn về một hảo đảo lớn trước mặt. Không hề thiếu cường giả, còn có một cỗ năng lượng khổng lồ. Bạch Linh nhíu mày. Lẽ nào lại có bảo vật? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Chuyện gặp phải bảo vật trong vụ tinh hải cũng không phải là chuyện lạ. Tuy rằng mục tiêu thứ nhất của mọi người đều là cơ duyên trong đại điện vụ tinh, thế nhưng trong vụ tinh hải này cũng có không ít bảo vật. Trong đó nhiều nhất chính là dược liệu, có một ít hải đảo cũng có không ít dược liệu cao giai. Mà ngoại trừ dược liệu ra, còn có linh quả, hồn quả đều là bảo vật. Nghĩ tới bảo vật, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói. Chúng ta cũng đi xem một chút. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng bay đi mang theo tiếng gió rít gào lao về phía trước. Hải đảo trước mặt, tại một ngọn núi cao, lúc đám người Lục Lâm Thiên hạ xuống, chung quanh cũng có không ít người đang lục tục đáp xuống. Trên ngọn núi lúc này có không ít thân ảnh đang đứng, ánh mắt nhìn về phía mặt nước gần đó. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, lúc này có một cỗ năng lượng mạnh mẽ từ trong mặt nước tỏa ra. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ. Trong hải vực trước mặt lúc này mặt nước đang chậm rãi hóa thành một dòng xoáy, phạm vi mặt nước ba động trong phiến hải vực này chừng vạn thước. Trên mặt nước có một cỗ năng lượng vô hình mang theo khí tức kinh khủng bắt đầu xuất hiện. Ca ca, muội cảm thấy có chút không bình thường. Lúc này Lục Tâm Đồng kéo tay Lục Lâm Thiên rồi nói. Tâm Đồng, muội cảm giác được cái gì? Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức biến hóa. Trong thủy vực này dường như có một ít khí tức đang hô ứng với muội. Ánh mắt nhìn về phía mặt nước đang không ngừng ba động kia rồi nói. Nhìn Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong thủy vực kia rốt cuộc có thứ gì không ngờ lại có hô ứng với Tâm Đồng cơ chứ. Lão đại, trong thủy vực kia dường như có cái gì đó thực. Đệ cũng cảm giác có chút quan hệ với đệ. Thân thể Tiểu Long dựng lên, ánh mắt mang theo sự khẩn trương và nghi hoặc nhìn về phía mặt nước đang ba động kia. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Lâm Thiên càng thêm kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh, lúc này Bạch Linh cũng cau mày, dường như đang xem xét cái gì đó. Siêu siêu, mặt nước đang liên tục ba động, dường như đang có xu thế tăng cường. Dòng xoáy ở giữa bắt đầu nhanh hơn, gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Lẽ nào thực sự có bảo vật xuất thế sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mặt nước, phàm là bảo vật xuất thế đều có một chút dị tượng không giống nhau. Trong thủy vực lúc này quả thực có chút giống như bảo vật sắp xuất thế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức chuyển qua chung quanh, lúc này chung quanh hắn có khá nhiều người đang đứng đó. Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào dòng xoáy trong hải vực kia. Dị tượng như vậy, lại có năng lượng ba động, cực kỳ giống với những gì ghi lại. Lục Lâm Thiên đảo qua đám người đông đảo này, lúc này hắn đã sớm nhận ra mấy đạo khí tức mịt mờ, tức thì vẻ mặt hắn biến đổi. Trên hải đảo lúc này cường giả linh xuất. Vũ xuất bát trọng và vũ xuất, linh xuất cửu trọng chí ít cũng có 5 người. Ồ, Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này bên cạnh mấy người vũ xuất bát trọng, cửu trọng kia Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra mấy người quen. Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn, Tầm Vũ Động, Thanh Phong Môn. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra mấy người này. Trong đó Vương Sán Nhiên của Bảo Đài Môn, Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn. Phụng Tiên Hành của Thanh Phong Môn còn có Mao Sương Nguyên của Thanh Phong Môn đều ở bên cạnh mấy người kia. Không ngờ tất cả đều ở đây. Nhìn đám người này, Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phía sau những sơn môn này chính là Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Lúc này những sơn môn này cũng không ở cũng Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông, xem ra tầng quan hệ này cũng không phải quá sâu. Người của bốn môn kia cũng nhanh chóng phát hiện ra Lục Lâm Thiên. Sau đó lập tức cúi đầu nói với mấy người bên cạnh. Lập tức mấy vũ xuất bát trọng cùng với vũ xuất cửu trọng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Sau đó lại nhìn về chỗ mặt nước đang ba động kia. Đối với những sơn môn này Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý. Thực lực hiện tại của Phi Linh Môn đã hoàn toàn có thể chống lại những sơn môn này. Coi như là ở trong vụ tinh hải này, thực lực bên người của hắn cũng có thể chống lại đám người này. Là ai? Cảm nhận được một đạo hàn ý nhìn vào mình, Lục Lâm Thiên nhanh chơ xong quanh đầu lại. Lúc này bên trái đoàn người có một thanh niên ngũ quan tuấn tú dị thường ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Mà nhìn vào người này, sắc mặt Lục Lâm Thiên không khỏi đại điện. Lăng Thanh, là nàng ta. Người này Lục Lâm Thiên đương nhiên không quên, chính là nữ nhân Lăng Thanh nữ giả trang nam kia. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới ở trong vụ tinh hải này cũng có thể gặp được nàng.
ca ca, nơi đó có độc khí, muội có thể cảm giác được trên mặt nước có kịch độc. Lục Tâm Đồng khẽ nói với Lục Lâm Thiên. Có kịch độc sao, là vật gì vậy? Lục Lâm Thiên thu hồi ánh mắt trên người Lăng Thanh. Lâm Thiên, thủy vực này quá sâu, ta cũng không dò xét được kỹ. Chỉ là ta có cảm giác bên trong sẽ có một vật xuất hiện, không phải là thứ tầm thường. Lúc này Bạch Linh thu tâm thần lại, vội vã truyền âm với Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ không phải bảo vật xuất thế sao? Lục Lâm Thiên vốn còn đang tưởng rằng sẽ có bảo vật xuất thế. Hẳn không phải là bảo vật xuất thế, nói chung, bên trong có thứ rất nguy hiểm. Bạch Linh truyền âm nói. Ngay khi Bạch Linh nói xong, trong bầu trời đột nhiên gió thổi mây phun, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời đột nhiên nổi lên mặt nước. Cỗ năng lượng ngập trời này khiến cho trong lòng tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi run rẩy. Phanh! Trong bầu trời, một cỗ năng lượng bàng bạc tới cực hạn đột nhiên tạo thành một đạo quang trụ, trực tiếp vọt lên khỏi mặt nước. Theo đạo quang trụ này bắn vào trong mặt nước rồi biến mất, năng lượng bàng bạc ngập trời kia cũng đột nhiên biến mất, ngay cả mặt nước vạn thước đang ba động kia trong nháy mắt này đột nhiên an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra, sao lại yên tĩnh như vậy? Không phải có bảo vật xuất thế sao? Trên hải vực, những dao động lập tức biến mất, tất cả trở nên yên lặng dị thường. Mặt nước vừa mới lay động lịch liệt, sóng gợn khuếch tán lúc này cũng vô cùng yên tĩnh. Không ít người chung quanh Lục Lâm Thiên lúc này không khỏi thấp giọng nghị luận, có không ít người đã chờ ở nơi này không ít ngày rồi. Mà dưới sự yên tĩnh này, trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên có chút rung động. Đột nhiên trong thiên địa vang lên tiếng động rất nhỏ, vô số ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía mặt nước, trên mặt nước lúc này bắt đầu nổi lên từng đợt sôi sục. Mặt nước lay động càng lúc càng nhanh, lắc lư tạo thành một loạt âm thanh kỳ quái. Dưới âm thanh khuếch tán, mặt nước kia ngày càng kịch liệt. Mọi người lập tức khẩn trương, ánh mắt bắt đầu cuồng nhiệt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bảo vật sắp xuất thế sao? Xuất hiện hiện tượng khác thường, nhất định là có bảo vật. Bảo vật trong vụ tinh hải tất nhiên là bất phàm. Bảo vật sắp xuất thế. Lại có không ít người thấp giọng nghị luận, mọi người đều chờ mong bảo vật xuất thế, dị tượng phát sinh như vậy tuyệt đối là bảo vật xuất thế. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mặt nước ngày càng kịch liệt. Hắn có cảm giác giống như là có một đầu quái vật lớn đang ở dưới đáy chờ mình, mặt nước lắc lư càng lúc càng nhanh, một cỗ khí tức kỳ dị từ trên mặt nước truyền ra. Lúc này, Lục Lâm Thiên cảm giác được có một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng đang truyền tới. Loại dao động này vô cùng gấp gáp, khiến cho hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Âm thanh kỳ dị càng lúc càng lớn, mặt nước dao động lúc này đã lan ra chung quanh phương viên vạn thước. Sóng trong hải vực đã tới tình trạng cuồng bạo. Sóng lớn cuồn cuộn cao mấy chục thước rồi ầm ầm đổ xuống mặt nước tạo thành vô số bọt nước bắn tứ tung. Ở giữa mặt nước chừng vạn thước chung quanh xuất hiện một dòng xoáy cực lớn, đường kính chừng vài trăm thước, dòng xoáy liên tục xoay tròn, giống như là có một con cự thú to lớn đang hút nước vậy. Phanh! Dòng xoáy kia lúc này đột nhiên ngưng lại, một tiếng nổ thật lớn vang lên, toàn bộ dòng xoáy lúc này đột nhiên trở nên cuồng bạo. Ngay lúc này, trong dòng xoáy khổng lồ kia mơ hồ xuất hiện một đường cong khổng lồ giống như gò núi, như ẩn hư hiện. Nếu nhìn kỹ dường như là một con cự long đang ngủ say trong hải vực, truyền ra một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh liên hồi. Lúc này, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng nhìn kỹ vào đường cong như gò núi kia. Dường như có chút màu đen, khi nhìn vào nó tim hắn không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Cẩn thận, là yêu thú long tộc. Ngay lúc này, thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Ngao! Ngay khi Bạch Linh nói xong, trong thủy vực đột nhiên vang lên một tiếng giống vang vọng thiên địa. Một đạo quang trụ màu đen từ trong dòng xoáy phóng lên cao mang theo sóng nước vài trăm thước, giống như quả bom ầm ầm nổ tung. Sóng nước rơi xuống, toàn bộ không gian đều lắc lư, đồng thời một con quái vật lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một con quái vật lớn chừng hơn nghìn thước. Thủy hỏa yêu giao so với nó quả thực quá nhỏ bé. Nhìn con quái vật đang lăng không xoay quanh bầu trời, trong lòng tất cả mọi người có mặt hiện giờ không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Đồng thời tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Quái vật lớn này cả người đen kịt, từ phía xa nhìn lại, quanh thân tràn ngập hắc vụ này cực kỳ thu hút, ngay cả chu vi không gian chung quanh cũng biến thành màu đen. Hắc vụ nồng nặc này dường như có thể đồng hóa không khí chung quanh vậy. Sao không phải là bảo vật xuất thế, là yêu thú? Là yêu thú đột phá, không phải bảo vật. Trời ạ,
đây là thứ gì? Lúc này mọi người vô cùng kinh hãi, ánh mắt nhìn quái vật to lớn màu đen không nói ra lớn. Đầu quái vật lớn này vô cùng dữ tợn, uy mãnh, trên đầu có hai sừng to như một cái cây, lại giống như răng cưa. Miệng có hai cái râu dài rũ xuống, giống như rồng, phía dưới cũng có một chòm râu, cả người được lân phiến màu đen bao trùm, lưu quang màu đen nhẹ nhẹ quanh người. Nhìn đầu quái vật lớn này, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhớ tới một loại yêu thú trên thiên linh lục, yêu thú này giống với ghi chép như đúc, chính là thiên độc yêu long. Căn cứ vào ghi chép trên thiên linh lục, thiên độc yêu long này trong cơ thể có huyết mạch long tộc, chỉ là huyết mạch của nó cũng không quá thuần chủng, chỉ là tạp giao của yêu thú long tộc và độc giao long mà thôi. Thực lực cường hãn vô cùng, huyết mạch cao đủ khiến cho những yêu thú bình thường không thể sánh được. Chỉ sợ là thiên sĩ tuyết sư cũng kém nó một bậc. Mà thiên độc yêu long này sở hữu hai loại thiên phú khiến cho nhân loại vô cùng kiêng kỵ, thứ nhất chính là sở hữu bản thể cường hãn của long tộc, thứ hai chính là sở hữu kịch độc của độc giao long. Kịch độc của nó trong bảng xếp hạng kịch độc yêu thú tuyệt đối có thể tiến vào top 3. Thiên độc yêu long lúc này xoay quanh bầu trời, thân thể to lớn vô cùng khổng lồ, liếc mắt nhìn lại, thân thể khổng lồ của nó dường như xuyên qua những đám mây. Từ trên thân thể to lớn tỏa ra uy áp mạnh mẽ, người thực lực thấp lúc này đã bắt đầu run rẩy. Thân thể thiên độc yêu long khẽ giãy giụa trên không trung, một cỗ uy áp khuếch tán ra chung quanh, toàn bộ không gian lúc này dường như run rẩy. Đứng ở trước mặt thiên độc yêu long, Lục Lâm Thiên có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Khí tức trên người thiên độc yêu long càng khiến Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Khí tức này dường như không kém bản thể của Bạch Linh là bao. Ngao! Thiên độc yêu long rít lên một tiếng, thanh âm như sấm sét truyền ra chung quanh. Lập tức trong hai vực truyền ra vô số tiếng thú giống. Ô ô, ngao, rát. Toàn bộ hải vực lúc này tràn ngập tiếng yêu thú đáp lại tiếng gầm của thiên độc yêu long. Ha ha, bà Long Vương ngày hôm nay đột phá, không ngờ lại có nhiều nhân loại tới dâng điểm tâm như vậy, quả thực khiến ta vô cùng hài lòng. Hai mắt đầu thiên độc yêu long mở ra. Ánh mắt to lớn giống như một chiếc đèn LNG vậy. Là thiên độc yêu long. Chết tiệt, không ngờ nơi này lại có thiên độc yêu long. Là thiên độc yêu long thất giai. Nhanh, rời khỏi đây. Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, nhanh chóng ôm Lục Tâm Đồng đang kinh ngạc nhìn thiên độc yêu long trên bầu trời. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân hình nhanh chóng thối lui. Bạch Linh bên cạnh lúc này cũng khẽ nhíu mày, lập tức theo sau Lục Lâm Thiên. Ngay khi Lục Lâm Thiên thối lui, trong đoàn người đông đảo bên cạnh hắn cũng có không ít thân ảnh nhanh chóng thối lui. Chết đi! Một tiếng rít gào vang lên, cái miệng lớn của thiên độc yêu long mở ra. Một đạo hắc vụ khổng lồ được phun ra, trong hắc vụ này ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đồng thời một mùi gai mũi tràn ngập trong không khí. Phanh phanh! Cỗ hắc vụ này trong nháy mắt đánh vào trên ngọn núi rồi nổ tung. Một cỗ kình khí ngay cả cường giả vũ xuất cũng kinh hãi giống như một cơn lốc mang theo không gian gấp khúc khuếch tán. Những người trên ngọn núi chưa kịp phản ứng trong nháy mắt bị thôn phệ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, sau đó hóa thành xương trắng. Một lát sau xương trắng cũng hóa thành từng mảnh nhỏ, lúc này ngay cả vũ tướng và linh tướng cũng trực tiếp bị đánh chết. Chạy, chạy mau! Một tiếng hét lớn truyền tới, mọi người nhanh chóng chạy đi. Thiên độc yêu long này quá kinh khủng. Không ai dám chống lại. Mọi người còn tưởng rằng là bảo vật xuất thế, ai ngờ lại là một đầu thiên độc yêu long kinh khủng xuất thế. Khóe mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang, lúc này hắn cũng nhìn thấy Lăng Thanh cũng đang kinh hãi, thân ảnh nhanh chóng thối lui. Thiên độc yêu long vừa mới đột phá thất giai, thực lực rất mạnh, chúng ta không nên trêu vào nó. Tốt hơn là lui lại. Thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Nàng do dự một chút. Cánh tay vung lên, lập tức nắm lấy tay Lục Lâm Thiên rồi nhanh chóng lao về phía trước. Siêu! Tốc độ của Bạch Linh giống như thiểm điện, nhanh chóng chạy về phía xa. Lục Lâm Thiên bị Bạch Linh lôi kéo, một mùi hương nhàn nhạt truyền vào trong mũi, lúc này thân thể hắn giống như là cưỡi mây nhanh chóng xẹt qua không gian. Trong bầu trời, thiên sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng đã sớm bay về phía trước. Trời sinh độc thể, không ngờ lại là trời sinh độc thể. Ta cảm nhận được sự tồn tại của trời sinh độc thể. Ha ha! Trong bầu trời, sau khi đánh chết hơn 10 vũ tướng, ánh mắt thiên độc yêu long lập tức nhìn về phía Lục Tâm Đồng đang chạy trốn, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Các ngươi trốn không thoát đâu.
Lúc này thiên độc yêu long không ngờ lại mặc kệ những người khác, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía lục tâm đồng. Ca ca, thiên độc yêu long dường như đang đuổi về phía chúng ta. Lục tâm đồng quay đầu lại rồi lập tức nói với lục lâm thiên. Ta kháo. Lục lâm thiên mắng to một tiếng. Thiên độc yêu long này người khác không đuổi lại đuổi đám người bọn hắn. Ngao. Một tiếng thú giống quanh quẩn giữa không trung. Khí tức hung hãn tràn ngập không gian, một thân ảnh màu đen nhanh chóng bắn về phía trước. Mấy vũ xuất bát trọng chung quanh lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng mang đệ tử trong môn phái chạy trốn. Căn bản không có một chút dừng lại nào, cũng không dám dừng lại xem náo nhiệt. Thiên độc yêu long thất giai, hiện tại bọn họ hận không thể mọc thêm ra vài đôi chân để chạy trốn. Ca ca, máu của thiên độc yêu long có thể đưa cho sư phụ đoán thể nha. Giữa không trung, lục tâm đồng đột nhiên nói. Lục lâm thiên nhanh chóng nghĩ tới, đông lão cần máu của yêu thú lục giai hậu kỳ cực kỳ độc để đoán thể. Đầu thiên độc yêu long trước mắt so với những yêu thú kịch độc bình thường còn mạnh hơn nhiều, quả thực chính là tài liệu tốt nhất. Mà trên phương diện thực lực, thiên độc yêu long lại vừa đột phá thất giai, chỉ sợ tác dụng của nó so với yêu thú lục giai hậu kỳ còn mạnh hơn nhiều. Lục lâm thiên không dám khẳng định thiên độc yêu long thất giai này có tác dụng với đông lão hay không thế, nhưng trong suy nghĩ của hắn, có lẽ so với yêu thú lục giai hậu kỳ thì mạnh hơn nhiều. Bạch Linh, nàng có biện pháp nào lấy máu của thiên độc yêu long này không? Lục lâm thiên bị Bạch Linh kéo tay, thế nhưng lúc này cũng không có suy nghĩ gì khác, hắn nhanh chóng hỏi. Không biết, có thể thử xem, chỉ là thực lực các ngươi quá yếu, đầu hắc long kia lại quá mạnh, chỉ sợ làm bị thương tới các ngươi. Thân ảnh Bạch Linh xẹt qua không gian, do dự một chút rồi nói. Không sao, ta chỉ cần một chút máu của thiên độc yêu long là được, chỉ cần một chút là cũng đủ dùng rồi. Lục lâm thiên nói, đại gia hỏa khổng lồ này, mất một chút máu với nó mà nói chỉ là chín châu không tính là mất một sợi lông. Vậy ta thử xem một chút, thế nhưng đây không phải là nơi thích hợp. Bạch Linh nói xong, thân thể nhanh chóng bắn về phía trước. Nhân loại! Các ngươi trốn không thoát đâu. Tiếng gầm gừ như sấm vang lên phía sau. Đầu thiên độc yêu long khổng lồ lúc này nhanh chóng bay về phía trước. Thân thể to lớn xẹt qua không gian, thân ảnh vọt qua không trung tạo thành một đường mây màu đen mãi không tiêu tán. Tốc độ của nó không ngờ cũng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Lúc này khu vực xung quanh hải đảo trong nháy mắt không thấy bóng dáng thiên độc yêu long đâu nữa. Mà mấy người có tốc độ chậm lúc này vốn tưởng rằng mình sẽ lành ít dữ nhiều, ai biết thiên độc yêu long này lại không đối phó với bọn họ mà đuổi theo một nữ tử tuyệt mỹ và một thanh niên áo xanh, còn có một tiêu cô nương. Điều này khiến cho không ít người kinh ngạc và thầm cầu khẩn cho ba người kia. Bị thiên độc yêu long thất giai truy sát, kết quả không cần nói cũng biết. Không ít người không khỏi hít sâu một hơi rồi vội vã rời đi. Nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi trong lòng đám người này không khỏi sợ hãi. Quái vật kia vô cùng kinh khủng, không phải thứ mà bọn hắn có thể trêu vào. Huống chi chung quanh lúc này cũng có không ít yêu thú đang tụ tập, rời đi sớm một chút vẫn là tốt nhất. Tại một khoảng không khác, một đạo thân ảnh lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú vào phương hướng Lục Lâm Thiên và Bạch Linh vừa rời đi, quang mang trong mắt không khỏi chợt lóe, lập tức bắn về phía ngược lại. Trong hải vực rộng lớn, có mấy đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xẹt qua rồi biến mất trong không trung. Ngao! Phía sau lúc này có một tiếng gầm gừ vang lên, một đạo lưu quang màu đen đuổi theo không bỏ. Ca ca, thiên độc yêu long này dường như vì muội mới đuổi theo chúng ta. Lục tâm đồng nói. Sư phụ từng nói với muội, muội là tiên thiên độc thể, nếu như yêu thú kịch độc thôn phệ muội sẽ thu được chỗ tốt vô cùng lớn. Hóa ra là như vậy. Rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng biết vì sao thiên độc yêu long lại đuổi theo hắn không buông. Được rồi. Dừng ở đây thôi. Giữa không trung, thân thể Bạch Linh dừng lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sau, tay buông Lục Lâm Thiên. Đại gia hỏa này quá mạnh mẽ, để có cảm giác không làm gì được nó. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long nhìn chăm chú về phía thiên độc yêu long đang đuổi tới, trong mắt có chút ngưng trọng. Ngao! Một tiếng gầm truyền tới, thanh âm xuyên thấu không gian khiến cho không gian đột nhiên rung động. Tiếng gầm giống như cuồng phong cuốn qua không gian khiến cho không gian gợn sóng. Tiếng gầm còn chưa dứt thì thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, thân thể khổng lồ đen tuyền của nó xoay quanh bầu trời, trên thân thể to lớn kia tỏa ra uy áp mạnh mẽ.
trên long lân quanh người thiên độc yêu long bắn ra hắc mang tràn ngập, giống như là xuyên thấu không gian, hai cái sừng trên đầu tỏa ra hàn mang sắc bén. Thân thể khổng lồ xoay quanh không trung, khí tức uy áp khuếch tán, còn mang theo độc khí lan tràn khiến cho tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Nhìn con quái vật lớn trong bầu trời, cùng với khí thế ngập trời này, vẻ mặt Lục Lâm Thiên không khỏi ngưng trọng. Đây chính là yêu thú long tộc trong truyền thuyết sao? Tuy rằng huyết thống không phải quá thuần khiết, thế nhưng tuyệt đối là một thành viên trong long tộc. Kiếp trước rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Lục Lâm Thiên không nghĩ tới ở dị thế này quả thực rồng có tồn tại. Thế nhưng rồng ở đây so với kiếp trước có chút khác nhau. Rồng trong truyền thuyết kiếp trước có tam trảo, ngũ trảo, thất trảo, cửu trảo. Thế nhưng đầu hắc long này không có một cái chân nào, thế nhưng hình thái, đặc biệt là đôi sừng kia chứng minh nó quả thực đúng là long tộc. Mà cảm nhận độc khí ngập trời trên người đầu thiên độc yêu long này, Lục Lâm Thiên lại càng ngưng trọng. Chỉ sợ thiên độc yêu long này không dễ đối phó, chí ít hiện tại hắn đừng vọng tưởng đối phó với nó. Sợ rằng thiên độc yêu long này chỉ cần phun một cái là hắn đã lập tức mất mạng. Tiên thiên độc thể, quả thực là có tiên thiên độc thể. Giữa không trung, ánh mắt của thiên độc yêu long khổng lồ trực tiếp nhìn vào trên người Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Thiên độc yêu long, người đúng là kiêu ngạo, ta xem người chắc đã lâu không được ăn đòn rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn về phía thiên độc yêu long, một cỗ khí tức nhàn nhạt bắt đầu khuếch tán. Ngươi là ai? Vốn thiên độc yêu long không để Bạch Linh vào trong mắt, thế nhưng lúc này nghe Bạch Linh nói vậy, lại thêm khí tức trên người Bạch Linh hiện tại khiến cho thiên độc yêu long đột nhiên cảm giác được thứ gì đó, lúc này mới nhìn chằm chằm vào Bạch Linh. Khí tức Bạch Linh vẫn luôn được thu liếm lại, hơn nữa tâm cảnh cực cao, yêu thú đồng cấp và vũ giả vũ vương rất khó nhận ra khí tức trên người nàng. Mà đầu thiên độc yêu long này cũng như vậy, ngay từ đầu nó không đặt Bạch Linh vào trong mắt. Thế nhưng lúc này cảm nhận khí tức trên người Bạch Linh dường như không bình thường chút nào, cho nên mới chú ý tới. Vừa mới đột phá thất giai, khí tức của ngươi còn chưa ổn định, đã muốn giễu võ dương oai trước mặt ta. Ngươi muốn ăn đòn thật rồi. Bạch Linh khẽ nói. Trước mặt bản Long Vương lại dám kiêu ngạo, mặc kệ ngươi là ai ta cũng phải giáo huấn ngươi. Thiên độc yêu Long vừa mới đột phá thất giai, khí thế đại thịnh làm sao có thể để cho Bạch Linh nói như vậy. Tuy rằng nó cảm thấy khí tức của Bạch Linh bất phàm thế nhưng cũng không đặt vào trong mắt. Tức thì một tiếng quát chói tai vang lên, đồng thời khí tức hung hãn bạo phát ra, thân thể to lớn hóa thành một đạo lưu quang màu đen bắn về phía Bạch Linh. Trong nháy mắt, trên người Bạch Linh đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang khiến cho không gian gấp khúc. Cánh tay khẽ biến đổi, trên cổ tay phải đột nhiên có một cái đuôi dài xuyên thấu không gian hiện lên. Cái đuôi màu trắng này mang theo từng đạo tàn ảnh hung hăng đánh vào trên người thiên độc yêu long trên không trung. Phanh! Thanh âm bạo liệt vang vọng không trung. Hai cỗ lực lượng va chạm bắn ra lưu quang chói mắt. Lực lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía, Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng trong nháy mắt lùi lại. Ngươi cũng là yêu thú. Kinh khí khuếch tán, toàn bộ không trung run rẩy. Lúc này ánh mắt thiên độc yêu long tức thì đại biến. Bạch Linh xuất thủ khiến cho nó lập tức biết được thân phận của Bạch Linh. Ngươi cho rằng mình đột phá tới thất giai là rất giỏi rồi sao? Vừa mới đột phá đã đứng ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi vẫn còn kém một chút. Cái đuôi to lớn của Bạch Linh nhanh chóng được thu lại. Ánh mắt bắn ra hàn ý, quanh thân tức thì bắn ra bạch quang. Ngao! Một tiếng thú giống trầm thấp vang lên, Bạch Linh nhanh chóng hiện ra bản thể khổng lồ. Thân thể to lớn giống như một tòa núi lớn. Quanh thân trắng như tuyết, phía sau có 7 cái đuôi dài vài trăm thước, bắn ra kinh phong xuyên thấu không gian. Khí thế trên người nàng lúc này không dưới thiên độc yêu long. Cửu vĩ yêu hồ, ngươi cũng là thất giai, ngươi vào đây bằng cách nào? Thiên độc yêu long kinh ngạc, trong vụ tinh hải này nó đã vô cùng quen thuộc, nơi này căn bản không có yêu thú thất giai, vì vậy cửu vĩ yêu hồ này chỉ có thể từ bên ngoài vào mà thôi. Ta vào bằng cách nào ngươi không cần biết. Ta cần một chút máu trên người ngươi, thứ đó với ta có chút hữu dụng. Mau giao ra đây. Bản thể cửu vĩ yêu hồ của Bạch Linh nói. Hừ, nằm mơ đây là địa bàn của ta. Đem người có tiên thiên độc thể giao cho ta. Ta sẽ thả ngươi đi. Bằng không trong các ngươi một người cũng không được đi. Thiên độc yêu long rít gào nói. Thân là một thành viên long tộc, nó có ngạo khí của bản thân mình. Đối phương cũng chỉ là thất giai sơ kỳ mà thôi, nó cũng không sợ. Ngao!
Bản thể cửu vĩ yêu hồ của Bạch Linh giống lên một tiếng, bộ lông trắng như tuyết trên người lập tức dựng đứng. Kình phong vô tận từ trong cơ thể khuếch tán khiến cho không gian lắc lư. Ta tự mình lấy vậy. Bạch Linh quát nhẹ một tiếng, một cỗ khí thức bàng bạc bạo phát khiến cho toàn bộ bầu trời dưới khí thức cường hãn này khẽ run rẩy, mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối. Bảy cái đuôi lớn đan xen với nhau bỗng nhiên tạo thành bảy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đánh về phía chân trời. Bảy cái đuôi lớn nhanh chóng tiến về phía Thiên Độc Yêu Long. Ngao! Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng, thân thể to lớn không chút sợ hãi trong nháy mắt tiến lên. Phanh phanh! Thanh âm bạo liệt vang lên, thân thể to lớn hung hăng va chạm, tiếng va vang lên giữa không trung không ngớt. Không gian lắc lư rung động, phía dưới, thủy vực tạo thành vô số con sóng lớn bắn lên trên. Trong kình khí cuồng bạo, một cái đuôi lớn của Bạch Linh xuyên qua không gian trong nháy mắt bắn về phía đầu Thiên Độc Yêu Long. Trong miệng Thiên Độc Yêu Long bỗng nhiên phun ra một ngụm khói độc. Trong khói độc này có một cỗ lực lượng ăn mòn vô cùng mạnh mẽ khiến cho sóng gợn trong không gian cũng bị ăn mòn. Bạch Linh dường như cũng có chút kiêng kỵ, cái đuôi quay về, trong nháy mắt khi khói độc bao phủ, ba cái đuôi nhanh chóng xuyên thấu không gian bắn về phía trước. Ngao! Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng, nó biết đối phương tuyệt đối không dễ chọc, một cỗ khí tức hung hãn ngập trời từ trong cơ thể nó tràn ra. Khói độc càng thêm đậm đặc khiến cho không gian gấp khúc, đồng thời dưới sự bao phủ của khói độc, sóng gợn trong không gian cũng bị nhuộm một màu đen. Hừ, cửu vĩ yêu hồ, người không làm gì được ta đâu. Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ run rẩy, không gian bỗng nhiên nổi lên ba động kịch liệt. Mà thân thể khổng lồ của nó cũng như thiểm điện, trong nháy mắt trực tiếp đánh về phía Bạch Linh, một cỗ khí tức ngập trời tràn ra. Thiên Độc Yêu Long vô cùng hiểu rõ ưu thế của mình. Bản thể cường hãn, hơn nữa lại thêm toàn thân đều là kịch độc, chỉ có lấy cứng trọi cứng thì nó mới chiếm được tiện nghi. Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe, thân thể khổng lồ nhanh chóng thối lui, nàng cũng biết không thể liều mạng với Thiên Độc Yêu Long, bản thể của Long tộc vô cùng cường hãn, vô cùng khó đối phó, chỉ có thể dựa vào ưu thế tốc độ mà đối phó. Siêu! Nhìn thấy đối phương thối lui, cái đuôi trên bản thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long khẽ quất theo, không chịu bỏ qua. Sắc mặt Bạch Linh âm trầm, hai cái đuôi sau người lập tức bắn về phía trước. Ầm ầm! Trong bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ vang, một cái đảo nhỏ phía dưới trực tiếp bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ, chìm vào trong hải vực. Nhìn vào đại chiến phía trước, kinh khí kinh khủng không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Cho dù đang ở xa thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm nhận được uy áp trong đám kinh khí khuếch tán này. Lục Lâm Thiên không khỏi sợ hãi than, hai yêu thú thất giai đại chiến, hắn không thể nhúng tay vào. Lục Tâm Đồng nhìn vào phía trước không khỏi sợ hãi. Loại đại chiến cấp bậc này nàng cũng không thể tham dự vào. Phi Thiên Ngô Công trên vai Lục Tâm Đồng lúc này cũng kinh ngạc nhìn vào phía trước, có cảm giác hữu tâm vô lực. Chủ nhân! Trong bầu trời, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Nghịch Lân Yêu Bằng cùng với Thái Âm Yêu Thỏ lúc này mới chạy tới nơi này. Lục Lâm Thiên nhìn qua, Nghịch Lân Yêu Bằng và Thái Âm Yêu Thỏ tuy rằng đều là yêu thú lục giai, thế nhưng không thể chống lại Thiên Độc Yêu Long. Thiên Sĩ Tuyết Sư, các ngươi tiến vào không gian thú nang đi. Lục Lâm Thiên nhướng mày rồi nói. Thủ ấn chợt kết, một đám yêu thú tức thì tiến vào không gian thú nang. Ngay cả Phi Thiên Ngô Công cũng bị Lục Lâm Thiên thu vào không gian thú nang. Lục Lâm Thiên không biết Bạch Linh có thể thắng được Thiên Độc Yêu Long hay không, thế nhưng mặc kệ là thắng hay không tới lúc đó đều phải chạy. Mà khi đó có Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nghịch Lân Yêu Bằng ở đây tốc độ của bọn chúng cũng không được tốt lắm, chỉ có thể dựa vào tốc độ của Bạch Linh, để cho chúng thú không xảy ra chuyện gì, Lục Lâm Thiên chỉ có thể thu vào trong thú nang. Lục Lâm Thiên lại nhìn về phía không trung. Hai yêu thú khổng lồ lúc này đã giao thủ được hơn 10 hiệp, khói độc ngập trời, những cái đuôi lớn của Bạch Linh không ngừng đánh qua lại, thân thể cao lớn đứng giữa không trung. Lúc này yêu thú thất giai đại chiến đã khiến cho hải vực xuất hiện những cơn sóng lớn. Siêu siêu! Thân thể Bạch Linh nhanh chóng quay về, bằng vào tốc độ tuyệt nhanh, một cái đuôi hung hăng đánh vào sau lưng Thiên Độc Yêu Long. Phanh! Tức thì thanh âm bạo liệt vang vọng, thân thể to lớn của Thiên Độc Yêu Long bị đẩy lùi. Ngao! Một tiếng rít gào vang vọng, Thiên Độc Yêu Long dường như vô cùng đau đớn, thân thể khổng lồ một lát sau mới ổn định lại được, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Bạch Linh rồi giữ tợn nói. Cửu vĩ yêu hồ, người không thể gây thương tổn tới bản thể của ta được đâu. Thử lại là biết,
ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, thân thể màu trắng khổng lồ khiến cho không khí xung quanh giống như những ngọn sóng ba rộng, lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, bảy cái đuôi phía sau bắn tới. Siêu siêu, bảy cái đuôi trong nháy mắt xuyên thấu không gian mang theo lực lượng cường hãn lập tức bao phủ không gian chừng hơn nghìn thước chắc quanh. Bảy cái đuôi tạo thành những đạo quang ảnh dài vô hạn, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh Thiên Độc Yêu Long, kinh khí cuồng bạo trên đuôi bắn ra bốn phía khiến cho không gian gấp khúc. Ngao, ánh mắt Thiên Độc Yêu Long lạnh lẽo, thân thể khổng lồ nhanh chóng cuộn lại, trong miệng phun ra một đạo khói độc khổng lồ. Khói độc bao phủ quanh thân, lập tức mấy quang cầu từ trong miệng nó được ngưng tụ ra, cuối cùng hung hăng đánh về phía mấy cái đuôi của Bạch Linh. Phanh phanh, mấy quang cầu bằng khói độc trực tiếp đánh vào đuôi của Bạch Linh. Một cỗ lực lượng bạo liệt xuất hiện khiến cho mấy cái đuôi của Bạch Linh trực tiếp bị đánh văng ra. Trong lúc này có hai cái đuôi nhanh chóng đánh vào người Thiên Độc Yêu Long. Phanh phanh, hai cái đuôi giống như hai đạo phong nhận mang theo tiếng xé gió nhanh chóng chút xuống người Thiên Độc Yêu Long, thân thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long trong nháy mắt lại bị đẩy lùi. Ngao, thân thể to lớn của Thiên Độc Yêu Long bị đẩy lùi, khí tức có chút rối loạn, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng đau đớn trên người vẫn còn, khiến cho nó rít gào liên tục. Siêu siêu, bản thể khổng lồ của Bạch Linh cũng nhanh chóng thối lui, nàng cũng không muốn bị đám khói độc này chạm tới người. Không gian này tràn ngập kịch độc, nếu như không chú ý một chút tới lúc đó sẽ phiền phức lớn. Lực phòng ngự thật mạnh mẽ. Phía xa, Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn vào hai người. Thiên Độc Yêu Long này có lực phòng ngự vô cùng mạnh. Thực lực của Bạch Linh chỉ mạnh hơn nó một chút, thế nhưng lực phòng ngự của Thiên Độc Yêu Long lại quá mạnh mẽ. Bạch Linh liên tục đánh ra vài đạo công kích dường như căn bản không có một chút hiệu quả nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là lấy một chút máu, ngay cả một giọt cũng không lấy được. Cửu Vĩ Yêu Hồ, ngươi không thể tạo thành thương tổn với ta. Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ run rẩy, ánh mắt dữ tợn nhìn vào Bạch Linh rồi nói. Thế nhưng các ngươi đã làm ta tức giận, ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên Độc Yêu Long, sợ rằng ngươi không có được cái thực lực đó. Bạch Linh quát lớn. Ta không thể thắng ngươi, thế nhưng ở đây ta là vua, tất cả do ta định đoạt. Thiên Độc Yêu Long rít lên, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng. Nghe thấy tiếng giống này, trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên trầm xuống, có một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện. Ngao! Tiếng gầm gừ của Thiên Độc Yêu Long xuyên thấu không gian, quanh quẩn trong thiên địa. Thanh âm vừa dứt thì toàn bộ hải vực đột nhiên rung động, sóng nước bắt đầu cuồn cuộn. Ầm ầm! Từng cơn sóng cuồn cuộn không ngừng, ngày càng kịch liệt. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn xuống, lúc có một đống yêu thú đang nhanh chóng hiện ra. Là một đàn yêu thú. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào rồi nói. Ngay khi Tiểu Long nói xong, sóng biển càng ngày càng cao. Trong hải vực to lớn lúc này có một đống lớn yêu thú hiện lên, một cỗ khí tức phóng lên cao, trong đó cũng có không ít yêu thú lục giai. Giống. Ô ô. Từng tiếng thú giống phóng lên cao. Đám yêu thú đông nghịt này chừng hơn 1.000 đầu. Tiếp theo có 10 đầu yêu thú khổng lồ phóng lên, thân thể to lớn giống như một hải đảo xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. 10 đầu yêu thú, Lục Lâm Thiên đều nhận ra, 10 đầu yêu thú khổng lồ này đều là lục giai, trong đó có 3 đầu lục giai trung kỳ, 7 đầu lục giai sơ kỳ. Ca ca, có quá nhiều yêu thú, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Tâm Đồng hỏi, bị hơn 1.000 yêu thú vây quanh, nếu là người bình thường chỉ sợ đã kinh hãi chết ngất rồi. Thế nhưng lúc này Lục Tâm Đồng không có một chút kinh hoàng nào, chứng minh tâm trí của nàng cực kỳ kiên định. Phiền phức lớn rồi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, coi như là không có hơn 1.000 yêu thú phía dưới, chỉ bằng vào 10 đầu yêu thú lục giai trước mặt, có 3 đầu yêu thú lục giai hậu kỳ cũng khiến cho hắn khó nuốt rồi. Bản Long Vương chính là vua ở đây, các ngươi tới đây phải nghe lệnh của ta. Cửu Vĩ Yêu Hồ, mau giao nhân loại trời sinh độc thể cho ta, các ngươi có thể đi. Thiên Độc Yêu Long lạnh lùng nói, trong cái miệng dữ tợn kia khi nói chuyện cũng có khói độc tràn ra. Lực phòng ngự của Thiên Độc Yêu Long quá mạnh mẽ, thực lực của ta còn chưa thể hoàn toàn đối phó được với nó. Chúng ta đi trước, bằng không các ngươi sẽ phiền phức lớn. Trong tai Lục Lâm Thiên vang lên thanh âm của Bạch Linh. Siêu! Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Bạch Linh nhanh chóng thối lui. Ngăn cản bọn chúng cho ta. Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng.
Siêu siêu siêu. Từng tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt có hơn 10 đạo khí tức vô cùng hung hãn nhanh chóng bắn về phía Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng. Cút ngay. Tiếng quát của Bạch Linh vang lên, 7 cái đuôi lớn tung ra, một cỗ rung động mạnh mẽ mà vô hình khuếch tán, trong nháy mắt 7 cái đuôi đánh vào đám yêu thú kia. Khí tức của Bạch Linh tỏa ra khiến cho 10 đầu yêu thú đang đánh về phía Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng thối lui. Phanh phanh. 7 cái đuôi tung bay mang theo năng lượng ba động kịch liệt giống như tiếng sầm rền vang lên trong không trung. Kinh khí khuếch tán ra bốn phía, lúc này dưới hải vực có vô số ngọn sóng lớn xuất hiện. Chúng ta đi. Trong nháy mắt, một thân ảnh xinh đẹp tới bên người Lục Lâm Thiên nhanh chóng nắm tay hắn, trong nháy mắt lao về phía trước. Chạy đi đâu? Thiên độc yêu long rít lên một tiếng, thân thể to lớn dường như đã sớm định liệu trước, trong nháy mắt chắn trước không trung. Hoàn toàn phong tỏa đường chạy của đám người Lục Lâm Thiên. Phụt! Trong miệng thiên độc yêu long phun ra một đám khói độc lớn. Khói độc bắn về phía trước, trực tiếp bao phủ không gian, sóng gợn trong không gian lập tức bị ăn mòn, một mùi gay mũi lan tràn trong không trung. Các ngươi cẩn thận, mau lui lại. Sắc mặt Bạch Linh đại biến, tay đánh ra một đạo quang mang bạch sắc lập tức đem Lục Lâm Thiên đánh lui lại. Thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi, miệng phun ra một đạo quang mang. Quang mang trong nháy mắt hóa thành một cỗ cuồng phong, tức thì tội tan khói độc đang bao phủ trong không gian. Lục Lâm Thiên kéo tay Lục Tâm Đồng, mượn lực của Bạch Linh nhanh chóng bỏ chạy về phía sau, cũng trong nháy mắt trong không trung có vô số yêu thú tiến tới. Trên 100 yêu thú phi hành, còn có 10 đầu yêu thú lục giai trực tiếp phóng tới. Không xong. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp. Giống. Một đám yêu thú phóng tới. Khí tức bàng bạc khiến cho cả không gian run rẩy. Ngao! Một đạo quang mang trong nháy mắt xuất hiện, thân thể tiểu long nhanh chóng bành trướng trong không trung, quanh thân được bao phủ bởi lân phiến màu vàng, tiếng gầm gừ giống như long ngâm vang vọng không gian, cùng với đó trên người nó còn tỏa ra một cỗ khí tức khiến cho vạn thú bị áp chế. Tiếng gầm của tiểu long giống như long ngâm so với tiếng rít gào của thiên độc yêu long có nhiều điểm giống nhau. Tiếng gầm gừ của thiên độc yêu long chỉ có thể tính là tiếng kêu, mà thanh âm của tiểu long so với nó lại không giống. Thanh âm này trầm thấp hơn nhiều, giống như thanh âm của tự nhiên, quanh quẩn thật lâu trong không gian không tiêu tán. Trong đó có một cỗ hơi thở hỗn loạn khiến cho tất cả các yêu thú nghe được, tại chỗ sâu trong linh hồn sảnh sinh ra sự cộng minh. Tiếng gầm gừ của tiểu long vang lên, lập tức đám yêu thú có mặt bị ấp chế, ngay cả yêu thú lục giai lúc này cũng không ngoại lệ. Nhìn vào tiểu long ở không trung, cả đám yêu thú vô cùng khiếp sợ. Những yêu thú thực lực và huyết mạch không cao trực tiếp run rẩy, đây là một cỗ áp chế tới tận linh hồn của bọn chúng. Yêu hoàng khí, sao lại là yêu hoàng khí, dường như nó không phải là huyết mạch của yêu hoàng nha. Phía xa, thiên độc yêu long nghe thấy tiếng long ngâm này sắc mặt tức thì kinh hãi nhìn về phía tiểu long. Cảm nhận cỗ uy áp trên người nó sắc mặt thiên độc yêu long càng thêm kinh hãi. Trong ánh mắt dữ tợn kia xuất hiện vẻ nghi hoặc. Phanh! Thân thể to lớn của tiểu long trực tiếp đứng trên mặt nước. Bằng vào thực lực hiện tại của nó cũng không thể lăng không mà đứng. Trên mặt nước vô số yêu thú chung quanh nhanh chóng tối lui. Nhanh rời khỏi đây! Thân ảnh Bạch Linh lúc này nhanh chóng tới bên người Lục Lâm Thiên. Tất cả đuổi theo cho ta! Các ngươi trốn không thoát đâu! Thiên độc yêu long lại rít lên một tiếng. Ánh mắt nhìn vào tiểu long rồi lại nhìn vào Lục Tâm Đồng, thân thể khổng lồ lập tức bắn về phía trước. Các ngươi chạy trước đi, ta có thể tìm được các ngươi. Thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng ngăn cản thiên độc yêu lang. Giống. Đuổi, bắt bọn chúng cho ta. Thiên độc yêu long rít lên một tiếng. Thanh âm to lớn khiến cho không ít yêu thú bị tiểu long làm kinh sợ phục hồi tinh thần lại. Lập tức 10 đầu yêu thú lục giai nhanh chóng lao thẳng tới. Trong hải vực, hơn 1.000 yêu thú tứ giai và ngũ giai nhanh chơ song xông lên. Thế nhưng đối với khí tức trên người tiểu long cũng khiến cho bọn nó sợ hãi và kiêng kỵ. Vì vậy cả đám toàn thân run rẩy, không dám tới gần. Vô số yêu thú lao thẳng tới. Trong nháy mắt có mấy đạo công kích bằng cột nước bắn tới cuồn cuộn không dứt. Sóng nước ngập trời, kinh khí cường hãn tràn ngập không trung. Đại địa cương thuẫn. Dưới kình khí ngập trời, trong nháy mắt trước người Lục Lâm Thiên có một cỗ quang mang bao phủ, bảo vệ Lục Tâm Đồng ở bên trong. Phanh phanh. Kình khí cuồng bạo trực tiếp đánh xuống.
Đại địa cương tuấn giống như một quả bong bóng, nhanh chóng bị kình khí phá hủy, tiêu tán trong không gian. Siêu! Lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh bay về sau mấy chục thước, hung hăng đập vào mặt nước, theo sau là Lục Tâm Đồng. Công kích của mấy đầu yêu thú lục giai, còn có ba đầu yêu thú lục giai trung kỳ quả thực quá mạnh mẽ. Tâm Đồng, muội không sao chứ? Lục Lâm Thiên nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, lơ lửng trên mặt nước rồi dùng giọng lo lắng hỏi Lục Tâm Đồng. Ca ca, muội không sao. Lục Tâm Đồng nói, công kích vừa rồi hoàn toàn là do Lục Lâm Thiên chống chịu, đương nhiên nàng không có ảnh hưởng gì. Giống. Một đám yêu thú khổng lồ trong nháy mắt từ dưới mặt nước lao tới. Đây là một đầu yêu thú khổng lồ giống như cua, cả người màu xanh, thân thể chừng hơn 600 thước, giống như một hòn đảo nhỏ từ dưới mặt nước trực tiếp đánh tới. Trên hai cái càng hàn mang bắn ra không ngừng. Thanh giáp yêu giải, lục giai sơ kỳ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong tay nhanh chóng xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang. Ngao! Huyết quang thu liếm, một thanh âm giống như long ngâm từ thân đao vang lên. Thanh âm này giống như tiếng long ngâm của tiểu long, cũng mang theo một cỗ uy áp của nó. Thanh âm xuyên thấu không gian khiến cho không ít yêu thú trong hải vực run rẩy, mà thanh giáp yêu giải đang công kích vô hình chung cũng bị áp chế. Dưới tiếng long ngâm, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Một cỗ sát khí tràn ra, nắm chặt huyết lục trong tay, khí thế vô cùng sắc bén giống như đao phong. Hai chân Lục Lâm Thiên tiến lên một bước, một cỗ chân khí được rót vào, một đạo đao mang màu đỏ nhanh chóng được chém ra. Đao mang bắn về phía trước, đao mang này chừng hơn nghìn thước, màu đỏ như máu, mang theo sát khí ngập trời. Siêu! Đao mang màu đỏ tạo thành một đường vòng cung trong không gian khiến cho không gian gợn sóng. Khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nơi đao mang đi qua, mặt nước trong hải vực trực tiếp bị tách ra thành hai nửa. Phanh phanh. Tiếp theo, thanh giáp yêu giai lục giai sơ kỳ dưới tiếng long ngâm của huyết lục làm kinh sợ kia bị đao mang chém vào. Trong nháy mắt thanh giáp yêu giải phục hồi lại tinh thần, ánh mắt hoảng hốt. Hai chiếc càng trực tiếp nhấc lên, giống như một con sư tử há mồm, mang theo uy thế mạnh mẽ nghênh đón đao mang. Thanh giáp yêu giải này bằng vào lực phòng ngự cường hãn vô cùng nổi danh. Nếu chỉ tính lực phòng ngự mà nói, trong tất cả yêu thú có rất ít yêu thú có thể so sánh với nó. Mà chỗ dựa lớn nhất của thanh giáp yêu giải chính là hai chiếc càng to lớn, cứng rắn không gì sánh được kia. Trong đám yêu thú đồng cấp, nếu như bị nó gặp phải có lẽ sẽ bị thương nặng, vì vậy lúc này thanh giáp yêu giải mới dám chống lại đao mang. Siêu! Đao mang chém thẳng xuống, mà trong ánh mắt kinh hãi của thanh giáp yêu giải, một đạo đao mang đỏ tươi trực tiếp bổ vào hai cái càng của nó, cảm giác đau đớn khiến cho nó rít lên. Cạch! Đồng thời, hai chiếc càng cứng rắn của thanh giáp yêu giải kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra, hai chiếc càng to lớn chừng trên trăm thước lúc này trực tiếp bị chém thành hai nửa. Máu tươi nhiễm đỏ chu vi trăm vài trăm thước trong thủy vực. Giống giống! Trong bầu trời, đám yêu thú lục giai lúc này cũng lao thẳng tới. Ngao! Tiểu long lại gầm lên một tiếng giống như long ngâm, thân thể to lớn nhanh chóng tiến lên phía trước. Cái miệng lớn mở ra, một đạo hỏa diễm màu vàng được phun ra, trong nháy mắt hóa thành biển lửa trong không trung. Nhiệt độ trong không gian đột nhiên kéo lên. Dưới hỏa diễm kinh khủng này, mấy đầu yêu thú lục giai cũng chỉ có thể thối lui, không dám trực tiếp ngạnh kháng. Lão đại, nhanh lên người đệ! Tiểu long lớn tiếng nói. Tâm đồng, chúng ta đi. Lão đại, được chưa? Chúng ta chui xuống mặt nước. Thanh âm tiểu long vang lên, thân thể to lớn khẽ quẫy một cái, nhanh chóng chui vào trong hải vực. Lục Lâm Thiên bố trí hộ thân cương khí, lôi Lục Tâm đồng lên lưng tiểu long rồi ba người lập tức biến mất trong hải vực. Siêu! Tiến vào trong nước, thân thể to lớn của tiểu long thu nhỏ lại còn phân nửa, thân thể giống như du long nhanh chóng bơi trong nước. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Giống giống. Mấy tiếng gầm gừ vang lên, lúc này mấy đầu yêu thú lục giai cũng chui xuống nước, nhanh chóng đuổi theo đám người Lục Lâm Thiên. Lão đại, ngồi cho chắc, chúng nó muốn đuổi kịp chúng ta cũng không dễ. Thanh âm của tiểu long vang lên trong tai Lục Lâm Thiên, quang mang trên thân thể chợt lóe, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Siêu siêu. Trong thủy vực, Lục Lâm Thiên có thể nhìn rõ mấy đầu yêu thú lục giai đang đuổi theo phía sau, đối với mấy đầu yêu thú lục giai sơ kỳ mà nói, Lục Lâm Thiên không sợ chút nào. Thế nhưng ba đầu yêu thú lục giai trung kỳ kia thì Lục Lâm Thiên lại không có biện pháp nào.
thực lực ba đầu yêu thú này đều tương đương với vũ xuất tứ trọng, ngũ trọng, còn có một đầu đã tới lục giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng có thể chống lại vũ xuất lục trọng. Hắn đối phó với một đầu đã khó, lúc này lại có ba đầu yêu thú lục giai trung kỳ, còn có vài đầu yêu thú lục giai sơ kỳ, vô cùng khó đối phó. Huống chi những yêu thú này đều là yêu thú trong nước, đối với thủy vực lại chiếm thiên thời địa lợi. Nếu như trên bờ thì hắn còn có thể thi triển một ít thủ đoạn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, nếu như lúc này trong người hắn có một khối thổ sát huyền lôi thì tốt, chỉ cần mỗi khối là có thể giải quyết vài đầu yêu thú lục giai, cũng không cần chật vật như bây giờ. Siêu! Phía sau lúc này có không ít yêu thú đuổi theo. Tốc độ của Tiểu Long quả thực rất nhanh, không thua những yêu thú lục giai này, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tốc độ của Tiểu Long trong nước lại nhanh như vậy. Ngao! Thấy con mồi của mình chạy, Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng, thân thể to lớn muốn chui xuống nước. Lúc này Bạch Linh nhanh chóng hiện ra bản thể, cái đuôi lớn vài trăm thước trực tiếp bắn về phía Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long cũng không dám sơ ý, nó đã ăn quả đắng trong tay Bạch Linh vài lần cho nên thân thể to lớn lập tức thối lui. Siêu siêu! Tốc độ của Bạch Linh quá nhanh, một cái đuôi lại xuyên qua không gian nhanh chóng đánh vào trên người Thiên Độc Yêu Long. Lực lượng cuồng bạo ẩn chứa bên trong khiến cho Thiên Độc Yêu Long đau đớn rít lên một tiếng. Ngao! Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng. Tuy rằng bản thể của Bạch Linh không thể tạo thành thương tổn thực chất cho nó, thế nhưng sự đau đớn này cũng khiến cho nó không chịu nổi. Huyết khí trong người cuồn cuộn, thân thể to lớn trong nháy mắt chui xuống mắt nước. Rồng lặn xuống biển tức thì biến mất. Siêu! Bản thể khổng lồ của Bạch Linh nhanh chóng thu nhỏ hơn phân nửa. Thân thể được một vòng quang mang bao bọc nhanh chóng chui xuống nước rồi biến mất không thấy. Trong thủy vực rộng lớn, âm thanh bạo liệt vừa rồi cũng biến mất. Phương viên mấy chục thước chung quanh lúc này vẫn còn sóng lớn cuộn trào, vốn chung quanh có mấy hảo đảo nhỏ lúc này cũng biến mất không thấy đâu. Lúc này nếu như có người nào ở gần đó nhất định có thể thấy, dưới mặt nước phát ra từng cột sóng, dường như có quái vật lớn đang di chuyển bên dưới mặt nước vậy. Ca ca! Đám yêu thú này đuổi theo không bỏ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trong hộ thân cương khí, Lục Tâm Đồng nhìn đám yêu thú như âm hồn không tiêu tan đuổi theo phía sau rồi nói. Hừ, chúng nó cũng không đuổi kịp chúng ta. Thanh âm của Tiểu Long vang lên, thân thể nhanh chóng di chuyển trong nước. Chờ sau khi ta đột phá linh suất cũng không sợ chúng nó nữa. Nhất định phải lột ra chúng nó. Lục Tâm Đồng chu miệng nói. Nếu như chờ ta đột phá lục giai ta cũng sẽ nuốt sống chúng nó. Tiểu Long cũng thở phì phì rồi nói. Thế nhưng tốc độ không dám chậm lại chút nào. Tuy rằng nó không sợ, thế nhưng nó lại sợ lão đại của mình bị thương. Sắc mặt Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng. Bị đám yêu thú này truy sát là một chuyện vô cùng phiền toái. Cũng không biết đám yêu thú này muốn đuổi tới bao giờ. Nếu như cứ đuổi theo như vậy chỉ sợ càng thêm phiền phức. Tiểu Long còn chưa thể phi hành. Tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư và Nghịch Lân Yêu Bằng còn không nhanh bằng Thiên Độc Yêu Long. Chết tiệt! Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, cũng đành phải chịu. Không nghĩ tới hắn muốn tới nhìn một hồi náo nhiệt, còn tưởng rằng có bảo vật xuất thế, ai ngờ lại rước lấy phiền phức lớn như vậy. Có hộ thân cương khí, hơn nữa bằng vào tu vi hiện tại, bản thân hắn ở trong nước cũng không có vấn đề gì. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể hy vọng thoát khỏi sự truy kích của đám yêu thú lục giai phía sau. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho Bạch Linh. Thực lực của Thiên Độc Yêu Long không kém, tuy rằng thực lực Bạch Linh mạnh hơn nó một chút. Thiên Độc Yêu Long vừa mới đột phá thất giai, Bạch Linh lại đột phá được một đoạn thời gian rồi, thế nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Thiên Độc Yêu Long, Cường Long không áp được địa đầu xà, Lục Lâm Thiên vô cùng lo lắng cho nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng chạy trối chết trong thủy vực khiến cho Lục Lâm Thiên nghẹn khuất không ít. Tiểu Long cũng tức giận tới ngứa răng, thế nhưng cũng không có cách nào. Mấy đầu yêu thú kia thì dễ rồi, quan trọng nhất chính là Thiên Độc Yêu Lang hướng về phía Lục Tâm Đồng mà tới, Lục Lâm Thiên càng thêm không dám sơ ý. Trên thủy vực ngoài khơi bình ổn, thế nhưng trong thủy lực cũng có ba động mãnh liệt. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên gặp không ít chuyện khiến cho hắn há hốc mồm. Trong hải vực này có vô số dãy đá ngầm, sinh vật bên trong đó cũng vô cùng đa dạng. Thân thể Tiểu Long xuyên qua vô số dải đá ngầm, vừa rồi lại xuyên qua một khe hẹp khiến cho khoảng cách với đám yêu thú lục giai phía sau lại xa hơn một chút. Trong hải vực này bình thường Lục Lâm Thiên cũng có thể thấy được một đàn yêu thú nhị giai, tam giai,
cảm nhận được khí tức của tiểu long khiến cho cả đàn hoảng loạn chạy trốn. Bên ngoài Vũ Tinh Hải, trong sơn mạch Vũ Hải, lúc này trên một ngọn núi khổng lồ, sương trắng bao phủ. Xa xa dãy núi liên miên như biển rộng, vô cùng hùng vĩ, đồ sộ. Chỉ có ngọn núi này đột nhiên mọc lên cao thẳng tới tận trời, là ngọn núi duy nhất sừng sững trong hàng ngàn ngọn núi. Trên lưng chừng núi lúc này có một đạo thân ảnh đang chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn vào đám sương trắng đậm đặc phía trước. Một cỗ khí thức lạnh lẽo từ trong đám sương trắng truyền ra khiến cho trong lòng những người ở đây không khỏi cảm thấy áp lực. Người này mặc một bộ trường bào, khí độ bất phàm, trên người có một cỗ anh khí, chính là trưởng môn Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn. Lúc này ánh mắt Lữ Chính Cường vẫn luôn nhìn vào đám sương trắng kia. Trưởng môn, người đang lo lắng cho đệ tử trong môn sao? Một đạo thân ảnh đứng phía sau Lữ Chính Cường chợt lên tiếng, người này chính là trưởng lão Quách Văn Tinh của Linh Thiên Môn. Đệ tử trong môn lần này có văn trưởng lão dẫn đội, cho nên sẽ không phải nguy hiểm gì quá. Thế nhưng không biết lần này trong Linh Thiên Môn ta không biết có mấy người sẽ tiến vào được Đại Điện Vũ Tinh, nhận được cơ duyên của chính mình. Ánh mắt Lữ Chính Cường thu lại, chậm rãi nói. Đại Điện Vũ Tinh mỗi một lần mở ra sẽ chỉ cấp cơ duyên cho 10 người. Linh Thiên Môn ta chỉ có mấy người, quả thực rất khó nói. Dù sao người đi vào cũng không ít, 10 người của chúng ta hoàn toàn phải dựa vào vận khí của bản thân. Quách Văn Tinh nói, Quách trưởng lão thực sự nghĩ rằng chỉ cần dựa vào vận khí sao? Lữ Chính Cường quay đầu lại nở nụ cười yếu ớt nói với Quách Văn Tinh. Trưởng môn, lẽ nào trong đó còn có nguyên nhân khác sao? Sắc mặt Quách Văn Tinh nghi hoặc hỏi lại. Mỗi người nhận được cơ duyên đều có một điểm giống nhau, ta nghĩ người Đại Điện Vũ Tinh chọn lần này cũng sẽ giống với những lần trước. Lữ Chính Cường nói, điểm giống nhau, trưởng môn, ta còn chưa hiểu lắm. Quách Văn Tinh nghi hoặc nói, mỗi 10 người nhận được cơ duyên khi trước ai cũng là người có thiên phú cao tuyệt. Tuy rằng bên ngoài đồn rằng phải dựa vào vận khí, thế nhưng trong lòng đám người kia chỉ sợ cũng hiểu rõ. Nếu như muốn nhận được cơ duyên trong Đại Điện Vũ Tinh, đầu tiên phải sở hữu thiên phú tuyệt hảo mới được. Người có thiên phú bình thường thậm chí còn không thể tiến vào Đại Điện Vũ Tinh. Lữ Chính Cường nói. Trưởng môn, nói như vậy quả thực khiến ta nhớ đến, hình như tất cả người nhận được cơ duyên đều như vậy. Quách Văn Tinh nói. Vậy thì lần này đám người Hồng Phong và Tiểu Thư đều là người có thiên phú không tồi, cho nên cũng có hy vọng lớn. Bốn sư huynh đệ Hồng Phong và Tiểu Linh tuy rằng thiên phú không tồi. Thế nhưng trong mấy vạn người, mạnh sẽ có người mạnh hơn. Còn có người thiên phú so với đám tiểu linh còn mạnh hơn một chút. Lữ Chính Cường nói. Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang kia thiên phú không tồi. Tuổi còn trẻ đã là linh xuất tứ trọng. Loại thiên phú này trong cổ vực dường như còn chưa có ai có thể so sánh. Quách Văn Tinh nói. Gia Cát Tử Vân quả thực có thiên phú hiếm thấy, bằng vào niên kỷ đó đã là linh xuất tứ trọng, tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Lữ Chính Cường nói, lần trước Gia Cát Trang chủ nói chuyện hôn sự của Tiểu Thư và Gia Cát Tử Vân với trưởng môn, lẽ nào trưởng môn cũng có ý này sao? Quách Văn Tinh do dự một chút rồi chậm rãi hỏi. Gia Cát Tây Phong kia mục đích không nhỏ, thế nhưng ta chỉ có một nữ nhi, sao ta lại đem nó ra đánh bạc? Lữ Chính Cường ta cũng không phải là người như vậy, Gia Cát Tử Vân kia tuy rằng thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng cũng vẫn kém một người. Người này nếu so với Gia Cát Tử Vân thì thiên phú của Gia Cát Tử Vân còn thua một bậc. So tâm cơ, trí tuệ Gia Cát Tử Vân kia chỉ sợ cũng không bằng. Lữ Chính Cường khẽ cười nói. Ồ, còn có người như thế sao? Trong đám người trẻ tuổi ở trong cổ vực dường như cũng không có người nào nha. Hắc Sát Giáo, Hóa Vô Tông tuy rằng có mấy đệ tử trẻ tuổi nổi bật, thế nhưng cũng không thể so sánh với Gia Cát Tử Vân. Vẻ mặt Quách Văn Tinh nghi hoặc. Trong lòng suy nghĩ một lát rồi biến sắc nói. Chẳng lẽ người trong lời trưởng môn nói chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn kia? Không sai, vũ giả toàn hệ, vũ tướng cửu trọng có thể đánh chết vũ xuất tứ trọng. Còn nhỏ tuổi mà có thể để cho quỷ tiên tử bạch oánh, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, lộc sơn lão nhân, thanh hỏa lão quỷ, toàn những hung nhân thuận theo. Muốn làm được chuyện này không hề đơn giản, xử lý chuyện của Hắc Sát Giáo cũng cực kỳ ổn thỏa. So với hắn Gia Cát Tử Vân kia chỉ sợ cũng chỉ có sách dép. Lữ Chính Cường nói. Lục Lâm Thiên này ta cũng từng gặp qua một lần, quả thực là bất phàm. Quách Văn Tinh thở dài rồi lập tức nói. Thế nhưng luận nội tình,
Lục Lâm Thiên không thể so sánh với Gia Cát Tử Vân, thực lực phi linh môn cũng không kém, thế nhưng muốn so sánh với Lan Lăng Sơn Trang thì quả thực giống như là một con kiến so với một con voi vậy. Lời này tuy rằng không sai, thế nhưng Lục Lâm Thiên này cũng không phải là người bình thường, tuổi trẻ mà đã có thành tựu như vậy không phải người bình thường có thể dạy dỗ. Theo ta được biết, trên Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên là đệ tử của Vũ Ngọc Tiền, Vũ Ngọc Tiền muốn dạy ra loại đệ tử như vậy sợ rằng không có khả năng. Ta sợ phía sau hắn còn có một cường giả khác. Lữ Chính Cường khẽ nói, ánh mắt biến đổi, nói tiếp. Nếu tính thời gian, nhanh thì có lẽ cũng tới Đại Điện Vụ Tinh rồi. Cơ duyên trong mỗi một lần Đại Điện Vụ Tinh mở ra đều nhìn thiên phú mà định đoạt. Người có thiên phú tốt nhất thường là người đạt được cơ duyên lớn nhất. Lần này không biết ai sẽ nhận được cơ duyên lớn nhất đây. Trong Vụ Tinh Hải, lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh lăng không phi hành. Có người cưỡi yêu thú phi hành bay tới, bay qua vô số hải đảo, lúc này đám người bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước. Tới rồi, chúng ta tới Đại Điện Vụ Tinh rồi. Không biết là ai nói câu này, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía trước. Nhìn biển cả hùng vĩ trước mắt trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Phía trước mặt đám người hiện tại là một mảnh biển cả xanh biếc, mây mù đậm đặc. Mà trong đó đột nhiên xuất hiện một hải đảo khổng lồ. Hải đảo này vô cùng to lớn, liếc mắt nhìn lại giống như vô cùng mênh mông, không có điểm cuối. Giống như là ở phiến hải vực này đột nhiên xuất hiện một lục địa lớn vậy. Trên hải đảo này có vô số ngọn núi vây quanh, sương mù màu trắng quanh quẩn. Mà ở giữa, nơi mặt đất bằng phẳng có một cung điện sừng sững hiện lên trước mặt mọi người. Đại điện vô cùng to lớn kéo dài tới phía chân trời. Đại điện này liếc mắt không nhìn thấy đỉnh, cũng không ước chừng được nó rộng bao nhiêu. Đại điện giống như chòm sao thương long ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Trên không trung, lúc này mây mù lượn lờ, tầm nhìn so với hải vực khác đã bị giảm đi không ít. Trên mây mù, đỉnh cung điện khổng lồ bị che lại. Trong bầu trời có thể mơ hồ thấy được trên trời cao có vô số ngôi sao thoáng hiện. Không gian to lớn mênh mông vô bờ bến, đưa mắt nhìn quanh, cung điện khổng lồ kia đứng sừng sững trong thiên địa khiến cho mọi người như quên mất sự tồn tại của những ngọn núi chung quanh. Giống như trong mắt chỉ có thể nhìn thấy cung điện khổng lồ kia. Một cỗ khí tức khác thường đột nhiên khuếch tán ra chung quanh. Đây là một cỗ khí tức thê lương từ viễn cổ. Lúc này dường như đang từ trong đại điện khổng lồ phía xa lan ra, khiến cho sắc mặt mọi người không khỏi nghiêm túc. Dưới cỗ khí tức viễn cổ thê lương này khiến cho tim mọi người không khỏi đập nhanh hơn. Đây là Đại Điện Vụ Tinh sao? Trong đoàn người lúc này có một nữ tử ngũ quan tinh xảo, đường con lung linh khẽ nói. Mà nữ tử này chính là Lữ Tiểu Linh, đám người chung quanh đều là đệ tử Linh Thiên Môn, cả đám lúc này đang vô cùng kinh hãi. Tiểu thư, chúng ta tới rồi, đây là Đại Điện Vụ Tinh. Vương trưởng lão kia lúc này cũng ngẩng đầu nhìn cung điện khổng lồ phía xa. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bằng vào thực lực của nàng, khi đối mặt với cung điện khổng lồ này cũng không khỏi có cảm giác nhỏ bé. Cung điện này lẳng lặng đứng một chỗ thế nhưng chung lúc vô hình lại giống như một đầu cự long đang nằm đó. Khiến cho người ta không dám tới gần. Lữ Tiểu Linh nhìn cung điện khổng lồ này, lại nhìn đến tầng mây trên đỉnh kia. Cung điện khổng lồ này đứng sững sững trong Vụ Tinh Hải giống như là trong thiên địa chỉ có đại điện này tồn tại, phảng phất như là đại điện đang ở trong phiến thiên địa này ngàn vạn năm. Mọi người nhanh chóng cưỡi yêu thú phi hành đi tới. Lúc này đám người càng thêm chấn động về sự khổng lồ của cung điện này. Cung điện này có hình dáng hơi kỳ lạ. Không phải là hình vuông và tròn như thường lệ mà là hình tháp. Có chín cạnh, chín mặt, bức tường khổng lồ như thông thiên kéo dài tới trong tầng mây, bên ngoài mơ hồ có hoa văn. Lúc này mọi người chỉ ở phía ngoài mà thôi, các đại điện vụ tinh còn rất xa, tia sáng tỏa ra lờ mờ càng khiến cho mọi người cảm giác được khí tức thê lương. Phía ngoài còn có những gò nút liên miên được những cây đại thụ che trời bao phủ. Những cây đại thụ che trời này ít cũng cao 3-40 trượng. Giống như một mảnh rừng rậm từ viễn cổ không có ai đặt chân qua. Tiểu thư, chúng ta vào thôi, trong đại điện vụ tinh này muốn đi vào cũng không dễ. Phía trước có một đại trận, một khi chúng ta đi vào sẽ tự động bị tách ra. Vận khí tốt có thể tiến vào đại điện vụ tinh, vận khí kém một chút sẽ trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Tới khi đại điện vụ tinh đóng lại thì mới bị trục xuất ra ngoài. Trong đám người Linh Thiên Môn, lão giả Vũ Xuất Cửu Trọng mặc trường sam nói với Lữ Tiểu Linh. Siêu siêu. Lúc này, trong không trung phía sau đột nhiên có không ít thân ảnh tiến tới.
Mọi người đáp xuống đất, tất cả đều há hốc mồm nhìn vào cung điện khổng lồ phía trước. Khí tức thê lương mãi trường tồn kia khiến cho mọi người bị áp chế. Tiểu Linh tiểu thư, tốc độ của mọi người quả thực quá nhanh. Ta một đường tìm tiểu thư, còn tưởng rằng tiểu thư ở phía sau ta nha. Đám người vừa tới chính là người của Lan Lăng Sơn Trang. Trong đó ánh mắt Gia Cát Tử Vân sau khi kinh ngạc nhìn về đại điện lập tức chuyển sang người Lữ Tiểu Linh, dường như vô ý đảo qua đường cong lồi lõm của nàng. Gia Cát Tử Vân, người tự mình lo lắng xem bản thân có tiến vào được đại điện Vũ Tinh không đi. Lữ Tiểu Linh nhàn nhạt nói một câu, sau đó lập tức nói với mấy người thanh niên bên cạnh. Chư vị sư huynh, chúng ta cùng vào thôi. Đi. Đám người khẽ quát một tiếng, chân khí tức thì bùng phát, thân thể nhanh chóng tiến về phía trước. Mọi người cùng nhau đi vào. Gia Cát Tử Vân nói, hơn 10 người của Lan Lăng Sơn Trang, đều là nhân tài kiệt xuất còn trẻ của Lan Lăng Sơn Trang. Khí tức của cả đám không kém, lập tức nhanh chóng đi về phía trước. Siêu! Lúc này từ phía sau còn có không ít người đi tới đây, sau khi tới không dừng lại một chút nào mà theo sau đám người vừa đi vào khi trước. Thân ảnh tất cả mọi người nhanh chóng đi vào trong rừng rậm viễn cổ này. Nhất thời không gian đột nhiên nổi lên ba động, thân ảnh của đám người vừa tiến vào rừng rậm liền biến mất không thấy. Siêu siêu! Trên trăm đạo thân ảnh đáp xuống đất, chân khí lập tức bạo phát, nhanh chóng tiến vào rừng rậm. Sau đó không gian chung quanh gợn sóng, thân ảnh vô cùng quỷ dị biến mất. Siêu siêu! Giữa không trung lúc này liên tục có người tới. Sau khi chấn động đôi với đại điện khổng lồ qua đi, cả đám nhanh chóng đi vào rừng rậm viễn cổ. Cửu Vĩ Yêu Hồ, ngươi là phong hệ, ta là thủy hệ, ở bên ngoài tốc độ của ta cũng không ngăn được ngươi. Thế nhưng trong nước tốc độ của ta sẽ tăng lên gấp mấy lần, ngươi không cản nổi ta đâu. Tốt nhất ngươi không lên đuổi theo. Tại một chỗ mặt nước ba động kịch liệt, bên dưới mặt nước có một đầu hắc long nhanh chóng xẹt qua dòng nước. Dòng nước nhanh chóng bị chia cắt khiến cho dòng nước ở dưới đáy biển càng cuộn trào mãnh liệt. Thiên độc yêu long, cản không nổi ngươi thì ngươi cũng không thoát khỏi ta được. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ sợ ngươi mới đột phá không lâu, khí tức vốn đã bất ổn, lại mạnh mẽ chống đỡ. Đối với con đường tu luyện sau này của ngươi sẽ có ảnh hưởng lớn nha. Lúc này bản thể bạch linh hóa thành chừng trăm thước, bảy cái đuôi lớn tỏa ra lưu quang. Thân ảnh ở trong thủy vực cũng giống như thiểm điện. Vậy thử nhìn xem, ta muốn nhìn xem ngươi đuổi theo ta thế nào. Thiên độc yêu long rít gào nói. Trong thủy vực cuồn cuộn, lúc này thân thể của tiểu long giống như một con rồng nước nhanh chóng xẹt qua, phía sau nó có mấy đầu yêu thú lục giai đuổi theo không ngừng. Đám yêu thú chết tiệt này, chờ sau khi ta đột phá nhất định phải thu thập chúng nó. Tiểu long oán hận nói. Đã đuổi 3 ngày rồi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng vô cùng khó coi, mấy đầu yêu thú lục giai này quả thực đúng là kiên nhẫn. Liên tiếp đuổi bọn hắn 3 ngày không bỏ, tuy rằng tốc độ của tiểu long so với chúng nó nhanh hơn một chút. Thế nhưng đối với địa hình dưới đáy biển chúng nó vô cùng quen thuộc. Vì vậy tiểu long vẫn không thoát khỏi chúng nó, nhưng mấy đầu yêu thú lục giai này vẫn không ngừng rít gào, không thể không đuổi theo tiểu long. Cứ như vậy rằng co đã tròn 3 ngày rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên lo lắng nhất chính là chuyện đại điện Vũ Tinh, 3 ngày nay ở trong thủy vực cũng không biết đã tới chỗ nào, hắn cần phải nhanh chóng tới đại điện Vũ Tinh. Lão đại, phía trước có động tĩnh. Lúc này, thanh âm của Tiểu Long truyền tới. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, lúc này phía trước xuất hiện một địa phương vô cùng rộng rãi. Nếu ở bên trên thì cũng không có gì là kỳ quái cả. Thế nhưng ở dưới mặt nước cũng không phải địa phương bằng phẳng gì. Khắp nơi đều là đá ngầm, nham thạch hoặc là san hô các loại, thế như lúc này trước mặt hắn vô cùng trống trải. Lão đại, nơi này có chút quỷ dị. Thanh âm của Tiểu Long lại truyền tới. Sát khí thật mạnh mẽ. Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, trong thủy vực này, phía trước có một cỗ sát khí vô cùng lớn truyền tới, giống như phía trước có một đầu mãnh thú khủng khiếp đang ẩn nấp, khiến cho trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo. Ngao! Rốt cuộc cũng đuổi theo được các ngươi. Một tiếng gầm lớn vang lên, toàn bộ thủy vực lúc này nổi sóng, từng ngọn sóng trọng điệp khuếch tán về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, thủy vực này giống như một đập nước lớn xả lũ, một dòng nước lớn nhanh chóng bắn về hai bên, đồng thời thân thể to lớn của thiên độc yêu long xuất hiện trong thủy vực. Là thiên độc yêu long đuổi theo. Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, yêu thú kinh khủng này không ngờ lại đuổi kịp.
Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, ánh mắt nhìn về chung quanh. Siêu! Lúc này mặt nước cũng bắn về hai bên, thân thể trăm thước của Bạch Linh nhanh chóng nhảy ra. Đồng thời hóa thành một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Chung quanh thân ảnh xinh đẹp này được bao phủ bởi một tầng quang mang bạch sắc khiến cho nước không thể tiến gần. Bạch Linh, nàng không sao chứ? Lục Lâm Thiên dựa mắt nhìn qua Bạch Linh, cảm nhận khí tức trên người Bạch Linh lúc này hắn mới thở dài một hơi. Ta không sao. Nhìn Lục Lâm Thiên, Bạch Linh khẽ nói. Ta xem các ngươi còn chạy đâu nữa, lần này nhất định các ngươi phải chết. Hai mắt của Thiên Độc Yêu Long dữ tợn nhìn Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng, thế nhưng ánh mắt cũng liếc qua Tiểu Long. Đây là hải vực, ta không thể thắng nó. Nếu như đặt ở bên ngoài thì ta có thể ngăn cản nó. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói, trong mắt nàng lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng. Lục Lâm Thiên nhíu mày, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đánh đánh không lại, chạy cũng không xong. Lục Lâm Thiên tức thì trầm tư. Ca ca, hình như Thiên Độc Yêu Long không dám tiến lên. Trong khi Lục Lâm Thiên suy nghĩ, Lục Tâm Đồng dường như phát hiện điều gì nhanh chóng nói với Lục Lâm Thiên. Ồ, hình như đúng là như vậy. Lục Lâm Thiên nhíu mày nhìn vào Thiên Độc Yêu Long, còn có đám yêu thú lục giai khổng lồ phía sau. Lúc này đám yêu thú này lại không tiến đến, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc không ngớt. Trong vụ tinh hải, trước đại điện khổng lồ kia thân ảnh Lữ Tiểu Linh xuất hiện ở trong rừng rậm, chung quanh đều là đại thụ che trời, chu vi không có lấy một bóng người, bên trong vô cùng vắng vẻ. Lữ Tiểu Linh lập tức rút hai thanh đoản kiếm tinh xảo nắm vào trong tay, tâm thần tỏa ra. Đột ngột, cảnh tượng trước mặt Lữ Tiểu Linh biến đổi, lập tức xuất hiện một con đường bằng đá, chung quanh đều là hoa văn cổ kính, có thể nhìn thấy dường như chúng đã tồn tại từ rất lâu rồi, thế nhưng tất cả lại không có biến hóa gì. Cảnh giác nhìn con đường bằng đá này, Lữ Tiểu Linh do dự một chút rồi chậm rãi đi về phía trước. Sau một lát, cảnh tượng trước mắt nàng mở rộng, phía trước xuất hiện một cái sân rộng. Cái sân rộng này ước chừng 2 vạn thước, trên chiếc sân rộng này không có một vật nào, toàn bộ sân rộng do đá phiến tạo thành, giống nhau như đúc. Hình thái hoàn toàn không có chút khác biệt, đá phiến màu xanh mang theo một chút xám trắng, tỏa ra cảm giác tang thương. Trên sân rộng, Lữ Tiểu Linh nhìn thấy phía trước dường như có mấy đạo thân ảnh, linh lực trên ngừng tỏa ra, thân ảnh xinh đẹp lập tức bắn về phía trước. Khi thân ảnh Lữ Tiểu Linh dừng lại, nhìn chăm chú vào phía trước, nàng không khỏi hít sâu một hơi. Phù! Sau khi hít sâu, trong lòng Lữ Tiểu Linh không khỏi cảm thấy áp lực. Lúc này phía trước mặt nàng chính là đại điện khổng lồ kia. Lúc này Lữ Tiểu Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào đại điện này, cung điện khổng lồ có 9 cạnh. Mỗi một mặt có một bức tường chừng 6.000 trượng, bên trên có bí văn hiện lên. Đại điện đột ngột từ mặt đất hiện lên, khí thế không thể dùng 2 từ nguy nga để hình dung nữa. Cao thẳng tới tận trời, giống như chỉ có những ngôi sao mới có thể so độ cao được với nó. Cái tháp to lớn đứng sừng sững trong thiên địa, giống như chống đỡ trời cao vậy. Tiểu Linh tiểu thư, không nghĩ tới tốc độ của nàng cũng không chậm, chúng ta thật là có duyên. Thanh âm của Gia Cát Tử Vân truyền tới. Lúc này trên sân rộng tổng cộng có 3 người, mà Gia Cát Tử Vân chính là một người trong số đó. Ngươi cũng vậy. Lữ Tiểu Linh nói một tiếng. Nếu không phải vì quan hệ của Linh Thiên Môn và Lan Lăng Sơn Trang, nàng sẽ không thèm để ý tới Gia Cát Tử Vân này. Ánh mắt khẽ đảo qua 2 người còn lại, Lữ Tiểu Linh không khỏi nhíu mày. 2 người này Lữ Tiểu Linh cũng biết. Một người là đệ tử Hóa Vũ Tông, một người là đệ tử Hắc Sát Giáo, đều là kẻ có thiên phú rất mạnh. Tiểu Linh tiểu thư, hiện tại chúng ta có 4 người, còn thiếu 6 người, chờ sau khi đủ 10 người mới có thể mở ra. Nói không chừng còn phải chờ mấy ngày nữa, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Gia Cát Tử Vân dường như không để ý tới sự lãnh đạm của Lữ Tiểu Linh, vẫn vô cùng lấy lòng. Không cần ngươi nhọc lòng. Lữ Tiểu Linh không nhịn được mà nói. Vậy thì Tiểu Linh tiểu thư tự tiện vậy, ta đứng cùng Tiểu Linh tiểu thư là được rồi. Được bầu bạn với mỹ nữ giống như tiểu thư, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn một chút. Lữ Tiểu Linh cũng không để ý tới Gia Cát Tử Vân nữa, ánh mắt nàng nhìn về đại điện, trong lòng không ngừng chấn động. Đại điện yên tĩnh sừng sững đứng đó giống như một đầu thiên thú khổng lồ, có một cỗ khí tức chấn động nhân tâm lan tràn. Đối với việc mình tới sân rộng này, Lữ Tiểu Linh thậm chí còn không biết mình vào bằng cách nào, hoàn toàn là hồ đồ đi tới đây. Nàng cũng nghe phụ thân nói qua.
tới sân động là coi như có thể tiến vào đại điện, tương đương với việc thu được một phần cơ duyên. Chờ sau khi trên sân rộng xuất hiện đủ 10 người là lúc đại điện sẽ mở ra. Tới lúc đó mọi người mới có thể tiến vào tìm cơ duyên. Siêu. Lúc này có một đạo thân ảnh hạ xuống sân rộng, ánh mắt vô cùng chấn động nhìn vào đại điện. Người này xuất hiện khiến cho Lữ Tiểu Linh cùng với đám người Gia Cát Tử Vân không khỏi nhìn kỹ. Người tới chính là một thanh niên tóc dài, mặc một bộ hoa phục, vô cùng tuấn tú bất phàm, ánh mắt sáng sủa cũng mang theo cảm giác xa cách ngàn dặm. Nhìn người này, Lữ Tiểu Linh không khỏi nhướng mày. Ba người Gia Cát Tử Vân cũng vậy, người này bốn người bọn họ dường như đều không nhận ra. Mà lúc này nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây nhất định sẽ không khó nhận ra, người này chính là Lăng Thanh, thích nữ giả trang nam. Siêu siêu. Lúc này lại có một đạo thân ảnh hạ xuống, cũng là một thanh niên, tuổi chừng 25-26, vẻ mặt có chút âm lệ, người này nhìn về phía năm người rồi lập tức đứng sang một bên. Người này cũng coi như là người quen của Lục Lâm Thiên, chính là thiếu tông chủ Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông. Lúc này Tùng Bách Đào nhìn vào năm người, ánh mắt khẽ biến đổi, cũng không dám trêu chọc, dù sao mấy người ở đây đều có thực lực không kém. Sau người nhìn nhau một lát, chỉ có ánh mắt Lăng Thanh lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn năm người khác một cái rồi thôi. Sáu người lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, cùng đợi đại điện vụ tinh mở ra. Trong thủy vực, lúc này vẻ mặt Lục Lâm Thiên khẽ thả lỏng một chút, nhìn mấy đầu yêu thú không dám tới gần không khỏi suy nghĩ một chút. Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới có lẽ là bởi vì thủy vực quỷ dị này mới khiến cho đám yêu thú không dám tới gần. Các ngươi chạy không thoát đâu, lưu lại nhân loại tiên thiên độc thể cho ta. Những người khác có thể đi, thế nào? Thiên độc yêu long dùng đôi mắt như đèn LNG nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Thiên độc yêu long, có bản sự thì tới đây, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn thiên độc yêu long nói. Tiểu tử nhân loại. Ngươi có tin ta nuốt sống ngươi không? Thiên độc yêu long nhìn Lục Lâm Thiên, tức thì rít lên một tiếng. Lục Lâm Thiên nở nụ cười yếu ớt, xem ra thiên độc yêu long thực sự không dám tới gần, bằng không chỉ sợ đã sớm xuất thủ với bọn hắn. Bạch Linh, chúng ta đi vào. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói với Bạch Linh. Trong hải vực quỷ dị này thiên độc yêu long không dám tới gần, những yêu thú khác cũng không dám tới gần thì hắn mới có cơ hội thoát thân. Bằng không vẫn bị thiên độc yêu long như âm hồn không tan đuổi theo. Khi đó đừng nói là thoát thân, còn không đi vào được đại điện vụ tinh nữa. Nếu như vượt quá thời gian, vậy thì tổn thất của hắn sẽ vô cùng lớn. Nơi này có chút quỷ dị. Ánh mắt Bạch Linh nhìn hải vực quỷ dị phía sau, lúc này nàng cũng cảm giác được một chút nguy hiểm. Không có biện pháp, đành phải đánh bạc một lần. Lục Lâm Thiên cắn răng nói, thiên độc yêu long không dám tới gần nơi này. Không có nguy hiểm là chuyện không có khả năng. Thế nhưng lúc này chạy tới đại điện vụ tinh thì cũng đã chậm rồi. Nếu không thân quả thực sẽ không kịp, vì vậy Lục Lâm Thiên chỉ có thể cắn răng tiến vào hải vực quỷ dị này mà thôi. Được rồi, chúng ta vào xem thử vận khí tới đâu. Bạch Linh nói, thiên độc yêu long, chúng ta đi trước, người có bản lĩnh thì đuổi theo. Lục Lâm Thiên nói với thiên độc yêu long xong lập tức thân thể tiểu long trong nháy mắt bắn về phía trước. Hỗn đàn, các ngươi chết chắc rồi. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên tiến vào trong hải vực phía trước, thiên độc yêu long khẽ rít lên một tiếng khiến cho sóng biển cuồn cuộn, thế nhưng nó cũng không dám đi vào. Yêu vương, bọn họ tiến vào cấm địa rồi, làm sao bây giờ? Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên tiến vào cấm địa, một đầu yêu thú lục giai bên người thiên độc yêu long hỏi. Tiến vào cấm địa bất luận kẻ nào và yêu thú đều sẽ phải chết. Bọn chúng chết chắc rồi. Chỉ đáng tiếc nhân loại có tiên thiên độc thể kia, chết tiệt. Ngao. Thiên độc yêu long cả giận rít lên một tiếng. Thế nhưng cũng không thể tránh được, nó không dám tiến vào trong này. Nghe tiếng rít gào tức giận của thiên độc yêu long, Lục Lâm Thiên không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm lo lắng. Thiên độc yêu long không dám đuổi theo, nơi này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm vô cùng lớn. Lão đại, huynh mau nhìn phía trước có rất nhiều xương trắng. Tiến vào hải vực quỷ dị kia một lát, Tiểu Long kinh ngạc nói. Lục Lâm Thiên từ trên lưng Tiểu Long nhảy xuống, quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang mang. Thanh linh khải giáp được bố trí, đề phòng nguy hiểm bất ngờ. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, lúc này nhìn kỹ thì thấy hải vực chung quanh là một cái sân rộng lớn.
những địa phương khác dòng nước chảy qua gợn sóng, thế nhưng nơi này vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới dị thường, coi như là ở trong thủy vực lúc này, dòng nước chảy qua cũng vô cùng nhẹ nhàng. Sát khí thật mạnh mẽ. Khí Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước tức thì ánh mắt cả kinh. Trên sân rộng phía trước có vô số bộ xương trắng chồng chất lên nhau. Từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi bằng xương, vô cùng khổng lồ chừng trên vạn. Kích thước những bộ hài cốt này cũng không đồng nhất, có hài cốt bên trên còn năng lượng nhàn nhạt lưu động. Xương cốt bị thủy vực vùi lấp thế nhưng vẫn tràn ngập quang mang màu trắng vô cùng quỷ dị. Nhiều xương cốt thế này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác sởn tóc gáy. Nhìn vào đống xương trắng này, Bạch Linh không khỏi nhíu mày, nói nhỏ. Đều là hài cốt yêu thú, trong đó không hề thiếu hài cốt yêu thú lục giai. Rốt cuộc đây là địa phương nào? Lục Lâm Thiên trầm tư, nhìn đống bạch cốt này chỉ sợ đã có trên nghìn vạn yêu thú bị đánh chết ở đây, thảo nào đám thiên độc yêu long không dám tiến tới. Ở đây hình như có nguy hiểm. Tiểu Long thu nhỏ thân thể nhảy vào vai Lục Lâm Thiên. Đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh vô cùng cảnh giác. Cạch cạch. Lúc này, một cỗ năng lượng quỷ dị hiện lên, trên vạn bộ xương cốt kia lúc này bắt đầu di chuyển, không gian trong lúc mơ hồ cũng rung động. Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh đồng thời nhìn vào đám xương trắng kia, lúc này trong đống xương trắng dường như có năng lượng tỏa ra. Nhìn vào cảnh tượng này, đám người Lục Lâm Thiên tức thì cảnh giác. Oanh! Chỉ trong chốc lát, trong phiến thủy vực này đột nhiên run rẩy. Đống hài cốt trên vạn bộ kia vốn không có động tĩnh gì lúc này đột nhiên nổ vang một tiếng, một cỗ năng lượng quỷ dị bắt đầu ba động kịch liệt. Cạch cạch, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, lúc này trong đống xương trắng khổng lồ kia xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Đống xương trắng khổng lồ kia trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ, vô số xương trắng bay lượn giống như là bị một cỗ năng lượng thôn phệ, dưới năng lượng này ngưng tụ thành dị thú ba đầu bằng xương trắng vô cùng to lớn. Giống. Dị thú ba đầu bằng xương trắng lúc này rít lên một tiếng giống như thực chất, một cỗ uy áp tỏa ra. Phanh phanh. Thân thể dị thú ba đầu bằng xương to lớn này di động khiến cho toàn bộ sân rộng dưới thủy vực run rẩy. Dị thú ba đầu bằng xương trắng này đều có hai cái xương lớn tạo thành chân, thân thể cao lớn chừng vài trăm thước, cái cổ trên người cũng tới 200 thước, toàn thân không có gân cốt, hoàn toàn do xương cốt yêu thú tạo thành. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào dị thú ba đầu bằng xương trắng này không khỏi nhớ tới một loài khủng long kiếm sỉ, thân thể to lớn đứng trên sân rộng dưới thủy vực, không có mắt mũi, không có gân cốt, hoàn toàn là do xương trắng tạo thành, không có một chút sinh cơ nào cả. Mà nhìn vào dị thú ba đầu bằng xương trắng không có sinh cơ này, khóe mắt Lục Lâm Thiên không nhịn được mà giật giật. Trong lòng vô cùng chấn động, dị thú ba đầu bằng xương trắng này không có sinh cơ thế nhưng trên người lại tỏa ra khí tức khổng lồ vô cùng. Cỗ khí tức này so với khí tức trên người Bạch Linh còn mạnh hơn nhiều. Đây rốt cuộc là địa phương nào, không ngờ lại có thể khiến cho hài cốt yêu thú ngưng tụ, khiến cho tàn hồn yêu thú không tan. Sắc mặt Bạch Linh lần đầu tiên kinh hãi, cho dù là đụng độ với thiên độc yêu long nàng cũng không quá ngưng trọng, thế nhưng lúc này Bạch Linh đã hoàn toàn kinh hãi. Lão đại, ba đại gia hỏa này dường như rất lợi hại. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long nhấp nháy. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn sang Bạch Linh, dị thú ba đầu khổng lồ bằng xương cốt này không phải là thứ mà hắn có thể đối phó. Từ khí tức trên người bọn chúng, xem ra cũng không dưới thiên độc yêu long. Dị thú ba đầu bằng xương cốt này do trên vạn yêu thú ngưng tụ thành. Hội tụ năng lượng và tàn hồn của trên vạn yêu thú, thực lực tương đương với khôi lỗi cấp 7 sơ giai, cho dù ta liều mạng cũng chỉ có thể ngăn chặn được một đầu. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên. Trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Đối với lời nói của Bạch Linh, Lục Lâm Thiên không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Những hài cốt này ngưng tụ ra dị thú ba đầu, lại thêm tàn hồn của trên vạn yêu thú, không thể nghi ngờ chính là khôi lỗi. Lục Lâm Thiên không khỏi sợ hãi than đối với dị thú ba đầu bằng xương này. Đồng thời cũng phải sợ hãi than đối với địa phương vô cùng quỷ dị, có thể tạo thành loại hiện tượng này, nhất định có liên quan với địa phương quỷ dị này. Giống. Lúc này, dị thú ba đầu bằng xương rít lên một tiếng, khí tức quanh người kéo lên, dường như đã hoàn toàn thức tỉnh. Ba cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập, một cỗ sát khí xuất hiện khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi kinh hãi. Trong tàn hồn của những yêu thú này chỉ có giết chóc cơ bản nhất của yêu thú mà thôi, không có bất luận cảm tình gì. Thực lực cũng cực kỳ cường hãn, chúng ta thực sự phiền lớn rồi.
Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống rồi nói. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng tức thì cảm giác được khí tức giết chóc trong những khôi lỗi này, sát khí tràn ra khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Siêu siêu. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của một đầu dị thú trực tiếp đánh tới. Thân thể do xương cốt tạo thành không ngờ lại có tốc độ nhanh như thiểm điện, mặt đất dưới thủy vực rung động, dòng nước cuồn cuộn. Cái đuôi do xương trắng tạo thành mang theo kình phong sắc bén đánh về phía Lục Lâm Thiên. Cái đuôi bằng xương cốt nhanh chóng xẹt qua dòng nước, giống như một đầu thủy mãng đang di chuyển trong nước vậy. Cẩn thận, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Bạch Linh quát lên một tiếng, sắc mặt khẽ biến, đồng thời thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Thân ảnh bạo lược, yêu nguyên trong cơ thể trong khoảnh khắc bạo phát, y phục trên người tung bay. Lúc này Lục Lâm Thiên không có một chút do dự nào, trực tiếp lùi lại. Vừa rồi khi dị thú bằng xương cốt này đánh tới, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện cảm giác vô lực. Phanh phanh. Trong nháy mắt khi Lục Lâm Thiên lùi lại, Bạch Linh và dị thú bằng xương cốt kia đã giao thủ với nhau. Thanh âm cuồng bạo giống như sấm rền vang lên trong nước, tức thì tạo thành những cột nước lớn bắn lên cao. Siêu siêu. Thân thể Bạch Linh ngoài dự đoán của mọi người trong nháy mắt cũng bị đẩy lui. Thân thể trong màn nước bị đánh văng đi, nước bắn tứ tung. Siêu siêu. Không biết từ khi nào, đầu dị thú bằng xương trắng khổng lồ trong nháy mắt nhấc chân lên, một cỗ khí thế quỷ dị từ trong cơ thể bạo phát ra. Trên mặt sân rộng trong thủy vực đột nhiên xuất hiện một vết chân lớn. Dòng nước chảy cuồn cuộn, thân thể to lớn giống như một đầu cự long, bằng một tư thế mạnh mẽ bắn về phía Bạch Linh. Hừ. Bạch Linh khẽ quát một tiếng, hàn ý trong mắt lóe lên, thân ảnh xinh đẹp vừa mới đứng vững, cổ tay trong nháy mắt dương lên. Tức thì trong ống tay áo có một cái đuôi màu trắng dài mang theo kình phong sắc bén đánh về dị thú bằng xương khổng lồ kia. Đầu dị thú bằng xương khổng lồ kia hoàn toàn không biết tránh né, thế nhưng lúc này cái đuôi lớn kia cũng quét ngang ra, lập tức cùng với cái đuôi dài của Bạch Linh va chạm vào với nhau. Phanh phanh, thanh âm bạo liệt lần thứ hai nổ tung, dòng nước giống như có một cơn lốc quét ngang qua, trên cái đuôi lớn này dường như có một lực lượng vô cùng lớn. Chỉ trong nháy mắt. Cái đuôi của Bạch Linh bị đánh bật lại, một cỗ kình phong sắc bén khuếch tán ra chung quanh. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng này, quang mang trên người Bạch Linh chợt lóe, thân ảnh xinh đẹp tức thì bị đẩy lui về phía sau. Quang mang trên người ảm đạm, kinh khí chút xuống, hóa thành thác nước đổ xuống người nàng. Bạch Linh. Lục Lâm Thiên gần Bạch Linh nhất, lúc này nhanh chóng bắn về phía Bạch Linh. Trong tay đánh ra một đạo lam quang, trong nháy mắt hóa thành thủ ấn bằng năng lượng. Nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang bị đẩy lùi của Bạch Linh. Tiếp theo, Lục Lâm Thiên cũng đã xuất hiện ở bên người Bạch Linh. Mà lúc này Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh, trên người nàng trong nháy mắt y phục màu trắng đều bị ướt dẫm. Y phục dán sát vào đường cong linh lung, ngọc thể như ẩn như hiện, nhìn qua cực kỳ động tâm. Bờ mông vỉnh, eo thon tinh tế, vóc dáng cực kỳ xinh đẹp mê người, đặc biệt là dưới tình cảnh như ẩn như hiện, càng khiến cho trong đầu Lục Lâm Thiên không khỏi biến đổi liên tục. Ngươi còn nhìn, nhanh nghĩ biện pháp chạy. Bạch Linh hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, quang mang màu trắng quanh thân chợt lóe, y phục nhanh chóng được hong khô, quanh thân lại được quang mang bao phủ, vừa rồi nàng chỉ bị kình khí đánh vào, bị một chút ám thương mà thôi. Giống giống. Đầu dị thú khổng lồ cuối cùng trong nháy mắt cũng đánh về phía này, một đầu đánh về Lục Lâm Thiên, một đầu khác đánh về phía Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, Tiểu Long, hai người cẩn thận. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến. Huyết lục nhanh chóng xuất hiện trong tay, lúc này hắn không có thời gian thi triển liệt không cửu kích, trực tiếp dùng một đao bổ về phía dị thú bằng xương cốt đang công kích Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Ngao! Trên huyết lục truyền đến một tiếng giống như long ngâm, mang theo một cỗ uy áp, thanh âm xuyên thấu không gian, một đạo huyết sắc quang mang tức thì được đánh ra. Huyết sắc quang mang tạo thành một đường vòng cung phá không. Nơi đao mang đi qua, nước trong hải vực trực tiếp bị tách ra, sóng nước hai bên cuồn cuộn. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, nghe thấy thanh âm giống như long ngâm của Tiểu Long vang lên, dị thú ba đầu khổng lồ bằng xương cốt liền run lên, dường như vô cùng kiêng kỵ, thân thể khổng lồ đứng im không nhúc nhích nữa. Siêu! Trong nháy mắt, đao mang trực tiếp đánh vào trên người đầu dị thú đang công kích về phía Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Cạch cạch! Một tiếng lách cách vang lên. Đồng thời hơn 10 cái xương trên người dị thú khổng lồ này bị chém đứt. Thế nhưng cũng chỉ vậy không hơn.
Một đao cường hãn cũng chỉ có đánh rơi mấy cái xương trên người dị thú mà thôi. Đao hồn quang nhận. Tiếp theo, thủ ấn Lục Lâm Thiên được kết, linh lực trong người bạo phát ra, trong tay trái có một đạo hồng sắc quang mang được ngưng tụ. Miệng Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, thủ ấn trong tấy đẩy về phía trước, một đạo quang mang tức thì được đánh ra. Đạo quang mang giống như mặt trăng tàn trong nháy mắt phá vỡ dòng nước tức thì khiến cho không gian rung động, kình khí rít gào trong thủy vực tạo thành thanh âm bạo liệt. Đao mang mang theo một đám tàn ảnh xinh đẹp cùng với lực lượng sắc bén vô cùng khuếch tán về phía trước. Ngay sau đó, đao mang trực tiếp đánh vào trên đầu dị thú kia. Thế nhưng dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng, thân thể khổng lồ của dị thú bằng xương kia không có chút lay động nào. Vô số xương cốt từ trên thân thể rơi xuống mặt đất, lập tức bị sóng nước cuồng bạo cuốn về phía xa. Giống. Lúc này, Tiểu Long rít lên một tiếng, thân thể cao lớn trong nháy mắt mở rộng, một cỗ uy áp lan tràn, dưới uy áp này, dị thú ba đầu khổng lồ lại tiếp tục bị áp chế. Siêu. Linh lực quanh người Lục Tâm Đồng lúc này cũng bùng lên, một cỗ hắc vụ được bao phủ quanh thân, chuẩn bị động thủ. Tàn hồn của những yêu thú này đối với yêu hoàng khí trên người Tiểu Long cảm thấy e ngại, chúng ta có biện pháp rồi. Bạch Linh lập tức nói. Tiểu Long, thả khí tức ra, chúng nó sợ yêu hoàng khí trên người đệ. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói. Vừa rồi từ huyết lục hắn có thể nhận ra dị thú ba đầu này đối với khí tức của Tiểu Long cực kỳ e ngại, kiêng kỵ. Dị thú ba đầu này chỉ là những tàn hồn mang theo bản năng mà thôi. Tuy rằng những tàn hồn này ngưng tụ lại với nhau, thế nhưng tất cả đều là những yêu thú huyết mạch không cao. Vì vậy đối với khí tức trên người Tiểu Long vẫn vô cùng e ngại. Ngao! Tiểu Long lại gầm lên một tiếng giống như long ngâm. Thân thể to lớn lúc này xoay quanh, trong nháy mắt bảo vệ Lục Tâm Đồng, Bạch Linh còn có Lục Lâm Thiên vào bên trong. Ô! Lúc này trong toàn bộ hải vực quỷ dị đột nhiên vang lên một tiếng sắc bén. Thanh âm bén nhọn này vô cùng quỷ dị, quanh quẩn trong thủy vực, khiến cho màng tai đám người Lục Lâm Thiên không khỏi đau nhức. Lúc thanh âm biến mất thì đột nhiên có một cảnh quỷ dị xảy ra, ba đầu dị thú bằng xương cốt khổng lồ kia trong nháy mắt toàn thân run rẩy, thân thể cao lớn nhanh chóng rơi lả tả thành một đống xương cốt. Chuyện gì xảy ra? Lục Lâm Thiên nghi hoặc không ngớt. Vừa mới nói xong thì đột nhiên sóng nước chung quanh cuồn cuộn, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu lan tràn. Cẩn thận! Thanh âm mang theo sự cảnh giác của Bạch Linh vang lên. Siêu siêu! Bạch Linh vừa mới dứt lời cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Khung cảnh vừa xuất hiện trước mắt mọi người lập tức biến mất. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái sân rộng thật lớn, nước xung quanh sân rộng đã bị cách ly. Thủy vực bị một lực lượng vô hình đẩy ra ngoài, quay chung quanh sân rộng. Giống như một vùng đất giữa lòng nước vậy. Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Tiểu Long chui ra khỏi dòng nước. Thân thể xuất hiện trên sân rộng. Lúc này dòng nước phía sau chỉ hơi ba động một chút mà thôi, cũng không tràn vào sân rộng. Mà ở phía trước, Lục Lâm Thiên nhìn thấy một bức tường thành khổng lồ vô cùng lớn, cao vọt lên khỏi mặt nước, ước chừng mấy nghìn trượng, bên trên có bí văn mờ nhạt. Một cỗ khí tức viễn cổ thê lương truyền ra khiến cho đám người Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như đang nhìn thấy một đầu thiên thú đang phủ phục dưới đất vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề như có tảng đá đè xuống, trái tim muốn nhảy lên cũng khó. Ánh mắt nhìn kỹ vào bức tường, không khó để nhận ra đây là một đại điện hình tháp. Trước mặt hắn chỉ là một bức tường mà thôi, đại điện này quá lớn, khí tức khiến cho người ta cảm thấy áp lực không gì sánh được. Dường như nó ở nơi này đã có hàng tỷ năm vậy. Nơi này giống như mãi trường tồn, thâm trầm, khí tức cổ xưa thê lương từ nơi này tràn ngập ra khiến cho Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng đại điện này vô cùng bất phàm. Lục Lâm Thiên, Bạch Linh nhìn nhau, không dám đi tới gần. Hai người không biết trong này liệu có nguy hiểm gì xuất hiện hay không. Ầm ầm, ngay khi Lục Lâm Thiên không dám tiến lên, trong cái sân rộng quỷ dị này đột nhiên rung động, màn nước phía sau bắt đầu rung động theo. Đại điện vốn không hề có động tĩnh gì đột nhiên truyền ra dao động rất nhỏ, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên. Trên bức tường cao lớn kia, đám bí văn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một đạo lưu quang hiện lên mang theo tiếng nổ vang. Trong mắt Lục Lâm Thiên, bức tường cao mấy nghìn trượng trong nháy mắt xuất hiện một cửa đá mấy chục thước, bên trong có một thông đạo trắng xóa. Ầm ầm. Lúc này, trước mặt Lữ Tiểu Linh, trên sân rộng trước mắt, đại điện khổng lồ kia bắt đầu run rẩy. Toàn bộ mặt đất bắt đầu lay động, 6 người lập tức đứng dậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người,
bí văn trên đại điện khổng lồ không ngừng chớp động rồi có một cánh cửa đá to lớn hiện lên, một thông đạo trắng xóa xuất hiện trong mắt sáu người. Đại điện vụ tinh mở ra rồi. Nhìn thấy màn này, trong lòng sáu người không khỏi run rẩy, thế nhưng cũng vô cùng nghi hoặc. Từ tin tức mọi người biết được, cần phải có 10 người đồng thời tiến lên mới có thể tiến vào đại điện vụ tinh, thế nhưng hiện tại mới có 6 người. Sao đại điện này đã mở ra rồi, điều này khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng khi đại điện mở ra lập tức có từng đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào, phóng qua thông đạo màu trắng kia. Dường như mọi người sợ đại cơ duyên bên trong sẽ bị người khác nhanh chân tới trước. Mà ra Cát Tử Vân kia cũng không đợi Lữ Tiểu Linh, nhanh chân dẫn đầu đám người tiến vào thông đạo. Tiểu lừa gạt, sao ngươi lại không tới được đây? Lữ Tiểu Linh nhìn vào thông đạo trắng xóa trước mắt, ánh mắt có chút chờ mong, lại có chút thất vọng. Một lát sau, thân ảnh cũng tiến vào trong đó. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh cũng hiện lên chút nghi hoặc. Ngay sau đó thân ảnh nhoáng lên rồi tiến vào trong thông đạo. Lão đại, chúng ta có đi vào không? Trong thủy vực, thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này vẫn không ngừng cảnh giác nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn vào thông đạo trắng xóa trước mắt lóe lên bất định. Phía sau đã không còn đường lui, chúng ta đi vào. Lục Lâm Thiên cắn răng nói, đường ở phía sau đã biến mất không thấy, lúc này ba mặt bị nước bao quanh, chỉ có một cái thông đạo trắng xóa trước mặt mà thôi. Lục Lâm Thiên không phải là người qua quýt, cho dù mạo hiểm cũng không đơn giản mà tới. Lục Lâm Thiên quyết định như vậy là bởi vì trong lúc vô hình Lục Lâm Thiên cảm giác được có một cỗ khí tức quen thuộc với hắn. Trong đại điện này có một cỗ khí tức vô hình mà quen thuộc, thế nhưng khí tức này quá mức mờ ảo khiến cho Lục Lâm Thiên không thể nhớ ra. Giống như là trên đường đi tới đây, mỗi người đều có một loại khí tức khác nhau. Lục Lâm Thiên nghĩ mãi cũng không phát hiện ra đây là khí tức của ai. Cho nên, sau khi Lục Lâm Thiên xác định trong đại điện có khí tức quen thuộc với hắn, không biết hắn đã thấy khí tức này ở nơi nào, trong lúc nhất thời cũng không thể nhớ tới. Vào xem cũng tốt, ta có cảm giác nơi này có khí tức quen thuộc dường như đang kêu gọi ta. Bạch Linh khẽ cau mày, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước rồi nói. Tâm Đồng, Tiểu Long, các ngươi cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng và Tiểu Long, ít nhiều trong lòng hắn bây giờ vẫn có chút lo lắng. Vâng, Lục Tâm Đồng gật đầu. Linh lực quanh người nhanh chóng bùng lên, hắc mang nhàn nhạt lập tức bao phủ cơ thể. Lão đại, yên tâm đi, muốn làm đệ bị thương cũng không dễ. Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ rồi nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào thông đạo. Đi, Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi lập tức đi vào trong thông đạo. Quanh thân bố trí thanh linh khải giáp, Lục Lâm Thiên không dám có chút sơ ý nào, để phòng nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Thân thể ba người một thú nhanh chóng đi vào trong thông đạo màu trắng, trong nháy mắt biến mất. Mà thân ảnh vừa mới tiến vào trong thông đạo màu trắng kia, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được có một cỗ hấp lực vô cùng lớn khiến cho hắn không thể phản kháng. Không xong. Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh hãi, chân khí trong cơ thể muốn bạo phát ra để phản kháng. Thế nhưng Lục Lâm Thiên mới giật mình nhận ra, chân khí trong cơ thể hắn lúc này vô lực, giống như là uể oải. Không có một chút tác dụng nào, dường như là biến mất vậy. Mà bản thân hắn trực tiếp bị cỗ hấp lực hút vào. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra thân thể mình đã bắt đầu ổn định. Đây là một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ, cảm giác dường như vừa mới tỉnh dậy sau một thế kỷ, hoặc giả có thể chỉ là một giây. Tâm Đồng, Tiểu Long, Bạch Linh, Lục Lâm Thiên ổn định thân thể rồi nhanh chóng nhìn qua chung quanh. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng với Bạch Linh vừa rồi mới cùng nhau tiến vào đã biến mất không thấy. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh hãi, ngay cả huyết khế trong đầu của hắn đã mất đi liên hệ với Tiểu Long. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có biện pháp, thu hồi tâm thần, thầm nghĩ có lẽ Tâm Đồng và Tiểu Long, Bạch Linh cũng gặp phải tình huống giống như mình, bị đưa tới một chỗ khác có một mình. Nơi quỷ dị như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi ngó nghiêng xem xét chung quanh. Đây là một đại điện to lớn, diện tích khổng lồ, chỉ sợ chừng mấy nghìn thước. Đại điện trống không, không có một vật nào. Bốn phía có vết tích loang lổ, một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập đại điện. Bên ngoài đại điện có một cánh cửa bằng gỗ, tia sáng bên ngoài chiếu vào. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi lập tức tiến về phía trước mở cửa ra. Cạch! Tiếng mở cửa vang lên. Đại môn được mở ra tức thì có một cỗ quang mang chói mắt chiếu tới, vô cùng hỗn loạn,
còn có năng lượng thuộc tính bàng bạc. Mắt híp lại, Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước. Đây là một gian mật thất lớn, trong đó cũng tràn ngập năng lượng thuộc tính tinh thuần. Mà trong mật thất lúc này dường như có năng lượng thuộc tính tinh thuần trong thiên địa, vô cùng vô tận. Trong đám năng lượng thuộc tính này, phong, hỏa, thủy, địa, mộc, các hệ đều có. Mấy đạo năng lượng thuộc tính tinh thuần lúc này nhanh chóng xoay quanh người Lục Lâm Thiên. Lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm xoay tròn. Đây không phải là năng lượng thuộc tính trong thiên địa bình thường, mà là năng lượng thuộc tính tinh thuần nhất. Bị đám năng lượng thuộc tính bao vây, Lục Lâm Thiên nhanh chóng cảm giác được toàn thân có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Ngay cả âm dương linh vũ quyết trong cơ thể cũng không tự chủ được mà vận chuyển, theo âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, những năng lượng thuộc tính tinh thuần nhất trong thiên địa lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên rồi hóa thành chân khí. Loại cảm giác này khiến cho Lục Lâm Thiên liên tưởng tới khi trước ở trên đại hội tông môn ở Quỷ Vũ Tông. Trong tam hệ ngũ hợp trận kia, năng lượng thuộc tính mà hắn thôn phệ lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng khiến cho hắn liên tục đột phá. Năng lượng thiên địa này quả thực đậm đặc, có lẽ rất nhanh sẽ đột phá tới vũ xuất và linh xuất. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, âm dương linh vũ quyết vận chuyển, bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng thuộc tính đậm đặc này. Quanh thân trong nháy mắt được bao phủ bởi một vòng quang mang. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên lúc này năng lượng thuộc tính bàng bạc nhanh chóng hội tụ tới. Dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết nhanh chóng hóa thành chân khí tinh thuần nhất. Trong đan điền, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được vũ đan của mình đang nhanh chóng xoay tròn, chân khí tinh thuần đang không ngừng tiến vào bên trong vũ đan. Chân khí trong đan điền hóa thành vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn. Trong kinh mạch lúc này năng lượng thuộc tính bàng bạc liên tục chạy qua. Dưới sự luyện hóa khiến cho cơ thể Lục Lâm Thiên cũng được đề thăng, một cảm giác sảng khoái không nói nên lời xuất hiện trong lòng Lục Lâm Thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên đang chờ đợi đột phá cánh cửa vũ xuất, dưới năng lượng thuộc tính tinh thuần bàng bạc không ngừng tiến vào, hắn muốn đột phá vũ xuất hầu như là chuyện trong khả năng. Tốc độ luyện hóa năng lượng này so với luyện hóa chân khí còn nhanh hơn một chút. Nhanh chóng có thể chuyển thành chân khí tinh thuần trong cơ thể. 3 ngày sau, Lục Lâm Thiên cảm giác được chân khí trong đan điền của mình đã gần tới trạng thái no đủ. Bên ngoài, năng lượng thuộc tính đang không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể, sau khi bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa trực tiếp tiến vào trong đan điền của hắn. Trong đau điền, rốt cuộc lúc này đã tới trạng thái no đủ. Đan điền đã tới cực hạn chứa đựng chân khí, một tiếng trầm muộn vang lên. Chân khí bàng bạc bắt đầu nổ tung trong đan điền. Phanh! Đột nhiên diện tích trong đan điền được mở rộng, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được khí tức của mình đang nhanh chóng kéo lên. Cùng với năng lượng thiên địa vô hình không ngừng tiến vào trong đó, hắn đã đột phá vũ xuất. Giờ phút này toàn thân hắn có cảm giác thoải mái không nói nên lời, chân khí bàng bạc trong cơ thể khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thấy mê man, đây mới là lực lượng. Chân khí bàng bạc trong đan điền hắn lúc này giống như một con sông lớn, cuồn cuộn không ngừng. Siêu! Cùng với chân khí đột phá, Lục Lâm Thiên có cảm giác linh lực trong đầu mình cũng liên tục ba động, linh lực của hắn đã sớm đạt tới cấp bậc linh tướng cửu trọng đỉnh phong, lúc này theo chân khí đột phá bắt đầu đột phá theo. Phanh! Linh lực trong đầu cuồn cuộn, một tiếng trầm muộn vang lên. Không gian trong đầu cũng được mở rộng không ít, giờ phút này. Có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đang nhanh chóng hội tụ tới. Linh xuất rồi sao? Cảm nhận biến hóa trong đầu mình, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi hưng phấn. Hắn biết, giờ phố này vô luận là tâm thần hay linh lực của bản thân đều được tăng cường một mảng lớn. Siêu siêu! Lúc này, năng lượng thuộc tính bàng bạc còn đang tiếp tục tiến tới. Năng lượng thuộc tính chen chúc tiến vào khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác thực lực của mình sẽ không ngừng tăng thêm. Quá trình tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, có lẽ đột phá vũ xuất nhị trọng cũng sẽ rất nhanh mà thôi. Loại tốc độ đột phá này giống như bay, có thể nhìn thấy rõ ràng mình đang đột phá, điều này đối với vũ giả mà nói có thể nói là mê hoặc chí mạng. Vừa mới đột phá linh xuất và vũ xuất, từ vũ tướng tới vũ xuất là một cửa ải lớn. Khí tức chưa ổn định không thể tiếp tục đột phá. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới một vấn đề đáng sợ, chính mình không thể tiếp tục đột phá. Nếu như tiếp tục đột phá căn cơ sẽ không ổn định, đối với tu luyện sau này tuyệt đối có hại cực lớn. Thế nhưng loại tốc độ tu luyện như thế này nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này vậy thì hắn sẽ không còn gặp lại trường hợp như thế nữa. Bỏ hay không, Lục Lâm Thiên không ngừng do dự.
Sau khi đạt tới vũ xuất, hắn muốn đột phá thì cũng chỉ có thể thôn vệ vũ giả vũ xuất và yêu đan của yêu thú lục giai mà thôi. Năng lượng cần thôn vệ càng lúc càng lớn. Vì vậy muốn đột phá một trọng so với lúc còn ở vũ tướng thì còn khó hơn nhiều. Khi đó muốn tìm cơ hội đột phá như thế này sẽ cực kỳ khó khăn. Có bỏ mới có nhận. Lục Lâm Thiên cắn răng, không thể tiếp tục đột phá, bằng không căn cơ của hắn sẽ bị hao tổn, cho dù sau này đột phá chậm một chút thế nhưng đối với căn cơ của hắn lại là điều tốt nhất. Thu. Khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên mạnh mẽ đình chỉ tu luyện, năng lượng thiên địa quanh người lúc này mạnh mẽ bị cách ly. Siêu. Tất cả tức thì yên lặng, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt hiện lên. Khí tức trên người lúc này so với khi trước đã mạnh hơn gấp bội. Cạch. Lúc này, trong mật thất nhiên xuất hiện một vòng quang mang, sóng gợn khuếch tán ra chung quanh. Chẳng lẽ lại là một thông đạo? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào quang mang, hơi do dự một chút. Sau đó lập tức tiến vào bên trong quang mang. Mà ngay khi tiến vào trong quang mang, trước mắt Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện một mảnh núi non vô biên, liên miên. Phanh phanh. Lúc này, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nghe được thanh âm bạo liệt, còn có tiếng chém giết truyền tới. Ca ca, nhanh cứu muội. Lúc này, đột nhiên một thanh âm rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên tức thì run lên, lúc này trong tiếng chém giết phía trước, thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện. Lúc này Lục Tâm Đồng đang bị một vũ xuất nhất trọng truy sát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Muốn chết. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên tức giận ngập trời. Đối với Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên vô cùng thương yêu, là một trong những người hắn luôn một mực che chở. Đây cũng là nghịch lân của Lục Lâm Thiên hắn. Lúc này thấy Lục Tâm Đồng bị thương nặng, lại bị truy sát, Lục Lâm Thiên không nhịn được nữa. Sát khí bạo phát, không có một chút do dự nào, thân thể trực tiếp bắn về phía trước đem theo một đạo trưởng ấn đánh về phía vũ xuất nhất trọng kia. Thiên thủ liệt cương ấn. Gầm lên một tiếng, trưởng đánh ra khiến cho toàn bộ không gian rung động. Lúc này một đạo trưởng ấn mang theo năng lượng đáng sợ khuếch tán. Chân khí bạo phát, rõ ràng là vũ khí hoàng cấp cao giai, thế nhưng Lục Lâm Thiên có cảm uy thế của nó đã tới vũ khí huyền cấp, có lẽ do hắn hiện giờ có thực lực vũ xuất cho nên uy lực khi thôi động cũng không giống khi trước. Phanh! Dưới trưởng ấn, không gian như nứt ra, vũ xuất nhất trọng kia trong nháy mắt bị đánh trúng, hóa thành huyết vụ. Ca ca, bọn họ muốn giết muội. Lục Tâm Đồng sợ hãi trốn sau lưng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này phía trước xuất hiện không ít thân ảnh đang nhanh chóng tiến về đây. Yên tâm, có ca ca ở đây rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, sát ý bạo phát. Đối mặt với một đám thân ảnh đang lao tới, chân khí run lên, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Tất cả chết đi. Quát khẽ một tiếng, Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng. Thủ ấn kết xuất, từng đạo trưởng ấn trực tiếp được đánh ra mang theo kình phong kinh khủng xuyên thấu không gian bắn về phía trước. Lúc này cảm nhận thực lực của mình, Lục Lâm Thiên nghĩ có lẽ hiện tại hắn muốn đánh giết vũ xuất tứ trọng, ngũ trọng cũng không phải quá khó khăn. Trưởng ấn đánh ra, kình khí khuếch tán, trong đám thân ảnh đông nghịt kia lúc này đám người phía trước trực tiếp bị đánh bay. Chết đi! Lục Lâm Thiên quát, sát ý ngập trời tuôn ra. Lúc này hắn đã giết tới đỏ mắt. Từng đạo trưởng ấn, quyền ấn, linh hồn công kích đều bao phủ trong khu vực này. Một đường đi tới không ai có thể kháng cự. Một đám huyết phụ tuôn ra, thi thể trên mặt đất chồng chất như núi nhỏ. Mà chuyện này khiến cho sát ý trong lòng Lục Lâm Thiên tăng thêm. Những người này dám đối phó với Tâm Đồng tuyệt đối không thể buông tha. Một người hắn cũng không tha. Phanh phanh. Từng đạo công kích được đánh ra, Lục Lâm Thiên cảm giác dường như lúc này hắn có lực lượng vô cùng vô tận. Dùng mãi không hết. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ được điên cuồng tuôn ra. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Chỉ sau một lát, đoàn người đông nghịt chừng hơn 1.000 người trực tiếp bị đánh chết. Quanh thân Lục Lâm Thiên tràn ngập máu me, sát khí ngập trời, hai mắt đỏ hồng. Nhìn xuống vô số thi thể, Lục Lâm Thiên không có một chút thương hại nào, dám động tới người thân của hắn vậy thì một người cũng không thể tha. Tâm Đồng, muội thế nào rồi? Lục Lâm Thiên đi tới trước người Lục Tâm Đồng rồi lo lắng hỏi. Ca ca, muội không sao. Lục Tâm Đồng nói xong vô cùng thân thiết chạy tới. Ngươi không phải Tâm Đồng, ngươi không phải, ngươi là ai? Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức biến đổi. Trong lòng dường như đã thấy thứ gì đó,
chuyện này dường như có chút không thích hợp. Không ngờ lại dùng ảo cảnh tới lừa ta, là ai? Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, vẻ đỏ hồng trong mắt liền ảm đạm, khôi phục sự trong suốt vốn có. Lúc này thân ảnh Lục Tâm Đồng biến mất, có một đầu dị thú dữ tợn đang nhanh chóng tiến tới. Ảo cảnh mà thôi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, đối mặt với cự thú dữ tợn này hắn không có một chút cử động nào. Cái này giống như trong tiên cảnh của Vân Dương Tông, vô cùng giống. Phanh! Trong chớp mắt, đầu dị thú dữ tợn mang theo thú uy mạnh mẽ đánh về phía Lục Lâm Thiên. Không gian vặn vẹo, cuối cùng cái miệng lớn của nó nhanh chóng mở ra. Siêu su! Đầu dị thú dữ tợn trong nháy mắt biến mất. Không gian chung quanh nhanh chóng hóa thành dòng xoáy xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Đồng thời Lục Lâm Thiên cảm thấy hoa mắt, nhanh chóng hồi phục tinh thần lại. Lúc này hắn đã xuất hiện ở trong đại điện rộng lớn khi trước. Siêu! Lục Lâm Thiên cảm thấy lạnh lẽo, trong đầu hoảng hốt. Mà sau khi hắn phục hồi tinh thần lại, trong lòng không khỏi suy nghĩ rồi cười khổ một tiếng. Hóa ra tất cả những thứ hắn thấy mấy hôm nay đều là ảo cảnh, từ sau khi hắn tiến vào đại điện này vẫn là ảo cảnh. Ngay cả việc hắn đột phá vũ xuất linh xuất cũng là ảo cảnh. Thực lực hiện tại của hắn vẫn là vũ tướng cửu trọng trung kỳ. Tu vi linh lực vẫn là linh tướng cửu trọng đỉnh phong. Ta kháo, làm ta cao hứng một hồi. Lục Lâm Thiên thầm mắng một câu, nếu như hắn đột phá thật giống như ở trong ảo cảnh thì tốt bao nhiêu. Thực lực của vũ xuất quả thực mới được coi là cường giả chân chính. Vũ tướng nhiều nhất chỉ được coi là hòn đá đặt chân trên đường cường giả mà thôi. Không tới vũ xuất không tính là cường giả. Tiếp tục đánh giá đại điện này giống như khi trước, chỉ khác một cỗ là không có cánh cửa gỗ kia mà thôi. Bốn phía toàn bộ là bức tường, phong bế hoàn toàn, không có một thông đạo nào cả. Đây rốt cuộc là chỗ nào, quả thực vô cùng quỷ dị. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đánh giá chung quanh, thế nhưng cũng không tìm được lối ra. Trong một nơi tại rừng rậm viễn cổ, một cỗ khí tức quỷ dị truyền tới, một thân ảnh màu trắng xinh đẹp xuất hiện ở trong đó, người này chính là Bạch Linh. Nhìn chung quanh, khuôn mặt Bạch Linh hiện lên vẻ ngưng trọng, lập tức đi tới phía trước. Dọc đường đi Bạch Linh xuyên qua rừng rậm viễn cổ, thân ảnh như bay. Dường như nàng cảm ứng được điều gì, không ngừng nhanh chóng đi về phía trước. Mấy canh giờ sau, lúc này không biết đã đi được bao xa, thân ảnh Bạch Linh dừng lại, dường như đã nhận ra được cái gì đó, sắc mặt nàng không khỏi biến hóa, ánh mắt quyến rũ không ngừng nhìn chung quanh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong chốc lát, sắc mặt Bạch Linh càng ngày càng ngưng trọng đột nhiên nhìn về phía cây đại thụ che trời ở trung tâm, ánh mắt chợt lóe, thân thể hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía trước. Siêu! Bạch quang trong nháy mắt đáp xuống cây đại trời, tức thì năng lượng khuếch tán, một mảnh quang mang chói mắt đột nhiên từ trên cây đại thụ che trời hiện lên. Lúc quang mang chói mắt này xuất hiện, chỉ giống như một điểm sáng nhỏ. Trong nháy mắt hóa thành một vòng quang mang màu trắng lớn bao phủ không gian chung quanh, kể cả Bạch Linh cũng bị bao phủ ở bên trong. Quang mang màu trắng này chừng trăm thước, không gian chung quanh nó trực tiếp vặn vẹo, vô cùng quỷ dị. Thân thể xinh đẹp của Bạch Linh run lên, trong quang mang này có một cỗ khí tức khiến cho máu nàng vận chuyển nhanh hơn, khí tức này khiến cho nàng cảm thấy áp lực. Khí tức rất quen thuộc, chẳng lẽ là... Sắc mặt Bạch Linh cực kỳ ngưng trọng, đôi mắt xinh đẹp trầm xuống. Thủ ấn lập tức biến đổi, cuối cùng cánh tay vung lên, miệng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu được phun ra, trong mi tâm Bạch Linh có một đạo quang mang bắn tới tay nàng. Thủ ấn không ngừng biến hóa quỷ dị. Cuối cùng ngụm máu trong tay hóa thành một hình thái giống như cửu vĩ yêu hồ, vô cùng mê người, sống động giống như vật còn sống vậy, so với bản thể của Bạch Linh giống như đúc. Lấy máu tươi làm vật dẫn, tinh hồn dẫn dắt, mở ra phong ấn của tộc ta. Trong miệng Bạch Linh quát khẽ một tiếng, ngụm máu mang hình thái cửu vĩ yêu hồ bắn về quang mang màu trắng kia. Máu tươi đánh vào, không gian chung quanh tức thì run rẩy, quang mang màu trắng chung quanh cũng rung động. Chỉ trong nháy mắt, bạch quang mở rộng, một cỗ khí tức chấn động nhân tâm truyền ra. Ngao! Một tiếng gầm trầm thấp từ trong quang mang màu trắng truyền ra. Tiếng gầm này khiến cho toàn thân Bạch Linh lại run rẩy, quang mang màu trắng này trong nháy mắt hóa thành một quang cháo. Lúc này Bạch Linh không có chút do dự nào, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe nhanh chóng tiến vào trong quang cháo. Thân thể sau khi tiến vào, quang cháo khẽ ba động một chút rồi biến mất không thấy. Ngay cả quang mang màu trắng kia cũng biến mất không còn tung tích.
Siêu. Ngay khi Bạch Linh tiến vào trong quang cháo kia, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện bắn tới. Quang mang vừa thu lại, thân ảnh hiện lên, người này chừng 27-28 tuổi. Nếu Lữ Tiểu Linh ở đây thì nhất định có thể nhận ra, đây là một đệ tử của Hóa Vũ Tông, người này có thực lực vũ xuất nhất trọng. Người thanh niên này nhìn chung quanh có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không phát hiện ra điều gì, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Khi Bạch Linh tiến vào đoàn quang cháo kia, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Khi thị giác nàng khôi phục thì cảnh tượng trước mắt đã không giống khi trước. Đây là một cái sân vô cùng rộng, bốn phía đều là cảnh đổ nát thê lương. Vốn đây có lẽ là một kiến trúc vô cùng lớn, thế nhưng lúc này lại đổ nát, có một cỗ khí tức thê lương tràn ngập như chứng minh nơi này đã tồn tại không biết bao lâu. Cái sân này rộng chừng mấy vạn thước, trong đó đá vụn chồng chất tạo thành một tàn tích, trong không gian phía xa một mảnh xanh ngắt, bốn phía đều là rừng rậm viễn cổ. Nhìn vào cảnh tượng này, Bạch Linh vô cùng khiếp sợ. Mà khi ánh mắt Bạch Linh nhìn vào phía trung ương của cái sân thì thân thể trong nháy mắt run rẩy. Nơi đó có xương cốt của một đầu yêu thú khổng lồ, chừng mấy nghìn thước. Có một cỗ uy áp như có như không từ đó truyền ra. Nếu như có người khác ở đây chỉ sợ dưới áp lực này đã phải phủ phục xuống rồi. Mà lúc này Bạch Linh cũng không cảm nhận thấy nhiều uy áp, thân thể run rẩy một đường đi tới. Trên xương trắng kia tràn ra cảm giác tang thương, cổ xưa. Dường như là một đầu yêu thú đã chết đi mấy vạn năm, thậm chí là lâu hơn. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh đi tới trước mặt xương trắng khổng lồ đang đứng ngạo nghễ trên bức tường đổ, một cỗ uy áp chính là từ nó phát ra. Bộ xương trắng này vô cùng khổng lồ, phía sau lưng lại có 9 cái xương giống như cái đuôi kéo dài. Mơ hồ có thể thấy được đây là thân thể của một cửu vĩ yêu hồ. Hậu bối cửu vĩ yêu hồ bái kiến yêu đế. Toàn thân Bạch Linh run lên, thân thể xinh đẹp trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Siêu siêu. Lúc này, trên hài cốt khổng lồ kia, có một cỗ năng lượng tràn ra. Năng lượng không ngừng ba động, một cỗ khí tức kinh khủng khuếch tán. Dưới khí tức này dường như còn một cỗ uy áp vô cùng lớn. Ngao. Dưới uy áp này, Bạch Linh trong nháy mắt gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Trên bức tường đổ nát, một cỗ năng lượng cường hãn trên bộ hài cốt khổng lồ ba động. Loại ba động này vô cùng cường hãn, lập tức có một đạo bạch quang từ trên bộ xương kia bắn vào trong mi tâm Bạch Linh. Bản thể Bạch Linh ngẩng đầu lên, bộ lông trắng toàn thân đột nhiên dựng đứng. Kình phong vô tận từ trong cơ thể khuếch tán ra khiến cho toàn bộ không gian lắc lư. Một cỗ uy thế chấn động nhân tâm lan tràn, mơ hồ có uy năng khiến cho không gian vặn vẹp. Trong mi tâm của Bạch Linh lúc này đang hấp thu năng lượng từ bộ xương trắng kia. Trong không gian bị phong kín, lúc này Lục Lâm Thiên đi qua đi lại thế nhưng cũng không tìm được đường ra. Ngay lúc này, Lục Lâm Thiên đột nhiên nhìn về phía một bức tường. Trên bức tường này có một cỗ năng lượng nhàn nhạt khiến cho Lục Lâm Thiên chú ý. Chậm rãi tới gần, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tỉ mỉ quan sát bức tường này, khi trước liếc mắt nhìn qua cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng lúc này mới nhìn rõ trên bức tường có từng đạo bí văn như ẩn như hiện. Mà trên bí văn này có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ lan tràn ra. Lẽ nào cửa ở chỗ này sao? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Hắn cũng không biết làm thế nào mở ra cánh cửa này. Sau một lát suy nghĩ, Lục Lâm Thiên thử nhiều biện pháp thế nhưng vẫn vô dụng. Nhìn vào bí văn thuộc tính, Lục Lâm Thiên trầm tư, một lát sau sắc mặt hắn biến đổi lẩm bẩm nói. Lẽ nào cần dùng năng lượng thuộc tính mới mở được sao? Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên trong nháy mắt được kết. Quanh thân có một cỗ quang mang màu vàng tuôn ra. Một đạo thủ ấn phức tạp hiện lên trong lòng bàn tay, trưởng ấn nhanh chóng đánh vào trên đám bí văn ở bức tường trước mặt. Ầm ầm, âm thanh trầm thấp vang lên, trưởng ấn bằng năng lượng thổ hệ của Lục Lâm Thiên đánh vào bức tường tức thì khiến cho bức tường tạo thành rung động rất nhỏ. Lập tức trong bức tường này đột nhiên có một cánh cửa được mở ra. Một cỗ năng lượng thổ hệ khuếch tán. Mà ngay khi cánh cửa hoàn toàn bị mở ra, một cỗ quang mang thuộc tính thổ chói mắt tràn ra khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi híp mắt lại. Tiếp theo, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào trong cánh cửa, lúc này hắn không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân không nhịn được mà run rẩy. Trong cánh cửa này cũng không phải là một thông đạo như Lục Lâm Thiên tưởng tượng, mà là một gian mật thất chứa đầy ngọc giản. Ta kháo, cửa ra ở đâu? Nhìn đám ngọc giản trong mật thất, Lục Lâm Thiên sửng sốt một lát rồi lập tức đi vào.
hai tay nhanh chóng nhặt lên mấy ngọc giản rồi lập tức sợ hãi than. Trên trăm ngọc giản này không phải là thứ gì khác mà toàn bộ là vũ kỹ. Toàn bộ vũ kỹ đều cùng một cấp bậc là huyền cấp sơ giai, trên trăm bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai ở bên trong khiến cho Lục Lâm Thiên không nói được câu gì, quả thực là một đống tiền nha. Thu! Lục Lâm Thiên không chút khách khí, cũng xác định đây không phải là ảo giác. Hắn lập tức móc ra nhẫn chữ vật thu trên trăm bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này vào. Mãi đến khi trong mật thất không còn vật gì, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục đánh giá mật thất. Lúc này, Lục Lâm Thiên nhìn vào một bức tường trong mật thất, bên trên có năng lượng không ngừng ba động. Bất quá, lúc này là khí tức của năng lượng thuộc tính hỏa. Chẳng lẽ mình lại phải dùng chiêu thức đó để thông quan sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày, có kinh nghiệm lần trước, hỏa cầu trong tay lập tức được ngưng tụ. Một trường ấn bằng hỏa diễm nhẹ nhàng đánh vào trên bức tường kia. Ầm ầm. Giống như trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, sau khi trường ấn bằng năng lượng thuộc tính hỏa đánh vào trên bức tường, tức thì bức tường ba động. Một cánh cửa chậm rãi được mở ra, một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa tràn ra bên ngoài. Tiếp theo, Lục Lâm Thiên nhanh chóng đưa mắt nhìn vào trong cánh cửa, không khỏi hít sâu một hơi rồi lập tức mỉm cười. Trong cánh cửa này là một mật thất, mà trong mật thất lại có trên 100 khối ngọc giản tràn ngập khí tức nóng bỏng. Đây cũng chính là trên trăm khối ngọc giản vũ kỹ huyền cấp thuộc tính hỏa.